Hồi 11, Lưu Hoàng Thúc cứu khổng dung ở Bắc Hải, lá ôn hầu phá Tào Tháo thành Bộc Dương, người hiến kế cho Đào Khiêm vốn là người ở Đông Hải, tên là Mi Trúc, tự là Từ Trọng. Trúc Nguyên là con nhà hào phú, một bữa ra thành Lạc Dương mua bán, đi xe về đến nửa đường gặp một người con gái xinh đẹp xin cho đi xe nhờ. Trúc xuống đi bộ, nhường xe cho người con gái ấy ngồi. Người ấy cứ nhất định mời Mi Trúc lên ngồi. Trúc lên xe, ngồi thực nghiêm trang, mắt không trông ngang đi được vài dặm người con gái xin xuống xe từ giã mi trúc nói rằng ta là hòa đức tính quân ở phương nam phụng mệnh thượng đế xuống để đốt cháy nhà ngươi nay thấy người đãi ta có lễ phép nên ta bảo cho ngươi biết trước ngươi nên về nhà mau dọn dẹp hết đồ đạc đi đêm nay ta sẽ đến nói rồi biến mất chúc thất kinh vội vàng chạy về trong nhà có gì chạy đi hết tối hôm ấy quả nhiên trong bếp phát hỏa nhà cửa cháy hết Trúc cũng vì thế mà đem ra tải phân tán cứu giúp người nghèo khó về sau đào khiêm đón về cử làm biệt giá tùng sự bấy giờ mi trúc hiến kế rằng tôi xin sang quận bắc hải cầu khổng dung đến cứu lại xin sai một người nữa sang thanh châu cầu cứu điền khải hai nơi ấy cho quân mã đến thì tào tháo tất phải lui khiêm nghe lời viết hai bức thư rồi hỏi dưới trướng có ai dám sang thanh châu không một người xin đi là trần đằng tự là Nguyên Long, người Quảng Lăng. Nguyên Long đi rồi, Mì Trúc cũng sang Bắc Hải, đào khiêm tự mang quân giữ thành. Khổng Dung tự là Văn Cử, người làng Khúc Phủ, nước Lỗ, là cháu đời thứ 20 Đức Khổng Tử, con quan đô quy Thái Sơn là Khổng Trụ. Dung vốn thông minh từ thuở nhỏ, năm lên 10 tuổi Dung có vào yết kiến quan doãn ở Hà Nam tên là Lý Ung. Lúc đến cửa quan canh hỏi đi đâu Dung nói ta là thông gia với Lý Tướng, khi vào đến nơi lý ung mới hỏi tổ mày có họ hàng gì với tổ nhà ta dung nói ngày xưa khổng tử hỏi lão tử về việc lễ nhà dung với nhà ông chẳng phải đời đời thông gia với nhau là gì ông lấy làm ly kỳ được một hồi có thái trung đại phu là trần vĩ đến chơi ông trỏ vào khổng dung và nói rằng thằng bé này là ly kỳ đông trần vĩ bĩu môi nói rằng những đứa thổi nhỏ thông minh như thế ngày sau lớn vị tất đã ra gì dung liền ứng đối ngay rằng thưa ông Hẳn thừa nhỏ ông thông minh lắm, cả bọn đi với Trần Vĩ cùng cười ồ lên mà nói rằng người này lớn lên tất là người giỏi giang trong đời. Từ đấy Dung nổi tiếng, sau làm trung lang tướng, dần dần được làm thái thú Bắc Hải. Khổng Dung tính ưa thết khách, thường nói rằng trên chỗ ngồi lúc nào cũng đông khách, trong hồ lúc nào cũng có rượu, thế là sướng nhất Trần Gian. Dung ở Bắc Hải được 6 năm, dân chúng rất là yêu mến. Hôm ấy Dung đương ngồi chơi với khách có người vào báo rằng có mi trúc ở từ châu muốn vào hầu dùng cho mời vào hỏi có việc gì trúc đưa thư của đào khiêm ra rồi nói rằng tào tháo vây gấp lắm xin minh công sang cứu cho dung nói ta với đào công tổ là chỗ trí thân và từ trọng lại thân hành đến tận đây lẽ đâu lại không cứu nhưng ta với tào mạnh đức không có thù gì vậy trước hết ta tưởng hãy nên sai người đưa thư giải hòa đã nếu tháo không nghe bấy giờ ta sẽ khởi hành trúc nói tào tháo cậy có nhiều quân quyết không chịu hòa dùng liền sai một mặt thì điểm binh sẵn một mặt cho người đưa thư cho tào tháo lúc đang bàn bạc chợt có người báo rằng có dư đảng của đám khăn vàng ngày xưa tên là quản hợi đem mấy vạn quân đến thành để khiêu chiến quản hợi tế ngựa ra nói rằng bắc hải nhiều lương cho ta vay một vạn hộp ta sẽ lui quân ngay hễ không ta đánh phá thành trì già trẻ sẽ không một người nào sống sót dùng mắng mà nói rằng ta là bầy tôi nhà đại hán, giữ đất của nhà đại hán, có đâu lại đem lương cho giặc. Quản hợi giận lắm, múa đao tế ngựa nhảy thẳng vào đánh khổng dung. Tướng dung là tôn bảo, vác giáo nhảy ra địch, được vài hiệp bị hợi chém chết. Quân dung rối loạn, chạy cả vào thành, hợi chia quân ra bốn mặt vây thành. Dung trong lòng bực tức, mi trúc cũng buồn chán lắm. Hôm sau, khổng dung lên thành trông thấy thế giặc lớn mạnh, càng thêm lo phiền. Chợt thấy một người cưỡi ngựa vác giáo xông vào đám giặc, tả sung hữu đột như vào chỗ không người, rồi chạy thẳng đến dưới thành, gọi to mở cửa. Dùng không biết là ai, chưa dám mở cửa. Quân giặc sấn đến bờ hào, định vào giết người ấy, nhưng người ấy quay mình lại đâm một lúc chết luôn vài chục đứa. chúng phải lui chạy cả, dùng bấy giờ mới sai mở cửa mời vào. người ấy xuống ngựa, bỏ giáo, lên thẳng trên mặt thành, chào khổng dung. Dùng hỏi tên họ người ấy thưa rằng tôi là người ở Hoàng Nguyện, đất Đông Lai, họ là Thái Sử, tên là Từ, tự là Từ Nghĩa. Mẹ tôi được đội ơn ngài nhiều lắm, hôm nọ tôi ở Liêu Đông về nhà thăm mẹ, nghe tin giặc vây thành, mẹ tôi bảo tôi rằng, ta đã nhiều lần đội ơn ngài, nay con phải đi cứu. Bởi vậy một mình tôi cưỡi ngựa đến đây, khổng dung mừng lắm, nguyên khi trước dung tuy không biết mặt thái sử từ, nhưng vẫn biết tiếng là anh hùng. Nhân thấy từ đi vắng xa, có mẹ già ở nhà, nhà cách thành 20 dặm, dùng thường sai người đem biếu gạo lùa. Bà mẹ cảm cái đức ấy nên sai con lại cứu, dùng kính trọng thái sử từ hết lòng, tặng một bộ áo giáp, ngựa và yên. Từ nói, tôi xin mượn ngài một nghìn tinh binh nữa để ra ngoài thành phá giặc. Dung nói rằng, ông tuy khỏe thực, nhưng thế giặc to lắm, không nên coi thường. Từ nói, mẹ tôi cảm hậu đức của ngài, nên sai tôi đến, nếu không phá được giặc, Tôi cũng không còn mặt nào dám về trông thấy mẹ. Vậy xin cứ để tôi ra, quyết một trận tử chiến." Dung nói, "Ta nghe con Lưu Huyền Đức là anh hùng đời bấy giờ, giá mà mời được Huyền Đức lại cứu thì mới giải được vây. Chỉ hiềm chưa biết nhờ ai đi cho được." Từ nói, "Xin ngài viết thư, tôi xin mang đi." Dung mừng, viết thư giao cho Từ, Từ mặc áo giáp lên ngựa, lưng đeo cung tên, tay cầm giáo, ăn no, sắm sửa đủ, mở cửa thành phi ngựa ra đi lúc gần đến bờ hào quân giặc súng vào đánh từ đâm luôn chết mấy đứa vượt qua vòng vây chạy ra quản hợi thấy có người ở trong thành ra tất là đi cầu cứu liền đem vài trăm quân kỵ đuổi theo tám mặt vây lại từ rừng ngọn giáo dương công đặt tên bắn cả tám mặt không phát nào là không có người ngã ngựa giặc sợ không dám đuổi nữa từ thoát được ngay suốt ngày đêm đến bình nguyên vào ra mắt lưu bị thư lễ rong, từ nói hết sự tình khổng dung bị vây, rồi đưa thư ra, lưu bị xem thư xong, hỏi, ông là ai, từ nói, tôi là thái sử từ, người nhà quê ở Đông Hải. Tôi với khổng dung không phải anh em họ hàng, cũng không phải láng giềng làng mạc, chỉ vì nghĩa khí đối với nhau nên có ý chia sẻ yêu hoạn với nhau. Này quản hợi bạo loạn, Bắc Hải bị vây, không biết cậy vào đâu, nguy ở sớm tối, khổng dung nghe ngài là người nhân nghĩa, hay cứu người khốn giúp kẻ nguy, nên sai tôi xông pha giữa vòng giáo mác, phá vòng vây đến đây cầu cứu ngài. Lưu Bị tỏ vẻ tôn kính nói rằng Khổng Bắc Hải cũng biết rằng trong đời có Lưu Bị à. Lập tức cùng quan vũ, trương phi điểm ba nghìn tinh binh kéo sang Bắc Hải. Quản hợi thấy quân đến cứu, dẫn quân ra đối địch. Lại thấy quân Lưu Bị ít nên khinh thường không sợ, Lưu Bị cùng với quan, trương và thái sử từ cưỡi ngựa đứng ra trước trận. Quân hợi hăm hở ra đánh, từ đang định xông ra quan vũ đã nhảy ra trước hợi địch sao nổi quan vũ mới được vài mươi hiệp một nhát thanh long đao đã chém chết ngay quản hợi ở dưới chân ngựa từ trương hai ngựa cùng ra hai giáo đều múa xông vào đám quân giặc lưu bị thúc quân đánh giết khổng dung ở trên thành trông thấy từ quan trương ba người vào trong đám giặc không ai đương nổi xông sáo tựa hồ như hồ giữa đàn dê liền kéo binh ra thành hai đầu đánh dồn lại quân giặc thua chạy đầu hàng vô số còn bao nhiêu tan vỡ cả khổng dung đón lưu bị vào thành chào lễ xong rồi mở một tiệc yến thực to ăn mừng lại dẫn mi trúc ra chào huyền đức mi trúc nhân thể nói việc trương khải giết tào tung nay tào tháo thả binh đến cướp phá từ châu bởi vậy đào khiêm sai y đến cầu cứu khổng dung lưu bị nói đào công tổ là người quân tử không ngờ mắc phải oan này dung nói ông là tôn thân nhà hán nay tào tháo tàn hại trăm họ cậy khỏe, khinh yếu. Sao ông không cùng với tôi đi cứu đảo dung Tổ một thể? Lưu bị nói, tôi đâu dám từ việc ấy, nhưng tướng ít, binh yếu, lo rằng không làm nổi việc. Dung lại nói, tôi nay đi cứu công tổ tuy vì tình bạn, nhưng cũng vì nghĩa lớn, ông há không có bụng trượng nghĩa hay sao? Lưu bị đáp, có phải thế xin văn cử hãy đi trước, khoan cho tôi còn sang công tôn toàn mượn thêm năm ba nghìn quân mã, rồi sẽ đến sau. Dung lại dặn, xin ông chớ sai hẹn huyền đức nói ông cho tôi là người thế nào thánh nhân đã dạy rằng xưa nay ai cũng chết nhưng không có tin thì không ra người nay dù mượn được quân hay không thế nào tôi cũng phải đến cứu tử châu dung bằng lòng sai mi trúc về báo trước cho đào khiêm rồi tu xếp khởi hành thái sử từ lại tả khổng dung nói rằng tôi vâng lời mẹ sang đây giúp ngài nay công việc xong xuôi cả rồi thứ sử dương châu là lưu do là người cùng một quận với tôi có thư lại gọi, không đi không được. Xin để khi khác lại có dịp gặp nhau, Dung đem vàng lụa tạ ơn, từ không chịu lấy gì cả, ra về, mẹ từ thấy từ về mừng nói rằng mẹ mừng cho con báo được ơn Bắc Hải, nói xong lại sai từ sang Dương Châu, này không nói chuyện khổng Dung khởi binh sang cứu từ Châu vội. Hãy nói chuyện Lưu Bị đến gặp công tôn Toản và nói chuyện cả sự tình mình muốn sang cứu từ Châu. Toản hỏi rằng Tảo Tháo không có thù gì với ông, tội gì ông lại đi giúp bên nọ đánh bên kia. Lưu bị nói, tôi đã hứa với người ta rồi, thế nào cũng phải đi. Toàn cho mượn hai nghìn quân mã, Lưu bị xin cho triệu tử Long đi theo. Toàn bằng lòng, Lưu, Hoan, Trương dẫn ba nghìn quân bản bộ của mình đi trước. Triệu Vân dẫn hai nghìn quân kéo đi sau, cùng đến Tử Châu. Trong khi ấy thì Mi Trúc về báo với Đào Khiêm rằng, Khổng Dung đến giúp, lại mời thêm được cả Lưu Bị trần nguyên long cũng về báo rằng điền khải vui lòng đem quân sang cứu bấy giờ đào khiêm mới hơi vững dạ hai cánh quân khổng dung điền khải mới đến sợ quân tào mạnh thế nên ở đằng xa dựa vào sườn núi đóng trại chưa dám khinh tiến tào tháo thấy hai đám quân cứu viện đã đến cũng chia quân ra giữ chưa dám kéo cả vào phá thành lưu bị đến sau vào ra mắt khổng dung dung nói quân tháo thế lớn lắm mà tháo lại khéo dùng mưu mẹo ta không nên tiến vội đợi xem tình hình thế nào đã. Lưu bị nói, tôi chỉ lo trong thành không có lương, khó giữ được lâu. Này hãy xin sai quan vân trường và triệu tử long lĩnh bốn nghìn quân ở đây với ông. Tôi thì cùng với Trương Phi kéo qua trại Tào Tháo, đi tắt đến Từ Châu, để vào bàn với đảo sứ quân. Dùng mừng lắm, hẹn nhau với Điền Khải hai người lập thế ỷ giác, còn vân trường với Tử Long thì lĩnh binh để tiếp ứng hai bên. Lưu Bị, Trương Phi hai người dẫn một nghìn quân mã, kéo qua bên cạnh trại Tào Tháo. Quân đang đi thấy trong trại nổi một tiếng trống, quân mã, bộ kéo ra như nước vỡ. Vô cấm đứng đầu, dừng cương ngựa lại gọi to lên rằng, bọn cuồng đồ sứ nào kéo đi đâu đấy, Trương Phi chẳng nói chẳng rằng, xông thẳng vào đánh vô cấm. Hai bên đánh nhau được vài hiệp, Lưu bị múa đôi dao, kéo quân tràn lên. Vô cấm thua chạy, Trương Phi đi đầu chém giết, rồi lao thẳng đến dưới thành Từ Châu trên thành trông xuống thấy lá cờ đỏ viết năm chữ trắng thực to bình nguyên lưu huyền đức đào khiêm kíp sai người mở cửa huyền đức vào thành khiêm tiếp đón mời về phủ nha thì lễ xong mở tiệc yến khoản đãi đào khiêm thấy lưu bị diện mạo hiên ngang nói năm khoát đạt trong bục lấy làm mừng rỡ sai ngay mi trúc đem cả bài ấn từ châu ra xin nhường chức cho lưu bị lưu bị ngạc nhiên hỏi thế này là ý ngài ra làm sao Kiêm nói, nay thiên hạ rối loạn, giường cột nhà vua không cất lên được. Ngài là tôn thân nhà Hán, nên ra sức giúp nước. Tôi nay già rồi, không làm gì được nữa, ngài chớ có chối. Tôi xin tự viết một bài biểu dâng lên triều đình, lưu bị đứng ra ngoài chiếu lại hay lại nói rằng, bị tuy là dòng dõi nhà Hán, nhưng công nhỏ, đức mỏng, làm một chức tướng ở Bình Nguyên còn sợ không nổi, nay vì đại nghĩa đến giúp ông, sao ông lại dạy thế? hay là ông nghĩ tôi có bụng tham lam gì chăng nếu tôi có bụng thế trời sẽ không thương tôi khiêm nói rằng xin ngài chớ nghĩ thế ấy là thực tình của tôi khiêm hai ba lần nhường lưu bị nhất định không chịu mi chúc thấy hai người kẻ như người chối dùng rằng mãi bèn tiến lên thưa rằng nay quân giặc ở dưới thành xin hai ngài hãy bàn kế phá giặc đã khi nào đánh tan được giặc rồi bấy giờ xin các ngài hãy nhường thành cho nhau lưu bị nói tôi hãy đưa thư cho tào tháo khuyên y giải hòa nếu y không nghe lời bấy giờ ta sẽ đánh cũng không muộn bèn truyền hịch cho ba trại hãy đóng binh không được động vội rồi sai người đưa thư cho tào tháo tháo đương ở trung quân cùng các tướng bàn việc bỗng có người vào báo từ châu có chiến thư mang đến tháo mở ra xem thư rằng từ khi bị được tiếp tôn nhau ở ngoài cửa quan đến giờ mỗi người một phương không được gần gũi bên ngoài vừa rồi tôn phụ tào hầu bị hại là vì thằng trương khải bất nhân chớ không phải là tội đào cung tổ. hiện giờ ngoài thì dư đảng giặc khăn vàng quấy nhiễu trong thì bè cánh đồng trác làm loạn xin minh công hãy lo việc triều đình trước rồi sau hãy nghĩ đến thủ riêng rốt quân vây từ châu về để cứu nạn nước thì từ châu may lắm thiên hạ may lắm tào tháo xem thư xong nổi giận mắng rằng lưu bị là ai dám đưa thư lại ngăn ta trong thư lại có ý mỉa mai nói rồi truyền đem chém sứ đưa thư, rồi ra sức đánh thành. Quách gia can rằng Lưu bị từ xa lại cứu, trước dùng lễ sau dùng binh, chúa công nên lấy lời tử tế đáp lại, làm cho Lưu bị khinh thường, phòng bị trễ nãi, rồi ta sẽ tiến binh đánh thành, mới dễ phá được. Tháo nghe lời, truyền thết đãi sứ giả, rồi viết thư trả lời. Đang khi bàn bạc, chợt có ngựa Lưu tin lại nói rằng lã bố đã đánh phá Duyên Châu, hiện đang tiến binh chiếm cứ Bộc Dương nguyên lã bố từ khi gặp loạn lý thôi quách dĩ trốn ra cửa vũ quan định đi theo viên thuật thuật ghét bố là người phản phúc không dùng bố lại đến với viên thiệu được thiệu dung nạp thiệu cùng bố đánh tan thường sơn từ ấy bố lấy làm đắc chí khinh nhờn những tướng sĩ của thiệu thiệu giận muốn giết bố lại bỏ sang với trương dương dương dùng bố bấy giờ bàng thư ở trường an cứu được vợ con lã bố sai đưa lại trả lý quách biết bèn chém bằng thư, rồi đưa thư cho Trương Dương sai giết lã bố. Bố lại bỏ Dương, sang với Trương Mạc, giữa lúc ấy thì em Trương Mạc là Trương Siêu đưa Trần Cung lại ra mắt Mạc. Cùng báo Mạc rằng, nay thiên hạ bị chia sẻ, anh hùng đều nổi dậy, ông có đất nhìn dặm, sao lại chịu ở dưới quyền người khác, há chẳng hèn lắm sao? Này Tào Tháo đánh mặt đông, Duyện Châu bỏ trống, lã bố là dũng sĩ đời nay, già ông cùng với lã bố đánh lấy Duyện Châu thì có thể làm nên nghiệp lớn trương mạc cả mừng liền sai lã bố ra phá diện châu rồi chiếm cả bộc dương chỉ có ba sứ nhân thành đông an phạm huyện là nhờ có tuân úc trình dục lập kế cố giữ được còn các sứ khác đều bị phá vỡ cả tào nhân đánh nhau mãi nhưng đánh không nổi vì thế phải cho đi cấp báo với tào tháo tháo nghe tin báo giật mình nói rằng nếu diện châu mất ta sẽ không còn chỗ về nữa phải kiếp lo toan ngay Quách gia nói, lúc này chúa công nên tỏ chút ân tình với Lưu Bị, rút quân về lấy lại Diện Châu. Tào Tháo lấy làm phải, lập tức viết thư đáp trả lại Lưu Bị, rồi nhổ trại lui binh. Sứ giả về Từ Châu, vào thành gặp Đào Khiêm, đưa trình thư của Tào Tháo, rồi nói quân Tào đã lui. Khiêm mừng lắm, sai người mời Khổng Dung, Điền Khải, Quan Vũ, Triệu Vân vào thành hội họp. Yến tiệc xong, Khiêm mời Lưu Bị lên ghế trên chắp tay thưa rằng lão phu này tuổi già, hai con lại không có tài, không kham nổi được việc lớn nước nhà. Lưu Công là dòng dõi nhà vua, đức rộng tài cao, nên nhận lấy từ châu. Lão phu tình nguyện cáo về dưỡng bệnh, Lưu bị nói khổng văn cử sai tôi đến cứu từ châu là việc nghĩa. Này bỗng dưng tôi giữ lấy từ châu, thiên hạ tất bảo tôi là người bất nghĩa. Mi Trúc nói, này vận hán đã suy, đất nước rối loạn, dựng công lập nghiệp chính ở lúc này từ châu của dầu người nhiều dân binh kể có trăm vạn lưu sứ quân không nên từ chối lưu bị nói việc ấy tôi quyết không thể vâng mệnh trần đang nói đào phủ quân nhiều bệnh lắm không sao coi nổi được công việc xin minh công đừng từ chối lưu bị nói viên công lộ bốn đời làm tam công trong nước ai cũng trông mong này công lộ ở thọ xuân sao không tìm mà nhường khổng dung nói viên thiệu là hạng người vô dụng chẳng khác một bộ xương khô trong mà còn đáng để làm chi nay trời cho sứ quân chẳng lấy sau có hối lại cũng muộn lưu bị nhất định không chịu đào khiêm khóc nói rằng nếu ông bỏ tôi mà đi tôi chết cũng không nhắm mắt được vân trường nói đào công đã nói hết điều thực lòng nhường cho xin anh hãy nhận lấy việc châu trương phi cũng nói không phải là mình cố đòi lấy châu quận của người ta người ta có bụng tốt nhường cho mình việc gì cứ phải khăng khăng từ chối lưu bị nói rằng các em muốn hãm ta vào việc bất nghĩa hay sao đào khiêm hai ba lần nhường lưu bị cứ một mực không nghe khiêm mới nói nếu ông nhất định không nghe thì gần đây có một ấp gọi là tiểu bái có thể đóng đồn xin ông tạm đóng quân mà ở đó để bảo vệ từ châu ông nghĩ thế nào mọi người đều khuyên lưu bị nên ở lại ấp tiểu bái lưu bị nhận lời khiêm khao quân xong triệu tử long cáo từ ra về Lưu bị cầm tay triệu tử long dò nước mắt từ biệt. Khổng dung, Điền Khải cũng cáo biệt, dẫn quân về. Lưu, quan, trương cùng dẫn quân bản bộ đến tiểu bái, sửa sang thành quách, phủ dụ dân cư ở đấy. Tào Tháo kéo quân về, Tào Nhân ra đón, nói rằng lã bố thế to, lại có trần cung giúp. Diện Châu, Bộc Dương mất cả, duy còn có nhân thành, Đông An, Phạm Huyện, ba sư ấy nhờ có tuần Úc, trình dục bày mưu đặt mẹo nên còn giữ được vững. Tháo nói, ta chắc lã bố có sức khỏe nhưng không có mưu mẹo, chẳng đáng lo lắm. Này hãy lập trại đâu đấy, rồi sau sẽ bàn, lã bố biết Tào Tháo đem quân về, đã đến đằng huyện bèn cho gọi phó tướng là Tiết Lan và Lý Phong, bảo rằng ta muốn dùng hai người đã lâu, nay mới có dịp. Hai người dẫn một vạn quân, giữ lấy diện châu cho vững, để ta đem quân đi đánh Tào Tháo. Hai người vâng lệnh, Trần Công vội vàng hỏi rằng tướng quân bỏ diện châu, định đi đâu? Bố nói: "Ta muốn đóng quân ở Bộc Dương, để thành thế, chân đinh." Công nói: "Hỏng mất, Tiết Lan không giữ được Diện Châu. Ở phía nam đường này, cách đây 180 dặm, có núi Thái Sơn. Chỗ ấy hiểm lắm, nên đem một vạn tinh binh phục ở đó." Quân Tào Tháo nghe Diện Châu mất, tất nhiên gấp đường tiến lên, thế nào cũng phải đi qua đó. Ta đợi cho nó kéo quân qua một nửa đổ ra đánh một trận có thể bắt được Tào Tháo lã bố bảo rằng ta đóng ở bộc dương còn có mẹo hay hơn người biết đâu bèn không nghe lời trần cung sai tiết lan giữ duyện châu còn mình thì đem quân đi khi tào tháo đem quân đến quãng đường hẻm ở thái sơn quách gia bảo rằng không nên đi vội chỗ này tất có phục binh tháo cười nói rằng lã bố là đồ vô mưu cho nên mới giao duyện châu cho tiết lan giữ còn nó thì kéo quân sang bộc dương chỗ này chắc không có binh phục tào nhân đâu hãy lĩnh một cánh quân vây lấy Duyện Châu, để ta kéo quân lên đánh Lã Bố ở Bộc Dương. Trần Cung ở Bộc Dương với Lã Bố nghe thấy quân Tào đã đến gần, bèn thưa với Lã Bố rằng quân Tào nay từ xa, tất mỏi mệt cả, nên đánh ngay, đừng cho nghỉ ngơi để dưỡng sức. Bố nói ta một mình một ngựa tung hoành khắp thiên hạ, có sợ gì Tào Tháo? Cứ để cho nó đóng chảy, ta sẽ bắt nó cho mà xem. Quân Tào Tháo gần đến Bộc Dương, lập vững doanh trại hôm sau Tháo đem chư tướng ra dàn trận ở ngoài đồng. Tháo cưỡi ngựa đứng dưới cửa sổ, xa trông thấy binh lã bố kéo đến. Hai bên bày trận xong, lã bố cưỡi ngựa ra trước hai bên có tám kiện tướng đứng kèm. Một, Trương Liêu, tên chữ Văn Viễn, người ở Mã ấp, quận Nhạn Môn. Hai, tang Bá, tên chữ Tuyên Cao, người ở Hoa Âm, quận Thái Sơn. Hai tướng ấy lại dẫn sau tướng là Hách Manh, Tào Tinh, Thanh Liêm, Ngụy Tục, Tống Hiến, Hầu thành và năm vạn quân. Chống đánh vang lừng, tháo trỏ bố nói rằng ta với ngươi không thù hằn gì, sao ngươi lại cướp châu quận của ta? Bố nói, thành trì nhà Hán, người nào cũng có phần, có phải của riêng của nhà ngươi đâu. Liền sai tang bá tế ngựa ra đánh, bên tàu, nhạc tiến ra nghênh địch, hai ngựa giao nhau, đôi dao đều múa, đánh nhau được ba mươi hiệp, chưa phân được thua. Hạ hầu đôn tế ngựa xông vào đánh giúp, Trương Liêu cũng vội ra đánh chẹn lại lã bố nóng mắt vác kích phi ngựa xông vào trận, đôn, tiến đều thua chạy cả, quân tàu thua to, phải lui ba bốn mươi dặm. Lã bố thu quân về, tào tháo thua một trận, về trại cùng chư tướng luận bàn. Vu cấm nói, sáng nay lên núi trông thấy phía tây thành bộc dương, bố có một trại, ước chừng chỉ có một ít quân đóng. Đêm nay tất nó tưởng ta vừa thua, không phòng bị gì. Ta nên dẫn quân ra đánh, nếu lấy được trại ấy, quân lã bố tất sợ tào tháo nghe lời sai sáu tướng là tào hồng lý điển mao giới lã kiên vô cấm điển vi dẫn hai vạn quân mã bộ liền đêm hôm ấy theo đường nhỏ kéo vào phía tây bộc dương hôm ấy lã bố về trại khao quân trần công nói rằng trại mé tây là nơi khẩn yếu nếu tào tháo đến đánh úp thì làm thế nào bố nói hôm nay nó mới thua một trận làm sao còn dám đến công nói tào tháo là một tay dùng binh thực giỏi nên đề phòng nó đánh bất ngờ, bố bèn sai cao thuận, ngụy tục và hầu thành dẫn binh đến giữ trại phía tây. Chập tối hôm ấy, Tào Tháo kéo quân đến trại phía tây, bốn mặt ùa vào, quân giữ trại không chống nổi chạy tán loạn cả. Tháo cướp được trại, gần đến canh tư, thì bọn cao thuận mới kéo quân đến. Tháo dẫn quân ra đánh, hai bên đánh nhau đến gần sáng, chợt nghe tiếng trống rầm rĩ, lã bố đem quân đến cứu. Tháo bỏ chạy chạy, đằng sau cao thuận ngụy tục, hầu thành đánh thốc lên, mặt trước thì lã bố kéo quân lại. Vô cấm, nhạc tiến, hai người địch bố không nổi. Tháo cứ trông về phía bắc mà chạy, sau núi có một toán quân kéo ra, tả thì trương liêu, hữu thì tăng bá, tháo sai lã kiền, tào hồng ra đánh cũng không lại. Tháo lại quay chạy về phía tây, đang chạy, chợt lại nghe thấy tiếng reo ầm ầm, rồi thấy một toán quân đến, đi đầu có bốn tướng là hách mạnh, tào tinh, thành liêm, Tống Hiếu kéo ra chẹn đường Tào Tháo. Các tướng Tào liều chết mà đánh, Tào mới xông lên được trước, bỗng nghe thấy tiếng mọ đánh, tên bắn ra như mưa. Tào Tháo không thể nào tiến lên được nữa, không biết có cách gì thoát, vội kêu lớn rằng ai đến cứu ta. Giữa lúc ấy, trong đội kỵ mã, có một tướng nhảy ra là Điển Vi, hai tay cầm hai ngọn kích, kêu to lên rằng Chúa Công đừng lo, nói rồi nhảy tót xuống ngựa, cắp đôi kích dài, lấy vài mươi ngọn đoàn kích nắm trong tay, ngoảnh mặt lại bảo người đi theo rằng lúc nào giặc đến cách độ 10 bước, hãy gọi ta. Rồi giang chân, bước nhanh, xông vào mũi tên mà đi. Quân kỵ bên lã bố vài mươi người xông đến, lính hô lên, giặc còn cách 10 bước rồi. Vi nói, cách 5 bước hãy gọi, quân lại gọi rằng, cách 5 bước rồi, bấy giờ Vi cầm kích ném ra. Cứ mỗi ngọn kích là quân lã bố chết một người, không sai một ngọn nào, một lúc giết chết vài mươi người quân lã bố tan chảy vi lại cầm hai thanh kích lớn nhảy lên ngựa xông vào đánh bốn tướng của lã bố là hách tào hầu tống không địch nổi đều chạy trốn cả điển vi đánh tan quân lã bố cứu được tào tháo các tướng theo sau cũng dần dần kéo đến cùng nhau tìm đường về trại trông trời đã tà tà về chiều đằng sau lại thấy tiếng reo lã bố phi ngựa cầm kích đuổi theo sông đến gọi to lên rằng thẳng giặc tào tháo kia đừng chạy nữa, bấy giờ bên tàu người ngựa mỏi mệt, mọi người nhớ nhác trông nhau, ai cũng muốn chạy thoát thân cả. Thế là, đã hay thoát khỏi vòng vây trước, còn sợ khôn đường giặc đuổi sau, chưa biết phen này tháo sống chết thế nào, xem hồi sau sẽ rõ. Hồi 12, đào công tổ ba lần nhượng từ châu, tào mạnh đức một phen đánh lã bố, tào tháo đang chạy luống cuống, may đâu phía nam có một toán quân kéo đến. Nguyên là hạ hầu đôn dẫn quân lại cứu. Chẹn ngang đường đánh nhau với lã bố. Đánh nhau đến sầm sầm tối, một cơn mưa to như chút nước xuống, hai bên đều dẫn quân về. Tháo về đến trại, trọng thường điển vi, giao cho làm chức lĩnh quân đô úy lã bố về trại, cùng Trần Cung bàn bạc, công nói, ở trong thành Bộc Dương, có một nhà giàu, họ điền, đầy tớ hàng trăm nghìn người, có tiếng ở trong một quận này. Ta nên khiến nhà ấy mật sai người đưa thư cho Tào Tháo nói rằng, lã ôn hầu tàn bạo bất nhân lòng người rất oán ghét nay muốn đem quân sang lê dương chỉ còn có cao thuận ở trong thành nên lập tức tiến ngay ta xin làm nội ứng nếu tháo đến dụ cho vào trong thành rồi bốn mặt phóng hỏa ngoài đặt quân phục tháo tuy có tài ngang trời dọc đất cũng không thoát được lã bố nghe theo mật dù họ điền đưa thư cho tào tháo tháo nhân lúc mới thua còn đương lo lắng chợt có người vào báo họ điền ở bộc dương sai người đưa mật thư đến thư rằng lã bố đã đi sang lê dương trong thành bỏ không xin ngài đến ngay tôi nguyện làm nội ứng trên thành cắm lá cờ trắng viết to một chữ nghĩa là mật hiệu tào tháo cả mừng nói rằng trời cho ta bộc dương rồi bèn trọng thưởng cho người đưa thư rồi lập tức thu xếp khởi binh lưu hoa nói rằng lã bố tuy vô mưu nhưng có trần cung nhiều mẹo lắm tôi chỉ sợ trong việc này có phần lừa dối ta phải phòng trước mình Công muốn đi thì nên chia quân ra làm ba đội. Hai đội phục ở ngoài thành để tiếp ứng, một đội vào thành, như thế mới được. Tháo nghe lời chia quân ra làm ba đội, đến thành Bộc Dương. Tháo đi trước nghe ngóng, trông thấy trên mặt thành cờ cắm đặc cả, trên góc cửa Tây có một lá cờ trắng và chữ, nghĩa, trong bụng đã mừng thầm. Giờ ngọ hôm ấy, hai tướng trong thành kéo quân ra đánh, tiền quân là Hầu Thành, hậu quân là Cao Thuận. Tào Tháo sai Điển Vi cưỡi ngựa sông ra, sông thẳng vào đánh hầu thành. Thành địch không nổi, quay ngựa chạy vào, vì đuổi sấn đến tận bên cầu hào. Cao Thuận chống không được cũng lui binh vào trong thành, trong khi ấy có người trong thành, thừa cơ chạy ra ngoài, đến ra mắt Tào Tháo nói là người họ Điền, đưa trình mật thư, trong thư hẹn rằng đêm nay, hồi canh một, trên thành khua chiêng làm hiệu thì tướng quân tiến binh vào. Tôi làm nội ứng, dâm thành, Lý Điển can rằng, Chúa Công nên đứng ở ngoài thành, để chúng tôi vào. Tháo nói to rằng, ta không đi thì ai chịu sông lên trước, nói rồi tự lĩnh binh sông thẳng vào. Bấy giờ mới đầu canh một, trăng chưa lên, chỉ nghe thấy trên cửa tây có tiếng tù và, rồi lại có tiếng reo. Trên cửa lửa đốt sáng rực, cửa thành mở to, cầu treo bỏ xuống. Tào tháo tế ngựa lên trước, đi thẳng đến tận nha thử, trên đường chẳng thấy một người nào cả. Tháo biết là mắc mưu, vội vàng quay ngựa trở lại hô quân lui ra. Lúc ấy trong chân nhà có một tiếng pháo nổ, bốn cửa thành lửa cháy rực trời, trống đánh vang lừng, người gieo rầm rĩ như sóng cồn bể gieo. Mé đông, trương liêu trổ ra, mé tây tang bá chạy lại, hai bên đánh dồn vào. Tháo chạy ra cửa bắc lại hách manh, tào tính đánh cho một trận. Tháo chạy ra cửa nam, lại bị cao thuận, hậu thành chặn đánh, may có điển vi trợn mắt nghiến răng xông vào đánh cứu cao thuận hầu thành phải chạy ra ngoài thành điển vi đuổi ra đến cầu treo ngoảnh lại không thấy tào tháo vi lại đánh vào trong thành vào đến cửa gặp lý điển vi hỏi chúa công đâu điển nói ta cũng tìm không thấy vi bảo điển người ra ngoài thúc quân ứng cứu ta vào tìm chúa công lý điển đi ra điển vi vào thành tìm mãi không thấy lại đánh trở ra ra khỏi bờ hào gặp nhạc tiến tiến hỏi, chúa công đâu, vi nói, tôi vào ra hai lần rồi, tìm chúa công mãi không thấy. Tiến nói, hai chúng ta phải cùng đánh vào để cứu chúa công, hai người cùng trở vào, đến bên thành, thì hỏa pháo trên thành rơi xuống ngược. Nhạc tiến không sao vào được, điển vi xông pha khói lửa, lại vào thành đi tìm tào tháo. Tào Tháo nhìn thấy Điển Vi đánh đến tìm mình nhưng Tháo bị bốn mặt quân mã chẹn lại chung quanh nên không ra được đường cửa Nam, đành phải chạy về cửa Bắc, thế nào gặp ngay lã bố, nhưng trong bóng lửa nhấp nhoáng, bố không biết là ai. Lã bố cầm kích tế ngựa lại, tháo lấy tay che mặt ra roi cứ tế ngựa đi thẳng. Lã bố ở đằng sau sấn ngựa lại, cầm mọn kích gõ vào mũ tào tháo hỏi rằng, tào tháo ở đâu, tháo trỏ tay nói rằng, người cưỡi ngựa vàng ở đằng trước kia, bố tế ngựa đuổi người đằng trước, tào tháo quay ngựa lại chạy ra cửa đông, may gặp ngay điển vi. Vì hộ vệ theo, mở một đường máu ra được đến cửa thành chung quanh thành lửa cháy ngùn ngụt cỏ rác trồng chất khắp cả chỗ nào cũng có lửa điển vi cầm kích gạt lửa ra hai bên tế ngựa xông vào khói lửa ra trước tháo cũng theo sau ra được vừa đến cửa thành có một cái xả cháy trên nhà rơi vào chân sau ngựa của tào tháo ngựa ngã gục xuống tháo lấy tay đẩy cái xả ra lửa bén vào cả cánh tay và đầu tóc điển vi quay ngựa lại cứu vừa may hạ hầu uyên cũng ở đâu đến hai người cứu được Tháo dậy, xông qua lửa chạy ra. Tháo cưỡi ngựa của Uyên, vì đánh mở đường để chạy. Đánh nhau mãi đến sáng, Tháo mới về được trại. các tướng vào lại hỏi thăm. Tháo ngoảnh mặt lên cười nói rằng ta lầm mắc phải kế thất phu, thề rằng thù này thế nào cũng báo được. Quách ra nói, có kế gì nên làm ngay, Tháo nói, này nên nhân kế của nó mà làm kế của mình, ta nói phao lên rằng ta bị lửa cháy chết bỏng, bố tất dẫn quân lại đánh. Ta phục binh ở trong núi Mã Lăng, đợi nó đến nửa chừng, đổ ra mà đánh thì quyết bắt được lã bố. Quách gia nói, thực là một kế hay, liền sai quân sĩ phát tang, để chờ phao tin đi rằng Tào Tháo đã chết. Có người đến bộc dương báo với lã bố rằng Tháo bị lửa cháy bỏng cả chân tay, về đến trại thì chết. Lã bố lập tức điểm quân mã, kéo đến núi Lã Lăng. Quân đi gần đến trại Tào, một tiếng chống nổi, phục binh bốn mặt ổ ra lã bố cô đánh, một sống một chết, mới thoát được, tổn hại mất nhiều quân mã, chạy về bộc dương giữ vững không dám ra nữa. Năm nay có một thứ sâu, gọi là sâu hoàng ăn hại lúa má. Ở vùng Quan Đông, Trường An, mỗi hộp thóc giá 50 quan. Dân chúng đói quá phải ăn thịt lẫn nhau, tào tháo nhân hết lương, dẫn quân về đóng ở Nhân Thành. Lã bố cùng đem quân về đóng ở Sơn Dương, vì vậy hai bên cùng tạm bãi binh. Bấy giờ Đào Khiêm ở Từ Châu đã 63 tuổi, chợt bị bệnh, bệnh mỗi ngày một nặng, bèn mời Mi Trúc, Trần Đăng đến bàn việc. Trúc nói, quân Tào tháo bỏ Từ Châu đi, cũng chỉ vì lã bố cướp duyện Châu mà thôi. Năm nay nó bãi binh cũng là vì mất mùa, chắc rằng sang xuân thế nào nó cũng đến. Phủ quân đã hai lần nhường chức cho Lưu Huyền Đức, bấy giờ phủ quân còn khỏe cho nên Huyền Đức nhất định không chịu nhận. Nay bệnh phủ quân đã nặng, nên lại cho mời huyền đức sang mà nhường chức một lần nữa lần này huyền đức chắc không từ chối khiêm mừng lắm sai ngay người đi mời lưu bị lại bàn việc quân lưu bị đem quan vũ trương phi và vài mươi tên kỵ mã đến từ châu đào khiêm cho mời vào chỗ nằm lưu bị hỏi thăm xong khiêm nói tôi mời ông đến đây không phải có việc gì đâu chỉ có một việc tôi bây giờ bệnh đã nguy rồi không biết sớm tối chết lúc nào vậy xin minh công thương lấy thành trì nhà hán nhận lấy bài ấn từ châu này, thì tôi xin chết mới nhắm được mắt. Lưu bị hỏi, ông có hai con, sao không truyền cho, lại gọi tôi. Khiêm nói, tôi có hai thằng con, thằng lớn tên Thương, thằng bé tên Ung, hai đứa cùng hèn kém lắm, không sao kham nổi được việc nước. Tôi một mai nhắm mắt lại, cũng chăm nhờ Minh Công dạy bảo chúng nó, không nên cho chúng nó coi đến việc châu. Lưu bị nói, một mình tôi đảm đương sao nổi việc to lớn ấy khiêm thưa, tôi xin cử một người để giúp ông, người ở Bắc Hải, họ tôn, tên Càn, tự là công hữu. Ông nên dùng người ấy làm tùng sự, khiêm lại gọi mi Trúc bảo rằng, Lưu Công là hào kiệt đời nay, người nên thở cho khéo nhé. Huyền Đức vẫn còn từ chối, lúc ấy đào khiêm lấy tay trỏ vào bụng rồi tắt thở. Các quan làm lễ điếu viếng xong rồi, liền đem bài ấn giao cho Lưu Bị, Lưu nhất định không nhận. Hôm sau cả dân châu kéo vào đầy phủ văn khóc nói rằng lưu sứ quân bằng không không chịu nhận việc quận này thì dân chúng tôi không sao sống yên được quan trương hai người cùng khuyên hai ba lần lưu bị mới chịu quyền lĩnh công việc từ châu dùng tôn càn mi trúc làm phụ tá trần đăng làm mạc quan đem hết quân mã ở tiểu bái vào thành treo bảng khuyên dân yên nghiệp rồi sắm sửa việc tang lưu bị và quan quân lớn nhỏ đều đề chờ tế lễ linh đình xong an táng đào khiêm trên bãi cao ở bên sông hoàng hà rồi đem từ di biểu của Đào Khiêm dâng lên triều đình. Tào Tháo ở Nhân Thành, được tin Đào Khiêm đã chết và Lưu bị lĩnh chức mục từ châu, giận lắm nói rằng thủ ta chưa báo xong, Lưu bị nửa mũi tên không tốn, ngồi yên mà được từ châu. Phèn này ta quyết trước giết Lưu bị, sau vằm thay Đào Khiêm để rửa oán cho thân phụ ta. Lập tức truyền lệnh cất quân sang đánh từ châu. Tuần Úc lên can rằng, xưa nay cao tổ giữ ở Quan Trung, vua Quang Vũ giữ ở Hà Nội, đều là được sâu dễ bền gốc tiến lên thì đánh được giặc lui về thì giữ được thành cho nên tuy có lúc nguy khốn nhưng về sau cũng vẫn làm nổi được nghiệp lớn minh công lúc đầu vốn khởi sự ở diện châu mà đất hà đất tế lại là đất hiểm trong thiên hạ và cũng là quan trung hà nội ngày xưa nay nhược bằng minh công sang lấy từ châu để binh ở đây thì lã bố lại thừa cơ đến cướp thế là bỏ mất diện châu nếu từ châu lại không lấy được minh công sẽ đi đâu nay Đào Khiêm tuy chết, nhưng đã có Lưu Bị giữ. Dân từ châu đã quy phục Lưu Bị lắm, tất nhiên cố sức giúp Lưu Bị. Minh Công bỏ Duyện Châu để sang lấy từ châu, thì khác nào bỏ cây lớn mà đi tìm cây nhỏ, bỏ chỗ gốc đi tìm chỗ ngọn, đem sự yên mà đổi lấy sự nguy. Xin Minh Công phải nghĩ cho chín đã, Tháo nói năm nay mất mùa, thiếu lương ăn, quân sĩ cứ đóng ở đây cũng không xong. Tuần Úc nói không bằng ta kéo sang mặt đông, lấy đất trần cho quân sang ăn ở đó. Và lại dư đảng khăn vàng là Hà Nghi, Hoàng Thiệu ở Nhữ Nam và Vĩnh Xuyên, cướp bóc châu quận, vàng lụa, lương thực có nhiều. Những giặc cỏ ấy phá dễ như chơi, phá chung nó, lấy lương thực để nuôi quân sĩ, như thế triều đình cũng mừng, dân gian cũng hạ. Chính là một việc làm thuận lòng trời đó, tháo mừng lắm, liền cho hạ hầu đôn, tào nhân ở lại giữ nhân thành, mình thì đem quân sang lấy đất trần. Nhữ Nam và Dĩnh Xuyên. Đám dư đảng khăn vàng là Hà Nghi và Hoàng Thiệu thấy quân Tào Tháo kéo đến, đem binh ra đánh. Hai bên giáp trận nhau ở núi Dương Sơn, quân giặc tuy nhiều nhưng toàn là những đồ lăng nhăng, hỗn độn không thành đội ngũ. Tháo sai lấy công mạnh, nỏ cứng bắn sang, điển vi cưỡi ngựa ra. Hà Nghi thai phó nguyên soái ra đánh, đánh nhau chưa được ba hiệp, bị vi đâm chết lăn xuống dưới ngựa. Tào Tháo thừa thế dẫn quân sấn qua núi Dương Sơn đóng chạy hôm sau hoàng thiệu tự dẫn quân lại, bày trận xong sai một tướng đi bộ ra, đầu đội khăn vàng, mình mặc áo xanh, tay cầm côn sắt, thét to lên rằng ta là tiệt thiên giả sao hà man, ai dám ra đây đấu với ta nào. Tào hồng quát to một tiếng, phi mình từ trên ngựa nhảy xuống đất, vác dao đi bộ ra. Hai người ở trước trận đánh nhau ba bốn mươi hiệp chưa phân thắng bại, hồng giả cách thua chạy. Hà man sấn vào, hồng dùng kế đa đao, quay mình lại chém chúng hà man không lại bồi thêm một nhát nữa, hà man chết. Lý Điển thấy thế phi ngựa thẳng vào trận giặc, tướng giặc Hoàng Thiệu chưa kịp đề phòng, bị Điển bắt sống. Quân Tào đánh giết quân giặc, cướp được vô số tiền bạc, lương thực. Còn Hà Nghi Thế Cô, dẫn vài trăm quân kỵ chạy về thung lũng cát pha. Lúc đang đi đường, chợt gặp một toán quân ở trong núi kéo ra, một tráng sĩ đứng đầu, mình cao tám thước, lưng to người chết tay, cầm thanh đao lớn ra chẹn đường nghi vác dao đánh, chỉ mới được một hiệp, đã bị tráng sĩ ấy bắt sống. Quân sĩ luống cuống đều xuống ngựa chịu trói, tráng sĩ xua cả vào thung lũng cát pha, điển vi truy kích hà nghi tới cát pha, thì có một tráng sĩ dẫn quân ra chặn lại. Vi hỏi, mày cũng là giặc khăn vàng à? Tráng sĩ đáp, lũ khăn vàng có vài trăm kỵ mã, ta đã bắt nhốt cả trong thung lũng này. Vi hỏi, sao không đem ra nộp? Tráng sĩ nói, hễ mày địch được với thanh đao trong tay này thì ta đem chúng nó ra nộp. Vì giận lắm, vác đôi kích lại đánh. Hai người đánh nhau từ giờ thìn đến giờ ngọ, không ai thua không ai được, hai bên cùng tạm nghỉ. Được một lát tráng sĩ lại ra thách đánh, điển vi cũng ra, đánh nhau đến mãi chiều tối. Hai ngựa cùng mỏi, hai người lại phải tạm nghỉ lần nữa. Quân thủ hạ điển vi chạy về báo với Tào Tháo, Tháo thất kinh, vội vàng dẫn các tướng lại xem. Hôm sau tráng sĩ lại ra thách đánh nhau, Tháo trông thấy người ấy uy phong lẫm liệt, trong bụng mừng thầm, dặn Điển Vi rằng, này ngươi hãy giả cách thua đi, vì vâng lời ra đánh, được 30 hiệp, vì giả cách thua chạy về trận, tráng sĩ sân đến, trong cửa trận cung nỏ bắn ra tua tua. Tráng sĩ phải quay trở về, Tháo kiếp dẫn quân lùi năm dặm, mật sai người đào sẵn một hầm hố, phục sẵn câu thù. Hôm sau lại sai Điển Vi dẫn hơn trăm quân kỵ ra tráng sĩ cười mà nói rằng tướng đã thua sao lại còn dám đến đánh nói rồi liền phóng ngựa ra đánh điển vi đánh được vài hiệp lại quay ngựa chạy tráng sĩ cố sức đuổi theo không ngờ cả người lẫn ngựa cùng xa xuống hố cả bị quân phục ra trói lại đem về nộp tào tháo tháo vội vàng xuống trướng mắng đuổi quân sĩ tự cởi trói cho tráng sĩ sai người lấy áo mặc cho mời ngồi tử tế rồi hỏi tên họ làng mạc ở đâu tráng sĩ nói tôi là người ở tiêu huyện nước tiêu họ hứa tên chữ tự là trọng khang nguyên trước gặp buổi loạn lạc tụ cả tôn tộc vài trăm người đắp một cái lũy ở trong thung lũng này để chống cự một bữa có giặc đến tôi sai người nhà lấy đá vụn để sẵn rồi tôi cầm đá ném ra chẳng sai hòn nào giặc thấy vậy phải chịu lui lại một hôm nữa giặc đến trong thung lũng tôi không có lương phải hòa với giặc xin đem châu cầy đổi cho nó để lấy gạo Lúc gạo giặc đã đưa đến rồi, giặc dắt trâu ra ngoài cửa thung lũng thì trâu đều chạy ngược trở lại. Tôi lấy tay nắm lấy hai đôi trâu kéo lại đi giật lùi được hơn một trăm bước. Giặc thấy thế đều thất kinh, không dám lấy trâu nữa. Bởi thế tôi mới giữ được ở đây yên ổn, không việc gì. Tháo nói, ta biết ngươi đã lâu, này ngươi có chịu hàng không? Chử nói, bụng tôi muốn thế đã lâu rồi, chử về dẫn cả họ hàng vài trăm người ra hàng tào tháo. Tháo cho làm đô úy thường rất hậu rồi đem hà nghi hoàng thiệu ra chém nhữ nam dĩnh xuyên từ ấy đều bình định cả tháo rút quân về tào nhân hạ hầu đôn ra tiếp kiến nói rằng mấy hôm nay quân đi do thám về báo rằng ở duyện châu quân sĩ tiết lan lý phong ra ngoài đi ăn cướp thành bỏ trống không chúa công đem quân vừa thắng trận trở về mà đánh chỉ một trận là hạ được thành tháo liền đem quân đi đường tắt đến duyện châu tiết lan lý phong không ngờ có quân đến chưa kịp phòng bị, nhưng cũng phải đem quân ra ngoài thành để đánh. Hứa trừ nói, tôi xin bắt hai đứa này để làm lễ ra mắt. Tháo mừng sai trừ ra trận, Lý Phong vác họa kích lại đánh. Hai ngựa giao nhau mới được hai hiệp, trừ chém Phong chết lăn xuống dưới ngựa. Tiết Lan vội vàng chạy về, Lý Điển chạy ngang bên cầu. Lan không dám vào thành, dẫn quân kéo về cự giã, đang đi gặp ngay lã kiên tế ngựa lại đuổi bắn một phát tên. Lan chết ngã quay xuống đất quân tiết lan, Lý Phong vỡ tan cả, Tháo lấy lại được Duyện Châu, Trình Dục xin tiến binh lấy lại nốt bộc dương, Tháo sai hứa Chử, Điển Vi làm tiên phong, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên làm tả quân, Lý Điển, Nhạc Tiến làm hữu quân, Tào Tháo tự lĩnh trung quân, Vu Cấm, Lã Kiền làm hậu quân. Quân Tào đến bộc dương, Lã Bố muốn ra đánh, Trần Cung can rằng không nên đánh vội, đợi các tướng đến đây đủ cả, rồi hãy hay. Bố nói, ta có sợ ai? không nghe lời Trần Cung, bố cứ đem quân ra trận, cầm ngang ngọn kích thét mắng. Hứa trừ ra địch, hai bên đánh nhau hai mươi hiệp chưa bên nào được thua. Tháo nói, một người không thắng nổi lã bố được, nói rồi sai điển vi ra giúp hứa trừ đánh lã bố. Hai tướng giáp lại đánh, bên tả thì đôn, uyên, bên hữu thì điển, tiến, cùng kéo ra, sáu tướng quê quần lại đánh một mình lã bố. Bố trông đỡ không xuể, phải quay ngựa chạy về thành họ điền ở trên thành thấy bố thua chạy về, kiếp sai người ra kéo cầu lên. Bố gọi to, mở cửa, điền nói, ta đã hàng tào tướng quân rồi, bố chửi to một hồi rồi đem quân sang định đào, trần công vội vàng bảo vệ vợ con lã bố mở cửa đông chạy ra ngoài thành, tháo lấy được bộc dương, tha cho họ điền các lỗi khi trước. lưu hoa bàn với tào tháo rằng, lã bố là một con hổ dữ, nay nó đang cùng khốn không nên khoan dung cho nó một chút nào. Tháo Bèn Sai Hoa giữ Bộc Dương, tự mình dẫn quân đến Định Đào. Bấy giờ Lã Bố cùng Trương Mạc, Trương Siêu ở trong thành, còn Cao Thuận, Trương Liêu, Tang Bá, Hầu Thành đi tuần để kiếm lương chưa về. Quân Tào Tháo đến Định Đào, đợi mấy ngày Lã Bố không chịu ra đánh, Bèn rút quân lại 40 dặm hạ trại. Nhân bấy giờ lúa mạch ở Tế quận đã chín, Tháo sai quân ra gặt về để ăn. Quân đi thám về báo với Lã Bố, Bố đem quân lại đi đến gần trại Tào Tháo, trông về phía tả thấy rừng rậm um tùm, sợ có quân phục lại phải trở về. Tháo biết quân bố quay trở về, bảo với chư tướng rằng lã bố nghi trong rừng có quân phục, ta nên cắm rõ nhiều tịnh ly kỳ để đánh lừa nó. Mé tây trại có một dải đường đê không có nước, ta nên đem tinh binh ra phục ở đó. Ngày mai lã bố tắt đến đốt rừng, quân phục trở ra đánh tập hậu chắc bắt được lã bố. Tháo nói xong sai làm ngay trong trại tháo chỉ để độ 50 người đánh trống và bắt bọn trai gái bắt được ở dân thôn Hò Gieo, còn bao nhiêu tinh binh phục cả ở sau đê. Quả nhiên lã bố nghi trong rừng có quân phục, hấp tấp về kể chuyện với Trần Cung. Cung nói, Tào Tháo có nhiều quỷ kế, không nên khinh chiến đâu. Bố nói, ta dùng mẹo hỏa công, chắc phá được quân phục, liền sai Trần Cung. Cao Thuận giữ thành rồi hôm sau kéo đại quân vào rừng đánh giặc. Đi xa xa đã trông thấy trong rừng có cờ kéo quân đi sấn lên bốn mặt sai phóng hỏa rừng cháy ngùn ngụt nhưng chẳng thấy người nào muốn kéo quân về trại tào tháo thì nghe thấy tiếng trống đánh rầm rĩ cả lên trong bụng lã bố còn đương nghi nghi hoặc hoặc thì chợt ở sau trại có toán quân kéo ra bố tế ngựa sấn lại bỗng nghe thấy một tiếng pháo nổ rồi quân phục ở sau đê trổ ra hạ hầu đôn hạ hầu uyên hứa chử điển vi lý điển nhạc tiến tế ngựa kéo ổ cả ra. Lã bố liệu không địch nổi, vội vàng chạy trốn. Tướng bố là thành liêm bị nhạc tiến bắn một mũi tên chết. Quân bố ba phần chết mất hai, quân thua có đứa chạy được về báo với Trần Cung. Cung nói, thành trống không, khó giữ, chi bằng hãy bỏ chạy. Liền cùng với Cao Thuận đưa vợ con lã bố bỏ định đào mà đi. Quân Tào Tháo thừa thắng đánh bừa vào thành, đánh đến đâu được đến đấy, dễ như trẻ tre. Trương siêu tự vẫn chết. Trương Mạc chạy sang với viên thuật, một sứ sơn đông về tay Tào Tháo cả, Tháo phủ dụ dân chúng sửa sang thành quách lại, lã bố đang khi chạy trốn, gặp ngay các tướng đi kiếm lương đã về. Trần Công cũng vừa tìm đến nơi, bố nói quân ta dù ít, còn đủ phá được Tào Tháo, liền lại kéo quân trở lại, thế thực là được thua, thua được là thường, quay binh đánh lại ai lường được đâu, chưa biết lã bố phen này được thua thế nào, xem hồi sau mới tỏ. Hồi 13, Lý Thôi, quách dĩ một trận giao tranh, Dương Phụng, đồng thừa hai lần cứu giá, Tào Tháo đánh phá được lã bố ở định đào, bố thu nhặt tàn quân mã ở bờ bể, cùng các tướng định quay trở lại đánh nhau với Tào Tháo. Trần Công can rằng, này Tào binh thế lớn, mình chưa tranh giành được với nó. Hãy nên tìm xứ nào yên thân, về sau sẽ tính cũng không muộn. Bố hỏi, ta lại muốn sang với viên thiểu, nên không? Công nói, hãy nên sai người sang ký châu, dò xem tình ý ra sao, rồi hãy đi. Bố nghe lời, bấy giờ viên thiệu ở Ký Châu nghe thấy Tào Tháo đánh nhau với lã bố. Mưu sĩ của thiệu là thẩm phối nói rằng lã bố là một giống hổ sói, nếu nó lấy được diện châu, tất sang chiếm cả Ký Châu. Bất nhược ta giúp Tào Tháo đánh lã bố, về sau khỏi lo. Thiệu sai nhan lương cầm 5 vạn quân sang giúp Tào Tháo. Quân do thám nghe được tin, về báo với lã bố. Bố sợ lắm bàn với Trần Cung. Công nói, tôi nghe ông Lưu bị mới lĩnh đất từ châu, ta nên sang nhờ ông ấy. Bố nghe lời Trần Công, sang từ châu, có người báo với Lưu bị, bị nói, lã bố là người anh dũng đời này, ta nên ra đón. Mi Trúc nói, lã bố là giống hổ lang, không nên chứa, chứa nó tắt có khi nó hại người. Huyền Đức nói, trước kia nếu không có lã bố đánh ở Duyện Châu, thì từ châu sao thoát được nạn. Này hắn thế cùng mà về với ta, thì còn có bụng sợ gì khác nữa. Trương Phi nói, đại huynh bụng rất tốt, nhưng phải đề phòng mới được. Lưu bị lĩnh quân ra khỏi thành 30 dặm để đón lã bố. Hai người cùng sóng đều ngựa đi vào thành, vào đến tận châu nha. Chào mừng xong, mọi người an tỏa. Bố nói, từ khi vương tư đồ giết đồng trác về sau gặp cuộc biến loạn của bọn thôi. Dĩ, tôi phải long đong ở xứ Quan Đông. Chư hầu nhiều người không dung, gần đây lại gặp tào tháo bất nhân, xâm chiếm từ châu mày nhờ có sứ quân cố sức cứu đào cung tổ, tôi bấy giờ cũng đánh úp được Duyện châu, mới chia được thế của tào tháo. không ngờ tôi lại mắc phải mưu gian, hào quân tổn tướng. nay xin về với sứ quân, cùng toan việc lớn. chưa biết ít sứ quân nghĩ làm sao. huyền đức nói đào sứ quân mới mất, không có ai quản lĩnh từ châu, nên sai tôi tạm quyền cai quản. nay mày có tướng quân đến đây, tôi xin nhường lại. nói rồi liền đem bài ấn giao cho lão bố bố trực giơ tay đỡ lấy lại thấy sau lưng lưu bị có quan vũ trương phi hai người đều có vẻ mặt tức giận cả bố già cách cười nói rằng tôi là một đứa dũng phu làm thế nào được châu mục lưu bị lại xin nhường khách mạnh không lấn được chủ xin sứ quân đừng nghi lưu bị mới thôi sai mở tiệc yến khoản đãi rồi sai dọn dẹp một nơi tươi để lã bố nghỉ ngơi hôm sau lã bố làm tiệc mời lại huyền đức lưu quan trương cùng đi uống rượu độ nửa chừng, lã bố mời huyền đức vào nhà trong. Quan, trương cùng theo vào, lã bố sai vợ con ra lại, huyền đức hai ba lần khiêm tốn không dám nhận, hiền đệ bất tất phải khiêm nhường, trương phi nghe thấy câu ấy, trợn mắt thét rằng anh ta là cành vàng lá ngọc, mày là thằng nào dám gọi anh ta là hiền đệ, lại đây, ta đánh với mày ba trăm hiệp, lưu bị vội vàng mắng át đi, quan công khuyên trương phi đi ra rồi lấy lời ôn tồn nói với lã bố rằng, em tôi uống rượu say nói càng, xin anh đừng chấp. Bố lặng yên không nói, một hồi, tiệc tan, lã bố tiễn lưu bị ra tận cửa, trương phi cưỡi ngựa đi ngang ngoài cửa thét to, lã bố, ta đánh với mày 300 hiệp, lưu bị vội vàng sai quan công ra bảo trương phi phải thôi đi. Đến hôm sau, lã bố đến từ giã lưu bị nói rằng, sứ quân không nỡ bỏ tôi, nhưng chỉ sợ lệnh đệ không dung. Vậy tôi xin đi nơi khác lưu bị nói nếu tướng quân đi thì tội tôi chẳng hóa ra to lắm em tôi nó nói hỗn với tướng quân hôm khác tôi xin bắt nó đến xin lỗi gần đây có ấp tiểu bái khi trước tôi cũng đã đóng đồn ở đó xin tướng quân chớ nề hẹp hòi tạm đến nghỉ ngựa lương thực và quân nhu tôi xin cung ứng cả lã bố tạ ơn lưu bị rồi dẫn quân ra đóng ở tiểu bái lưu bị từ bữa ấy chê trách trương phi mãi tào tháo từ khi binh được sơn đông Dương biểu tâu về triều đình. Triều đình thăng chức cho Tào Tháo làm kiến đức tướng quân, phong làm phi đình hầu. Lúc bấy giờ Lý Thôi tự làm đại tư mã, quách dĩ tự làm đại tướng quân, hoành hành không còn vị nể ai cả. Triều đình không ai dám mở miệng, thái úy là Dương Biêu, đại tự nông là Chu Tuấn Mật tâu với vua hiến đế rằng này Tào Tháo cầm hơn 20 vạn quân, mưu thần, dũng tướng trong tay có vài mươi người. Nếu được người ấy để phù chỉ xã tắc, tiểu trừ đứa gian phi, thì thiên hạ may lắm. Hiến đế khóc nói rằng, chấm bị hai thằng giặc ấy khinh nhờn đã lâu, nếu giết được thì may lắm. Biêu tâu rằng, thần có một mẹo, trước làm cho hai đứa tự tàn hại lẫn nhau, rồi sau mới vời tào tháo đem binh vào giết, quét sạch lũ giặc để yên triều đình. Hiến đế hỏi, kế ấy là kế gì? Biêu tâu, thần nghe vợ quách dĩ rất hay ghen, nay sai người đến suối vợ nó, dùng kế phản gián, hai thằng giặc tất giết lẫn nhau vua liền viết tờ mật chiếu, đưa cho Dương Biêu, sai Biêu thi hành kế ấy. Biêu lập tức sai vợ, lấy cớ có việc đến phủ quách dĩ, nhân dịp bảo vợ dĩ rằng, tôi nghe quách tướng quân thường cùng với phu nhân Lý Tư Mã có tư tình với nhau, tình thân mật lắm. Nếu quan Tư Mã biết chuyện tất bị tai vạ, phu nhân nên giữ gìn đừng cho đi lại nữa là hơn. Vợ dĩ đem lòng ngờ ngay chồng, nói, thảo nào, mấy đêm nay nhà tôi không về chẳng hóa ra đi làm việc vô sỉ ấy. Giá phu nhân không nói thì tôi không biết, để từ nay tôi xin giữ gìn. Vợ biêu từ giã về, vợ dĩ ra tiễn, hai ba lần tạ ơn rồi mới trở vào. Được vài ngày, quách dĩ lại sắp sang phủ lý thôi ăn yến. Vợ ngăn, không cho đi nói rằng lý thôi là người bất chắc lắm, và thời nay hai người anh hùng không chắc đứng lâu được với nhau. Phu quân sang bên ấy, ví dụ trong khi ăn uống. Lý Thôi đánh thuốc độc, thiếp làm thế nào? Quách dĩ nhất định không nghe. Vợ hai ba lần ngăn can. Buổi chiều Lý Thôi sai người đem biếu một mâm rượu. Vợ dĩ bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi mới bưng vào cho chồng. Dĩ định ngay vợ nói, đồ ăn ở ngoài đưa lại, không nên ăn ngay. Nói rồi đem đồ một ít cho chó ăn thử. Chó ăn chết liền. Từ đấy Quách dĩ có bụng ngờ Lý Thôi. Một hôm tan trầu, Lý Thôi lại mời Quách dĩ về nhà uống rượu. Dĩ cũng đến đến đêm tan tiệc, dĩ say mới trở về. Ngẫu nhiên đêm hôm ấy đau bụng, vợ thấy vậy mới nói, thôi lại ăn phải thuốc độc rồi, nói rồi sai lấy nước phân cho uống. Dĩ uống xong thổ ra hết đồ ăn, thì khỏi đau bụng. Dĩ giận lắm nói rằng, ta với Lý thôi cùng toan việc lớn với nhau, này bỗng dưng muốn hại ta. Ta không liệu trước tất mắc mưu nó, liền sửa sang giáp binh bản bộ mình để đi đánh Lý thôi. Có người báo với thôi, thôi nổi giận nói rằng, quách dĩ sao dám thế. Thôi cũng đem giáp binh bản bộ lại đánh hai người họp binh vài vạn ở dưới thành trường an đánh nhau chán rồi thừa thế cướp bóc của dân cháu lý thôi là lý tiêm dẫn quân đến vây cung điện rồi lấy hai cỗ xe một cỗ chở thiên tử một cỗ chở phục hoàng hậu rồi sai giả hù tả linh đi dám áp xa giá còn bao nhiêu phu nhân nội thị đều phải đi bộ cả trong khi mọi người kéo ra cửa hậu tề gặp ngay binh quách dĩ đến bắn nhau tua tùa công nhân bị giết vô số, Lý Thôi từ đằng sau đánh lại, Quách Dĩ phải rút lui, xa giá mạo hiểm ra ngoài thành, không ai phân giải điều gì, bị đưa ngay đến dinh lý Thôi. Quách Dĩ lui binh vào cung bắt hết cung tần thái nữ đem về trại, rồi phóng hỏa đốt cung điện. Hôm sau, Quách Dĩ biết Lý Thôi cướp mất thiên tử Bèn đem binh đến trước cửa trại đánh nhau. Vua và hoàng hậu đều sợ hãi lắm, đời sau có bài thơ than rằng, từ khi Quang Vũ Trung Hưng truyền đời trên dưới mới chừng 12, hoàn, linh, vô đạo nối ngôi, hoạn quan chuyên chính, ra đời đã suy, tam công hà tiến ra gì, muốn trừ chuột xã gọi chi gian thần, đuổi xài rước hồ vào trong, tây châu giặc đồng nổi lòng dâm hung, tư đồ mưu cậy má hồng, khiến cho đồng, lã lẫn cùng giết nhau, giặc tan dân đã bớt sầu, biết đâu lý, quách ra màu hung hăng, kinh thành có rậm gai chẳng, sáu công đói khát khổ đàng cạn qua. Vân trời đến buổi xuất xa, anh hùng chia sẻ sơn hà lìa tan, vua sau coi đấy nên răn, lọ vàng chớ để cho tan mẻ hoài, sinh linh gan nát óc lầy, máu oan lây láng tràn đầy non sông, ta xem sự sót thương lòng, thử ly thơ trước hãi hùng xưa nay, bảo tàng giữ lấy lời này, gươm thần cầm vững vẹn bầy kỷ cương, khi quách dĩ đến, lý thôi ra trại đánh nhau, quách dĩ thua rút về, lý thôi mới đem xa giá vua và hoàng hậu rời sang nghi ổ, sai cháu là lý tiêm coi giữ cấm nội sứ không cho ai ra vào vua tôi ăn uống bữa có bữa không thị thần người nào người ấy đói võ cả mặt một bữa vua cho người ra hỏi lý thôi lấy năm hộp gạo và năm bộ xương trâu để cho kẻ hầu người hạ ăn thôi nổi giận mắng rằng sớm chiều đã dâm cơm rồi còn đòi gì nữa rồi lấy những thịt thiêu cơm vữa đem cho hồi quá không ai ăn được vua mới mắng rằng nghịch tặc dám khinh ta như thế hả à? quan thị trung là dương kỳ kiếp tâu rằng quân chúng nó đã tàn bạo đến thế này xin bệ hạ hãy nên nhìn không nên chiêu tức nó vua cúi đầu không nói gì nữa tay áo long cồn gạt hai hàng nước mắt chứa chan chợt thấy tả hữu vào báo rằng có một đám quân mã gương giáo sáng choang chiêng trống om sòm lại đây cứu bệ hạ vua sai ra xem ai thì là quách dĩ lại càng lo thêm ở ngoài tung lũng tiếng người gieo rầm dĩ tức là lý thôi dẫn quân đến đến quách dĩ thôi cầm roi trỏ vào dĩ mắng rằng ta đối đãi mày không bạc bẽo gì sao mày lại giáp tâm hại ta hở dĩ mày là thằng phản tặc chẳng giết để làm chi thôi nói ta bảo vệ vua ở đây sao lại là phản tặc dĩ nói thế là bức hiếp vua sao gọi là bảo vệ vua thôi nói nói làm chi nhiều ta với mày không cùng quân sĩ chỉ hai thằng đánh nhau Càng nào thắng thì được đem vua đi. Hai người liền đánh nhau ngay ở trước trận, đánh nhau được 10 hiệp, chưa rõ ai được thua, thì thấy Dương Biêu Tế ngựa lại gọi to lên rằng xin hai vị tướng quân hãy ngừng tay. Tôi đã mời các quan đến đây để giảng hòa, hai bên ai về trại nấy, Dương Biêu và Chu Tuấn hội họp các quan triều thần hơn 60 người, kéo nhau đến trại quách dĩ giảng hòa trước. Dĩ bắt các quan giam cả lại, các quan kêu rằng chúng tôi đến đây để bàn điều hay sao lại đối xử như thế? Quách dĩ nói, lý thôi bức hiếp thiên tử, thì ta cũng bức hiếp công khanh, chứ kém gì. Dương Biêu nói, một người hiếp thiên tử, một người hiếp công khanh là ra làm sao? Dĩ nổi giận lên, cầm gươm toan giết Dương Biêu, có quan trung lang tướng là Dương Mật cố can, can mãi dĩ mới tha cho Biêu và Chu Tuấn, còn các quan thì giam cả lại trong trại. Ra ngoài Biêu bảo với Tuấn rằng, anh em mình làm tôi xã tắc, nay không cứu được chúa sống ở trên đời cũng là thừa. Nói xong hai người ôm lấy nhau khóc, ngất ngã lăn xuống đất. Tuấn về nhà lo nghĩ thành bệnh chết, từ bấy giờ thôi, dĩ cứ mỗi ngày một lần đánh nhau ròng rã hơn 50 ngày rồi. Quân chết không biết bao nhiêu mà kể. Lý thôi tính hay ưa tà đạo và thuật yêu quái, thường thường cho bà cốt lên đồng ở trong quân. Giả hủ can mãi không nghe, quan thị trung là dương kỳ thấy vậy liền mật tâu với vua rằng thần xem giả hủ tuy làm tâm phúc lý thôi nhưng thực bụng vẫn chưa từng quên vua. Bệ hạ nên bàn với hắn, đang nói thì giả hủ ở đâu đến. Vua đuổi tả hữu đứng ra xa, rồi khóc bảo hủ rằng người có thương nhà hán mà cứu lấy chấm không. Hủ phục xuống đất, lại thưa rằng xin bệ hạ chớ nói ra. Bụng thần vốn vẫn muốn thế, thần xin sẽ liệu việc ấy. Vua gạt nước mắt tả hủ, được một chốc, lý thôi lại đeo gươm đi thẳng vào. Mặt vua sám ngắt. Tôi nói với vua rằng Quách Dĩ là đứa bất nhân, nó dám giam giữ các công khanh, lại muốn bức hiếp cả bệ hạ, không có tôi, xa giá bị siêu giạt rồi. Vua chắp tay tạ, thôi mới ra, rồi lại có hoàng phủ lịch vào ra mắt, vua biết lịch là người nói khéo, lại là người làng lý tôi, bèn sai lịch ra giải hòa hai bên. Lịch vâng chiếu, đến trại quách dĩ nói, dĩ bảo, hệ lý thôi có đưa thiên tử ra thì ta tha các công khanh lịch lại đến lý thôi bảo rằng, này thiên tử biết tôi là người Tây Lương, cùng làng với ông, nên sai tôi đến giải hòa cho hai ông. Dĩ phụng chiếu rồi, còn ông thế nào? Thôi nói, ta có công đánh được lã bố, làm phụng chính đã bốn năm nay, công trạng rất nhiều. Thiên hạ ai cũng biết, quách dĩ bất quá là một thằng ăn trộm ngựa mà thôi, thế mà nó dám ăn hiếp công khanh, và chống lại ta. Ta thề phen này phải giết nó. Anh thử trông xem quân sĩ và kế hoạch của ta, có đánh nổi được thằng Quách Dĩ không?" Lịch nói, "Không nên, ông ơi, ngày xưa người hậu nghệ ở sư hữu cùng cậy mình bắn giỏi, không biết lo nghĩ đến nỗi tuyệt diệt. Vừa mới rồi, Đồng thái sư cường thịnh bao nhiêu, rồi sao thế nào?" Mắt ông đã trông thấy rành rành. Lã bố đột ơn Đồng thái sư mà lại giết Đồng thái sư, chỉ trong giây phút, đầu thái sư treo cửa chợ, xem thế thì cường thịnh có vững chắc gì? tướng quân mình làm thượng tướng cầm phủ Việt, cấp cờ tiết, họ hàng con cháu đều ở ngôi cao, ơn nước không phải không hầu. Quách dĩ hiếp công khanh, ông hiếp vua thế thì bên nào nhẹ, bên nào nặng. Lý thôi giận lắm rút gươm ra mắng rằng thiên tử sai mày đến đây để làm nhục ta hay sao? Trước hết ta hãy chém đầu mày, kỵ đô ý là dương phụng can rằng này chưa trừ được quách dĩ, lại đem giết sứ nhà vua. Tôi e quách dĩ vịn cớ để khởi binh, chư hầu ai cũng sẽ giúp nó. Giả hủ cũng cố can, thôi mới nguôi cơn giận. Hủ đẩy hoàng phủ lịch ra, lịch kêu to lên rằng lý thôi không phụng chiếu, muốn giết vua để lên ngôi bóng. Thị trung là hồ mặc vội vàng ngăn nói rằng đừng nói câu ấy, sợ sẽ không lợi cho bản thân. Lịch mắng rằng hồ mặc, người cũng là tôi triều đình, sao lại về bè với giặc. Vua nhục thì tôi phải chết, dù ta bị lý thôi giết, là ta chọn đạo làm tôi chứ sao lịch vừa nói vừa mắng mãi không thôi vua thấy vậy vội vàng sai lịch trở về tây lương quân lý thôi quá nửa là người ở tây lương lại được người ở nước khương giúp đỡ hoàng phủ lịch đến tây lương nói toang lên rằng lý thôi mưu làm phản hễ ai theo nó là giặc và tai họa về sau sẽ không lường được nhiều người tây lương tin lời của lịch lòng quân sĩ của lý thôi cũng dần dần nao núng thôi nghe tin ấy giận lắm kiếp sai hổ bôn là vương sương đuổi theo sương biết lịch là người trung nghĩa không đi đuổi về báo rằng không biết lịch đi đằng nào một mặt thì giả hù dỗ người nước khương rằng thiên tử cũng biết chúng bay là trung nghĩa đánh mãi thì khổ nhọc bởi vậy bệ hạ có mật chiếu cho chúng bay về quận ngày sau sẽ có thưởng to người nước khương đang oán sẵn lý thôi không cho hưởng tước liền nghe nhời giả hù kéo cả về hù lại tâu với vua rằng lý thôi thăm mà vô mưu thấy binh lính bỏ về bụng đã lo sợ bệ hạ nên lấy trọng tước mà giữ nó vua liền hạ chiếu phong lý thôi làm đại tư mã thôi mừng nói rằng phúc này thật là thần thánh ban cho ta lại thánh vạn này có cúng có bái cũng có hơn thôi thưởng to cho các đồng cốt còn quân tướng thì không nói gì đến kỵ đô ý là dương phụng giận lắm bàn với tống quả rằng chúng ta ra sống vào chết xông pha mũi tên hòn đạn mà té ra công trạng không bằng mấy mụ đồng bóng Tống Quả nói, thế thì sao không giết nó đi mà cứu thiên tử. Phụng nói, người ở trong quân đốt lửa làm hiệu, rồi ta ở ngoài kéo binh vào tiếp ứng. Hai người hẹn nhau canh hai đêm hôm ấy khởi sự. Không ngờ việc không kín, tiết lộ ra có người nghe thấy báo với Lý Thôi. Thôi giận sai người bắt Tống Quả giết đi. Dương Phụng dẫn quân ở ngoài chờ mãi không thấy hiệu lửa. Lý Thôi tự đem quân ra, vừa gặp Dương Phụng đến. Hai bên đánh nhau đến canh tư phụng không đánh nổi chạy về tây an từ đấy quân thiên lý thôi mỗi ngày một suy lại thường thường bị quách dĩ đến đánh quân sĩ bị giết chết rất nhiều chợt lại có người bảo rằng trương tế thống lĩnh một cánh đại quân từ thiểm tây đến muốn giảng hòa cho hai bên nói giao lên rằng bên nào không nghe thì đánh thôi nhân thể lấy lòng trương tế sai người đến quách dĩ cầu hòa dĩ cũng phải vâng theo trương tế dâng biểu mời thiên tử ra chơi hoàng nông vua mừng nói rằng ta đã lâu nay nhớ đông đô lắm, nay nhân thể được về, lấy làm may lắm, liền hạ chiếu phong trương tế làm phiêu kỵ tướng quân, tế dâng lương thực, rượu thịt để cung cấp cho các quan. Quách dĩ cũng tha cho các công khanh ra trại, lý thôi cũng thu xếp xa giá để về đông đô, sai quân ngự lâm vài trăm, cầm kích đi hộ tống. Khi loan giá qua tân phong đến bá lăng, trời về tiết thu, bỗng nổi cơn gió lạnh, nghe thấy có tiếng reo rồi thấy vài trăm quân đến đầu cầu chạy đường không cho xa giá đi. Quát to hỏi rằng, người nào qua đây, thị trung là dương kỳ tế ngựa lên cầu nói rằng, xe vua qua đây, đứa nào dám ngăn trở có hai tướng ra nói, chúng tôi vâng lệnh quách tướng quân sai giữa cầu này, phòng kẻ gian phi. Có phải xa giá vua đi, xin được trông thấy vua, chúng tôi mới tin. Dương kỳ mở rèm châu ra, vua mới dụ bảo rằng, chấm ở đây, sao các ngươi không lui quân, các tướng trông thấy, đều reo vạn tuế, rồi đứng ra hai bên, để xa giá đi qua. Xe đi rồi, hai tướng về báo với quách dĩ, dĩ nói, tạ y muốn đánh lừa trương tế, bắt xa giá quay về mi ổ, sao chúng bay lại tự tiện tha ngay. Dĩ liền chém hai tướng rồi khởi binh đi đuổi xe vua. Xe đi đến huyện Hoa Âm, bỗng nghe đằng sau có tiếng reo vang dậy, gọi to rằng, xa giá đừng đi vội, vua khóc bảo với đại thần rằng, vừa thoát hang sói, lại gặp miệng hùm bây giờ tính làm sao các quan sợ mất vía quân giặc gần đến nơi chợt nghe đằng sau có tiêm trông đánh rồi có một tướng đi lên trước sau có một lá cờ lớn để bốn chữ đại hán dương phụng kéo hơn một nghìn quân ra nguyên dương phụng từ khi bị lý thôi đánh dẫn quân đến đóng ở núi trung nam nghe tin vua đi qua đấy nên đến để đi theo hộ giá giữa khi ấy quân dĩ đến nơi hai bên giàn thành thế trận tướng quách dĩ là thôi dũng phóng ngựa ra mắng phụng là phản tặc. Phụng giận lắm ngoảnh đầu lại gọi, công minh ở đâu, một tướng, tay cầm búa lớn, quất ngựa hoa lưu chạy ra, xông thẳng vào đánh thôi dũng. Hai ngựa giao nhau, chỉ một hiệp đầu dũng đứt rơi dưới chân ngựa. Phụng thừa thế đánh tràn vào, quách dĩ thua to, lui hai mươi dặm. Phụng thu quân bái kiến thiên tử, vua dụ bảo rằng người cứu được chẫm, công thực to, phụng cúi đầu lại tạ vua phán hỏi tướng vừa chém được giặc là ai phụng dắt tướng ấy lại lại tạ ở dưới xa giá rồi thưa rằng người này vốn ở dương quận xứ hà đông họ từ tên hoàng tên chữ là công minh vua lấy lời phổ dụ dương phụng hộ vệ xa giá đến đóng ở hoa âm tướng quân là đoàn ổi dâng y phục và đồ ăn uống đêm hôm ấy vua nghỉ trong trại dương phụng quách dĩ thua một trận hôm sau đem quân kéo đến cửa trại thách đấu từ hoàng cưỡi ngựa ra trước dĩ thả đại quân vây bọc tám mặt, vua và dương phụng cùng bị khổ ở trong vây, đường lúc nguy cấp, chợt nghe mé đông nam, có tiếng reo nổi âm, rồi thấy một tướng kéo quân mã đến, phá quân giặc tan vỡ. Từ hoàng mới thừa thế đánh ra, quân dĩ bị thua chạy tan vỡ, tướng ấy đến ra mắt vua đó là quốc thích đồng thừa. Vua khóc kể lại chuyện trước, thừa tâu rằng xin bệ hạ đừng lo tôi xin cùng với dương tướng quân thề chém hai thằng giặc ấy để yên thiên hạ vua truyền lệnh đi mau đến đông đô xa giá đi suốt đêm ấy đến hoàng nông quách dĩ tua kéo quân về vừa gặp ngay lý thôi dĩ nói dương phụng đồng thừa cứu giá đến hoàng nông rồi nếu để nó đi được đến sơn đông có chỗ đứng chân vững vàng tất nhiên sẽ bố cáo thiên hạ vời chư hầu đến đánh anh em ta thì ba họ nhà chúng ta cũng không giữ nổi thôi nói ngay trương tế đóng quân ở trường an chưa nên kinh động người cùng ta nên tụ quân lại một nơi rồi đến thẳng hoàng nông giết phăng hiến đế đi chia thiên hạ làm đôi mỗi người một nửa thì có hay không dĩ mừng lắm xin vâng ngay hai người hợp quân là một đi đến đâu cướp bóc vét sạch của dân đến đấy dương phụng đồng thừa nghe tin quân thôi dĩ kéo đến liền quay binh trở lại đánh nhau to ở đông gián thôi dĩ bàn với nhau rằng quân ta nhiều quân nó ít ta cứ đánh bừa đi là được nói xong rồi lý tôi ở tà quách dĩ ở hữu kéo tràn quân lại đầy cả núi lấp cả dòng phụng thừa hai người cố liều chết mà đánh chỉ dựa xiết lấy xa giá của vua và hoàng hậu còn các quan các công nhân và sổ sách đồ đạc các thứ của vua dùng phải vứt bỏ cả quách dĩ kéo quân vào hoàng nông cướp bóc đồng thừa dương phụng hộ xa giá chạy sang thiểm bắc thôi dĩ chia quân hai đường đi đuổi. Thừa, phụng một mặt sai người cùng với quách dĩ giảng hòa, một mặt mật đưa chiếu chỉ đến Hà Đông, kiếp với tướng Bạch Ba là Hàn Tiêm, Lý Nhạc và Hồi Tài, đem quân mã ba xứ lại cứu. Lý Nhạc Nguyên là giặc cỏ tụ tập ở núi rừng, nay bất đắc dĩ cũng phải chịu đến, quân ba xứ được tin vua tha tội lại cho làm quan, liền đem cả quân sĩ bản doanh của mình đến, phối hợp với đồng thừa cùng nhau hội hợp làm một lấy lại hoàng nông bấy giờ lý thôi, quách dĩ đi đến đâu, cướp bóc đến đấy, người già yếu đem giết sạch, người khỏe mạnh bắt đi theo làm quân, khi nào đánh nhau bắt dân binh đi trước, gọi là quân cảm tử. Thế giặc lý, quách to lắm, quân lý nhạc đến gặp giặc ở vị dương, quách dĩ sai quân đem áo sống đồ đạc bỏ cả dọc đường. Quân nhạc thấy áo sống ngổn ngang cả đất, tranh nhau nhặt lấy, nhốn nháo mất cả hàng ngũ. Thôi, dĩ hai cánh quân đánh dồn lại quân nhạc thua to, dương phụng chống chế không nổi, hộ giá chạy sang mặt bắc. Quân giặc đuổi theo sau lưng, lý nhạc nói, việc kiếp rồi xin thiên tử lên ngựa đi trước, vua nói, ta không nỡ bỏ trăm quan chạy lấy một mình, các quan cùng kêu khóc đi theo, hồ tài bị quân giặc giết mất, phụng, thừa thấy giặc đuổi gấp lắm, tâu xin vua xuống xe đi bộ, đi đến bờ sông Hoàng Hà, lý nhạc tìm được một chiếc thuyền nhỏ để sang sông. Bây giờ trời đang giá rét, vua và hoàng hậu dắt nhau đến bờ sông bờ cao quá không xuống được thuyền đằng sau giặc sắp đến nơi dương phụng nói rằng nên cởi cơm ngựa ra chắp nối lại buộc vào lưng vua để đưa xuống thuyền trong đám có quốc cữu là phục đức cắp vài chục tấm lụa trắng chạy lại nói rằng trong lúc quân rối loạn tôi có nhặt được lụa này xin đem để buộc hành quân hiệu úy là thượng hoàng lấy lụa buộc vào lưng vua và hoàng hậu sai quân sĩ dòng vua xuống thuyền trước Lý Nhạc cầm thanh gươm đứng ở đầu thuyền, quốc cửu phục đức, vốn là anh hoàng hậu, cõng hoàng hậu xuống. Trên bờ những người chưa được xuống, tranh nhau vịn vào dây neo, Lý Nhạc lấy gươm chặt dây rơi cả xuống nước. Khi chờ được vua và hoàng hậu sang sông, lại đẩy thuyền lại để chờ các quan và quân sĩ. Những người tranh nhau xuống trước, bị chặt gãy cả ngón tay kêu khóc dầm trời. Lúc sang được bên kia sông, tả hữu vua chỉ còn có hơn 10 người. Dương Phụng tìm được một cái xe trâu, rước vua đến Đại Dương. Hôm ấy phải nhịn đói, đến tối mới kiếm được nhà ngói vào ngủ, các bồ lão đem cơm dâng, để vua và hoàng hậu sơi, nhưng gạo xấu cơm hầm, vua và hoàng hậu không sao nuốt được. Hôm sau vua hạ chiếu phong cho Lý Nhạc làm trinh bắc tướng quân, hàn tiêm làm trinh đông tướng quân rồi lại lên xa giá đi. Lúc đi có hai đại thần tìm đến khóc và lại ở trước xa giá hai người ấy là thái úy dương biêu và thái bộc hàn dung vua và hoàng hậu cũng khóc hàn dung mới tâu rằng lý thôi quách dĩ rất tin lời tôi tôi nguyện liều thân sang dụ nó bãi binh xin bệ hạ giữ gìn lấy long thể hàn dung đi rồi lý nhạc mời vua vào trại dương phụng tạm nghỉ dương biêu lại mời vua về huyện an ấp vua đến an ấp không có nhà nào cao sạch vua và hoàng hậu phải vào trọ trong nhà tranh bốn mặt cửa ngõ không có chỉ có rào gai tre vua và các quan đại thần vào trong nhà tranh ấy bản việc. Các tướng đóng quân ở bên ngoài hàng rào để bảo vệ. Bọn Lý Nhạc từ khi đến giúp vua, ra mặt chuyên quyền. Các quan hơi có ai nói chạm đến, nó mắng liền ngay trước mặt vua. Nó lại đưa cho vua ăn uống những rượu đục cơm thô. Vua cũng cứ phải cắn răng mà chịu, Lý Nhạc và Hàn Tiêm lại có hơn 200 đầy tớ bộ hạ, nào thầy cúng, nào thầy thuốc. Hai đứa tâu cho làm hiệu quý, ngự sử cả. Khắc Ấn không kịp lấy rùi vạch gỗ ra làm Ấn, chẳng ra thể thống gì nữa. Hàn Dung sang nói với Lý thôi, quách dĩ. Hai thằng giặc ấy cũng nghe, tha cho các quan và những công nhân được về. Năm ấy mất mùa to, chăm họ phải ăn những rau cỏ và ăn táo trừ bữa, chết đói khắp cả thôn giã. Thái thú Hà Nội là trương dương dâng gạo thịt, thái thú Hà Đông dâng lụa vải, vua cũng hơi được ung dung một chút. Đồng thưa! dương phụng bàn nhau rằng ta nên sai người đi sửa lại các cung điện ở lạc dương để rước xa giá về đông đô lý nhạc không nghe đồng thừa mới bảo nhạc rằng lạc dương vốn là nơi thiên tử đóng đô an ấp là chỗ đất nhỏ không sao để được xa giá ở đấy nay phụng giá về lạc dương là phải hơn lý nhạc nói có phải thế các ông cứ việc phụng giá đi ta cứ đóng ở đây dương phụng đồng thừa cứ phụng giá đem đi nhạc lại sai người kết liên với lý thôi quách dĩ, bàn nhau cùng lại để cướp giá. Phụng, thừa với tim biết trước được mưu ấy, liền đêm hôm ấy giàn bầy quân sĩ, để gìn giữ giá vua, đi vụt ngay đến cơ quan. Lý Nhạc nghe tin ấy, không đợi quân thôi, dĩ đến nữa, tự mình dẫn quân mã bản bộ mình đi đuổi xa giá. Đến canh tư đuổi kịp đến dưới núi cơ sơn, thét to lên rằng xa giá không được đi vội, lý thôi, quách dĩ ở đây, vua hiến đế sợ run không được thế rõ thực là, khi xưa đôi giặc đôi quân, này thì ba giặc hợp quần với nhau, chưa biết vua hiến đế phen này làm thế nào mà thoát được nạn. Xem đến hồi sau sẽ biết, hồi 14.1 tào mạnh đức rời giá đến hứa đô, lã phụng tiên đang đem cướp từ quận, lý nhạc đem quân đuổi theo xa giá, trá sưng là lý tôi, quách dĩ. Vua giật mình lo sợ, dương phụng nói, đây là lý nhạc đấy, phụng sai từ hoàng gia đánh, lý nhạc tự mình ra địch hai ngựa giao nhau, mới được một hiệp, hoảng chém một nhát búa, nhạc chết ngã dưới chân ngựa. Bọn giặc còn lại chạy tan tác cả, phụng bảo vệ xa giá đi qua cơ quan, thái thú là Trương Dương đem thóc lúa ra đón ở cạnh đường, vua phong cho Dương làm đại tư mã. Dương từ tạ vua ra đóng đồn ở giã vương, vua vào lạc Dương trông thấy nhà cửa bị đốt cháy hết cả, đường xá rậm rạp, cỏ mọc cao lấp mắt, trong cung điện chỉ còn có tường đổ, vách nát vua sai dương phụng cất tạm một cái cung nhỏ để ở trăm quan triều hạ đều phải đứng trong đám gai góc vua hạ chiếu đổi niên hiệu hương bình làm kiến an năm đồng năm ấy mất mùa to dân lạc dương còn được vài trăm nóc nhà cũng không có gì ăn phải ra ngoài thành bóc vỏ cây đào dễ cỏ mà ăn còn các quan thì từ thượng thư lang trở xuống cũng phải ra thành hái rau có nhiều người bị đè chết ở những chỗ tường đổ vách nát khí hiện nhà Hán lúc bấy giờ thực là suy đốn, không khi nào người ta từng thấy những cảnh khổ não nhường ấy. Đời sau có thơ than rằng máu lòng rắn trắng núi mang đường, cờ đỏ tung hoành khắp bốn phương, đuổi sộc hưu tần, gây xã tác đạp quay ngựa sở, mở phong cương, vua hèn nên để gian tà lắm, nước loạn sinh ra giặc dã hoang, trông thấy đôi kinh khi vận nạn, dẫu rằng dạ sắt cũng sinh thương, thái úy là dương biêu tâu với vua rằng trước bệ hạ đã giang chiếu, chưa kịp sai ai mang đi này Tào Tháo ở Sơn Đông, binh hùng tướng giỏi, nên truyền gọi y vào chầu để giúp nhà vua. Vua nói, trước ta đã giáng chiếu rồi, người không cần phải tâu nữa. Cứ sai người mang đi lập tức là xong, biểu lĩnh chỉ, sai ngay người sang Sơn Đông với Tào Tháo. Tào Tháo ở Sơn Đông, nghe tin xa giá vua đã về đến Lạc Dương, họp những mưu sĩ để bàn. Tuần Úc nói, ngày xưa, Tấn Văn công phụng tượng vương vào làm vua, chư hầu ai cũng phục hán cao tổ để tang nghĩa đế, ai cũng theo. Này thiên tử mắc nạn, tướng quân nhân dịp này, cất nghĩa binh, phụng thiên tử để theo nguyện vọng của dân chúng, sách lược rất hay. Nếu ta không làm ngay, người khác sẽ làm trước ta. Tháo mừng rỡ, đành thu xếp để cất quân đi thì có sứ giả nhà vua đem chiếu đến. Tháo tiếp được tờ chiếu cất quân đi liền, vua ở Lạc Dương, trăm việc còn thiếu thốn cả, thành quách đổ nát cũng chưa sửa sang được chợt lại có người báo rằng, lý thôi, quách dĩ lại sắp kéo quân đến, vua sợ hãi mới hỏi Dương Phụng, sứ Sơn Đông chưa về, nay quân lý, quách lại đến, làm thế nào bây giờ? Dương Phụng, Hàn Tiêm đều nói, hai chúng tôi xin hết sức đánh để bảo vệ bệ hạ. Đồng thừa nói, thành quách không bền, binh lính lại ít, đánh ngộ thua thì làm thế nào? Sao bằng rước giá tránh sang Sơn Đông có hơn không? Vua theo lời, ngày hôm ấy khởi giá sang Sơn Đông trăm quan không người nào có ngựa cưỡi, đều đi bộ theo giá. Vừa ra khỏi Lạc Dương, chưa đi được một bước đường nào, đã thấy ở đằng xa xa, bụi bốc mù mịt, chiêng trống vang rầm, không biết cơ man nào là quân mã kéo đến. Vua và hoàng hậu run sợ quá không nói được, chợt thấy một tên kỵ mã đến, tức là sứ giả đi sơn đông trở về. Sứ giả đến trước giá lạy rồi tâu rằng tào tướng quân khởi hết cả quân Sơn Đông, vâng chiếu mệnh đến ngay và nghe thấy lý thôi, quách dĩ xâm phạm vào lạc dương, cho nên trước hết sai hạ hầu đôn làm tiên phong, dẫn 10 viên tướng giỏi và 5 vạn tinh binh lại đây trước để hộ giá. Vua nghe thấy thế, trong bụng mới hơi yên, được một lát quả hạ hầu đôn dẫn hứa chử điển vi lại lấy quân lễ yết kiến vua. Vua ý dụ vừa xong, lại có người báo, ở mặt đông có một toán quân kéo đến, vua sai hạ hầu đôn ra xem ai đôn trở về tâu rằng đó là một bộ quân của Tào Tháo đã đến, được một hồi Tào Hồng, Nhạc Tiến, Lý Điển vào ra mắt. Ba người tâu xưng tên tuổi xong, Hồng tâu rằng anh tôi thấy giặc sắp đến, sợ hạ hầu đôn không đánh nổi, nên sai chúng tôi đi gấp đường đến đây để giúp bệ hạ. Vua mừng phán rằng Tào tướng quân thế mới thực là bầy tôi xã tắc, vua phán rồi sai hộ giá để đi. Giữa lúc ấy lại có thám mã báo rằng Lý Thôi, quách dĩ đem quân kéo tràn đến vua sai hạ hầu đôn chia quân làm hai cánh ra đón đánh một bên đôn một bên hồng chia ra hai đường quân kỵ đi trước quân bộ đi sau đánh nhau rất hăng với lý thôi quách dĩ quân thôi dĩ thua to đôn hồng chém được hơn một vạn đầu giặc vững thế rồi xin rước vua đi trở lại lạc dương vua trở về cơm hạ hầu đôn đóng quân ở ngoại thành hôm sau tào tháo tự lĩnh đại đội binh mã kéo đến lập chạy đâu vào đấy rồi vào ra mắt vua, lại ở dưới thềm. Vua cho Tháo đứng dậy, tuyên dụ ôn tồn. Tháo tâu rằng tôi được nhờ ơn nhà nước, lúc nào cũng lo việc báo đền. Này lý thôi, quách dĩ hai thằng giặc đầy tội ác. Tôi có hai mươi vạn tinh binh, lấy chính nghĩa đánh gian tà, thế nào cũng thắng, đánh tất phải được. Xin bệ hạ giữ gìn long thể, lấy xã tắc làm trọng. Vua liền phong cho Tào Tháo lĩnh chức tư lệ hiệu úy cho cờ tiết và lưỡi phủ Việt, coi tòa thượng thư. Lý thôi, quách dĩ biết tháo từ xa mới đến, bản nhau muốn đánh ngay. Giả hủ can rằng không nên, tào tháo binh hùng, tướng dũng, không bằng đầu hàng may ra thì khỏi phải tội. Lý thôi giận mắng rằng mày dám làm nhột nghệ khí của ta, rút gươm toan chém giả hủ. Các tướng cố sức ngăn can mới tha, đêm hôm ấy giả hủ lên ngựa một mình về thẳng quê nhà. Hôm sau, Lý Thôi đem quân mã đến đánh quân Tào Tháo. Tháo sai hứa chử, Tào Nhân, Điển Vi lĩnh 300 quân thiết kỵ đem ra diễu ở trước trận Lý Thôi ba vòng rồi mới bày trận. Ở bên giặc, cháu Lý Thôi là Lý Thiêm, Lý Biệt cưỡi ngựa ra trước. Chưa kịp nói điều nào, hứa chử đã tế ngựa xông vào, đưa một nhát dao, Lý Thiêm chết quay xuống đất. Lý Biệt trông thấy giật mình cũng ngã ngựa, rồi bị hứa chử chém nốt. Chử sách hai đầu chạy về. Tào Tháo mừng vỗ vào lưng trừ nói rằng, anh thực là phán khoái của ta, liền sai hạ hầu đôn đem quân ra mặt tả, tà, Tào nhân lĩnh quân ra mặt hiểu, Tháo tự lĩnh quân xông vào trận. Một tiếng trống nổi lên, ba đội quân cùng tiến, quân giặc chống cự không nổi, thua chạy, Tháo cầm thanh bảo kiếm thúc quân vào, đuổi giết suốt đêm. Giặc chết nhiều lắm, xin hàng không biết bao nhiêu mà kề. Thôi, dĩ chạy trốn về phía tây, hớt hơ hớt hải, như chó lạc chủ tự biết thân không còn nương tựa vào đâu được nữa, hai đứa cùng trốn vào nơi rừng rú làm dập cỏ kiếm ăn. Tào Tháo đem binh về, đóng đồn ở ngoài thành Lạc Dương. Dương Phụng, Hàn Tiêm hai người bàn với nhau rằng Tào Tháo phe này có công to, tất sẽ nắm trọng quyền, sao còn dung bọn chúng ta. Bèn vào tâu với vua, rồi mượn tiếng xin đi đuổi lý thôi. Quách dĩ, kéo quân bản bộ của mình sang đóng ở Đại Lương. Một hôm vua sai sứ vào trại Tào Tháo để vời tháo vào cung bàn việc tháo nghe tin có sư đến mời vào dinh thì thấy người ấy mày cong mắt đẹp tinh thần sảng khoái tháo nghĩ thầm rằng này ở đông quận này trời làm đói kém từ quân lính cho trí dân ai ai cũng có vẻ đói sao người này béo tốt được như thế này nhân mới hỏi ngay rằng tôi trông mặt ngài đầy đặn lắm xin dám hỏi điều dưỡng như thế nào mà được như vậy sứ thưa rằng thưa tôi cũng không có phép gì lạ cho lắm vốn chỉ ăn nhạt 30 năm nay Tháo gật đầu hỏi rằng, ngài hiện làm chức gì? Sứ nói, tôi vốn đỗ khoa hiếu liêm, nguyên làm chức tùng sự theo viên thiệu và trương dương. Này nghe tin thiên tử đã về đô, tôi đến chầu vua, được phong làm tránh nghị lang. Tên tôi là Đồng Chiêu, biểu tự côn nhân quê ở Tế Âm, Sứ Định Đào. Tháo đứng dậy nói rằng, tôi nghe tiếng ngài đã lâu, nay may được thừa tiếp ngài ở đây. Nói rồi Tháo đặt tiệc rượu ở trong trướng để khoản đãi rồi lại gọi Tuân Úc ra cùng hội kiến chợt tin báo có một đội quân đi sang phía đông, không biết quân nào. Tháo sai người ra thám xem ai, Đồng Chiêu nói, đấy là Dương Phụng tướng Cũ Lý Thôi và Hàn Tiêm ở Bạch Ba. Nhân thấy Minh Công đến đây nên họ kéo quân về Đại Lương. Tháo hỏi rằng, họ có bụng nghi tôi chăng? Đồng Chiêu nói, chúng nó là lũ vô mưu. Minh Công Hà tất phải lo, Tháo lại hỏi, thế còn Lý, quách chuyến này chúng nó kéo đi thì rồi ra thế nào? Chiêu thưa, hổ long vuốt, chim gãy cánh, chẳng mấy lúc sẽ bị Minh Công bắt được. Can gì phải để ý. Tảo Tháo thấy Đồng Chiêu nói câu nào cũng lọt tai, bèn hỏi đến những việc lớn trong triều. Chiêu nói rằng Minh Công cất quân nghĩa binh để trừ bạo loạn, vào triều giúp Thiên Tử. Ấy là công nghiệp của Ngụ Bá. Nhưng các tướng mỗi người một bụng, vị tất họ đã theo phục cả. Này Minh Công ở mãi đây, tôi e có điều bất tiện. Chỉ có cách rước vua về hứa đô là hơn, nhưng triều đình siêu giạt mãi mới về được kinh đô xa gần trông mong ai cũng muốn được yên ổn một chút nay lại rời xa giá đi nơi khác chắc lòng người cũng không phục nhưng ở đời có làm được việc phi thường mới có công phi thường xin minh công quyết kế đi tháo cầm lấy tay chiêu cười nói rằng ấy vẫn là bản chí tôi đó nhưng tôi còn e rằng đại lương có dương phụng ở trong triều có các đại thần đã chắc đâu không sinh biến được chiêu nói lo chi việc ấy Minh Công nên đưa thư sang cho Dương Phụng để cho nó yên tâm, rồi nói rõ cho các đại thần rằng kinh đô bây giờ không có lương. Dước xa giá sang hứa đô để được gần lỗ dương, vận lương cho tiện, không đến nỗi xa xôi thiếu thốn như ở đây. Các đại thần nghe rõ, đều vui lòng nghe theo, Tháo nghe lời chiêu, mừng rỡ quá chừng. Khi chiêu từ biệt Tháo lại cầm tay nói rằng về sau tôi có việc gì xin ngài dạy bảo cho, chiêu tả rồi cáo về, từ đó. Tào Tháo ngày ngày bàn mảnh với mưu sĩ về việc rời đô. Bấy giờ Thái Sử Lịch là Vương Lập, một bữa nói riêng với Tôn Chính là lưu Ngải rằng tôi có xem thiên văn, từ mùa xuân năm ngoái đến giờ sao Thái Bạch, sao Kim, phạm vào sao Trấn Tinh ở khoảng sao Nghiêu và sao Đầu, rồi lại qua sông Ngân Hà, và sao Huỳnh hoặc sao Hỏa, lại đi ngược cùng với sao Thái Bạch gặp nhau ở thiên quan. Kim với hỏa hội với nhau, tất nhiên có vua mới ra. Tôi xem khí vận nhà Hán đã hết, trong đất tấn ngụy tất có người nổi lên vương lập lại mật tâu với vua rằng mệnh trời đã đến có đi ngũ hành thịnh suy bất thường thay hỏa là thổ thay nhà hán có lẽ là ở đất ngụy tào tháo nghe tin ấy sai người bảo lập rằng tôi cũng biết ông chung với triều đình nhưng thiên cơ huyền bí lắm xin ông chớ nói nhiều tào đem chuyện ấy thuật lại với tuân úc úc nói nhà hán vốn lấy đức hỏa làm vua mà minh công lại mình thù hứa đô cũng thuộc thổ đến đây tất hay hỏa sinh thổ mà thổ thì vượng mục, chính hợp với lời đồng chiêu vương lập minh công tất sau này phát lớn từ ấy tào tháo nhất quyết thiên đô hôm sau tháo vào ra mắt vua tâu rằng đồng đô bị tàn phá đã lâu bây giờ không sửa sang lại được và lại chuyển vận lương thực vất vả khó nhọc lắm hứa đô gần lỗ dương thành quách cung thất tiền lương người của cải gì cũng đủ tôi xin rước xa giá về hứa đô, ngửa trong lượng thánh ưng cho, vua phải nghe, các quan ông nào cũng sợ Tào Tháo mạnh thế không ai dám ngăn điều gì, liền chọn ngày để khởi giá. Tháo tự dẫn quân đi trông non, các quan cũng đi theo cả, đi chưa được vài dặm đến một chỗ gò cao, bỗng thấy tiếng reo ầm ầm, rồi thấy dương phụng, hàn tiêm kéo quân ra trận đường. Từ hoàng đứng đầu kêu to lên rằng Tào Tháo cướp thánh giá đem đi đâu, Tháo phóng ngựa ra xem, trông thấy Từ Hoàng uy phong lẫm liệt, có lòng khen thầm, liền sai hứa trừ ra trận. Hai người bên giao bên búa, đánh nhau hơn 50 hiệp chưa thấy bên nào được bên nào thua. Tháo sai gõ chiêng rút quân về, gọi các mưu sĩ lại bàn rằng, Dương Phụng, Hàn Tiêm không đáng kể, chỉ có Từ Hoàng thực là tướng tài. Ta không nỡ lấy sức mạnh địch lại, muốn dùng kế chiêu dụ thì hơn. Hành quân tùng sự là Mã Sủng nói, chúa công đừng lo, tôi với Từ Hoàng có quen biết nhau. Tối hôm nay để tôi giả làm tên lính, lần vào trại anh ta, tôi thuyết phục anh ta, anh ta sẽ sang hàng chúa công. Tào ưng ý lắm, cho Sủng đi. Đêm hôm ấy Sủng ăn mặc giả làm tên lính, đi lộn vào đội quân bên kia, lẻn đến trước màn tư hoàng, thấy hoàng thắp nến mặc áo giáp đang ngồi. Sủng đánh bạo xông đến tận trước mặt, vái rồi hỏi rằng: "Cố nhân lâu nay vẫn mạnh khỏe?" Hoàng giật mình đứng dậy, Nhìn kỹ sùng rồi hỏi rằng, anh có phải là Man Bá Minh ở sơn dương đó không? Có việc gì đến đây? Sùng nói, tôi hiện đang làm tùng sự ở Dinh Tào tướng quân, hôm nay ở trước trận, trông thấy cố nhân, muốn dâng một câu nói nên liều chết lại đây. Hoảng mời ngồi, hỏi ý làm sao? Sùng nói, ông là người dũng lược, đời nay hiếm có, sao lại phải khuất thân đi theo bọn Dương Phụng, Hàn Tiêm? Tào tướng quân là đấng anh hùng thời nay biết yêu người hiền kính kẻ sĩ, thiên hạ đều biết tiếng. Hôm nay ở trước trận thấy ông khỏe mạnh, trong bụng mười phần kính yêu, không nỡ sai tướng khỏe ra để giết nhau. Bởi vậy Tào Công sai tôi đến đây để mời ông, xin ông bỏ chỗ tối, qua nơi sáng, để cùng Tào Công làm nên nghiệp lớn. Từ Hoàng nghĩ ngợi một hồi, chép miệng than rằng ta cũng biết Dương Phụng, Hàn Tiêm không phải là tay lập được nghiệp, nhưng theo đã lâu rồi, bây giờ không nỡ bỏ. Sùng lại nói, ông há lại không biết rằng, chim khôn tìm cây mà đậu, người hiền chọn chủ mà thờ. Này ông đã gặp được chủ đáng thờ, bỏ lỡ mất cơ hội tốt sao gọi là người trượng phu. Hoàng đứng dậy tạ nói rằng, xin nghe lời ngài dạy, Sùng nói, đã vậy, sao ông không giết ngay Dương Phụng, hàn tiêm để làm lễ yết kiến. Hoàng nói, làm bầy tôi mà giết chủ, ấy thực là bất nghĩa, tôi quyết không làm. Sùng nói, ông thực là người nghĩa sĩ. Từ hoàng liền dẫn vài mươi tên kỵ mã, ngay đêm hôm ấy cùng với mãn sùng, chạy sang trại Tào Tháo. Có người báo với Dương Phụng, Phụng giận lắm đem ngay một nghìn quân kỵ mã đuổi theo, gọi to lên rằng phản tạc từ hoàng đừng chạy nữa. Trong khi đang đuổi, chợt nghe thấy một tiếng pháo nổ, trên núi dưới đồng, lửa đuốc sáng choang, quân phục bốn mặt kéo ra. Tào Tháo tự dẫn quân đi trước, quát lên rằng ta đợi đây đã lâu, chớ để cho chúng nó chạy thoát, Dương Phụng khiếp đảm trực thu quân về nhưng đã bị quân tảo vây bọc. May đâu, giữa lúc ấy hàn tiêm kéo quân lại cứu. Hai bên đánh nhau, phụng chạy được thoát, tháo thừa thế đánh dấn, quân sĩ phụng, tiêm đầu hàng quá nửa. Hai người thế cô, nhặt nhạnh quân sót rồi sang với viên thuật, tháo thu quân về dinh, bấy giờ mãn sổng dẫn từ hoàng vào ra mắt. Tháo mừng rỡ, đãi từ hoàng rất hậu, rồi rước loan giá về hứa đồ sửa sang nhà cửa, cung miếu, lập tôn miếu, xã tắc, cùng các tòa, các dinh và các nha môn, lại xây thành quách, lập kho tàng. Lũ đồng thừa cả thảy 30 người, đều được phong làm liệt hồng. Thưởng người có công, phạt kẻ có tội, các việc hết thảy đều do Tào Tháo coi xét. Tháo tự phong mình làm đại tướng quân, Vũ Bình Hầu, Tuân Úc làm thị trung thượng thư lệnh, Tuân Du làm quân sư, Quách Gia làm tư mã tế hữu Lưu Việp làm tư không diện Tào, Mao Giới, Nhiệm Tuấn làm điển nông trung lang tướng coi về việc thúc đốc tiền lương trình dục làm tướng ở quận đông bình phạm thành đông chiêu làm quan lịch ở lạc dương mãn sùng làm quan lịch ở hứa đô hạ hầu uyên hạ hầu đôn tào hồng tào nhân đều làm tướng quân lã kiển lý điển nhạc tiến vô cấm từ hoàng đều làm hiệu úy hứa chử điển vi làm đô úy còn bao nhiêu tướng sĩ cũng đều phong quan cả từ đấy quyền to trong nước đều vào tay tào tháo nội các việc lớn triều đình trước trình tào tháo sau mới tâu vua khi tháo đã định xong việc lớn mới mở một cuộc yến ở hậu đường họp các mưu sĩ lại bàn rằng lưu bị đóng quân ở từ châu tự lĩnh chức coi việc ở đó mới rồi lã bố nhân ta đánh thua cũng chạy về đấy bị cho ở tiểu bái nếu hai người ấy đồng tâm kéo đến xâm phạm vào hứa đô cũng là một điều nguy ta vốn trong bụng vẫn lo việc ấy các ông có nghĩ kế gì trừ được hai người ấy không hứa chử nói tôi xin lĩnh năm vạn tinh binh đi chém được đầu lưu bị lã bố vào dâng thừa tướng tuân úc lại can hứa chử rằng tướng quân thì khỏe thực nhưng tướng quân không biết dùng mèo nay hứa đô mới dựng chưa được vững vàng chưa nên hấp tấp cất quân tôi xin hiến một kế gọi là kế hay hổ tranh ăn lưu bị bây giờ lĩnh ở từ châu nhưng chưa có chiếu mệnh vậy minh công nên tâu hoàng thượng giáng chiếu cho y được thực thụ làm chức mục từ châu nhân thể đưa cho lưu bị một bức mật thư sai y giết lã bố nếu lưu bị tuân lệnh giết được lã bố thì y mất tay phù tá bằng y không giết nổi thì lã bố giết y thế gọi là cây kế hay hổ tranh ăn tào tháo nghe kế ấy liều tâu xin chiếu mệnh rồi sai ngay sứ sang từ châu phong cho lưu bị làm trinh đông tướng quân nghi thành đình hầu lĩnh từ châu mục lại đưa thêm một phong mật thư. Lưu bị ở Từ Châu, nghe tin vua rời đô sang hứa đô, sắp sửa dâm biểu chúc mừng, chợt có người báo, có sứ nhà vua đến. Bị ra đón rước vào thành, lại tạ ăn mạng xong rồi, mở yến thết đại sứ giả. Sứ nói, ngài được án mạng này, đều là nhờ có tào tháo, thừa tướng hết sức tiến cử. Lưu bị tạ ân, sứ bấy giờ mới đưa mật thư ra, Lưu bị xem xong thư nói rằng, việc này xin để thông thả cho tôi bàn luận tiệc tan, bị mời sứ giả ra nghỉ ngoài quán khách, đêm hôm ấy bàn với các tướng. Trương Phi nói, lã bố là người vô nghĩa, giết nó đi có ngại gì. Lưu bị nói, người ta thế cùng về với ta, nếu ta giết đi, thế là bất nghĩa. Trương Phi nói, làm người tốt khó lắm, Lưu bị nhất định không nghe. Hôm sau, lã bố lại mừng, Lưu bị cho ra mời vào. Bố nói, nghe ngài mới được ân mệnh triều đình, nên tôi đến mừng. Lưu bị cảm ơn trong khi ấy trương phi cầm gươm đợi ở cổng đường định lã bố ra thì giết lưu bị trông thấy vội vàng ngăn lại lã bố kinh hãi nói rằng dực đức chỉ lăm lăm giết ta là cớ làm sao trương phi nói rằng tào tháo bảo mày là thằng vô nghĩa bảo anh ta giết mày lưu bị vội vàng quát trương phi ra mời lã bố vào hậu đường nói rõ đầu đuôi rồi đưa mật thư của tào tháo cho lã bố xem lã bố xem xong thư khóc nói rằng ấy là thằng giặc tàu nó muốn cho hai chúng ta không được hòa với nhau đó. Lưu bị nói, xin anh đừng lo, tôi quyết không bao giờ làm điều bất nghĩa ấy. Lã bố hai ba lần bái tạ, bị giữ bố lại uống rượu mãi đến chiều mới về. Lã bố về, quan, trương mới hỏi Lưu bị rằng, huynh trưởng làm sao không giết lã bố. Lưu bị nói, đấy là tào tháo nó sợ ta cùng với lã bố đồng mưu đánh nó, cho nên nó dùng kế ấy, để cho hai bên giết lẫn nhau sao mình lại có thể để cho nó lợi dụng được? Quan công gật đầu bảo, phải, Trương Phi nói, tôi chỉ muốn giết thằng dập ấy để khỏi phải lo về sau. Lưu bị nói, làm thế sao gọi là trượng phu? Hôm sau Lưu bị tiễn sứ giả về kinh, dâng biểu tạ ân và đưa thư trả lời Tào Tháo, nói xin để thông thả sẽ làm. Sứ về kinh vào ra mắt Tào Tháo, thuật chuyện huyền đức không giết lã bố. Tào Tháo mới hỏi Tuần Úc kê ấy không xong làm thế nào? Úc nói, tôi lại có một kế nữa, gọi là kế, du hổ nuốt sói. Tháo nói, kế ấy thế nào? Úc nói, tướng quân nên sai người đi hỏi thăm viên thuật, rồi mật bảo thuật rằng, Lưu Bị dâm mật biểu muốn lấy Nam Quận, thuật tất giận đánh Lưu Bị. Mình công thì đưa chiếu rõ ràng sai Lưu Bị đánh viên thuật. Hai bên đánh nhau, lá bố tất sinh bụng khác thế gọi là, du hổ cho nó nuốt sói. Tháo ưng ý lắm, một mặt sai ngay người đến viên thuật, một mặt lấy chiếu vua sai đem đến từ châu lưu bị ở từ châu nghe có sư đến ra thành mời đón vào bị mở chiếu ra đọc chiếu sai lưu bị khởi binh đánh viên thuật lưu bị vâng lệnh tiện sứ về nước mi trúc nói đây lại là kế tào tháo lưu bị nói đánh là kế của tào tháo nhưng có mệnh vua thì phải vâng theo nói rồi lập tức điểm quân mã ngay hôm ấy kéo đi tôn cản nói trước hết hãy nên cử người giữ lấy thành lưu bị hỏi quan trương trong hai em Ai giữ nổi được thành? Quan công thưa, em xin giữ." Lưu bị nói, "Ta sớm tối nào cũng cần đến em bàn các việc, rời nhau ra làm sao được?" Trương Phi nói, "Em xin giữ." Lưu bị bảo Phi rằng, "Em thì giữ làm sao được? Một là em rượu vào hung hăng lên, đánh lính trắng, hai là em làm việc gì cũng coi thường, không chịu nghe ai can gián." "Ta không đành lòng." Phi nói, "Từ giờ trở đi em xin không uống rượu, không đánh lính trắng, ai can bảo gì em cũng xin nghe theo." Mi Trúc nói, tôi e rằng bụng nghĩ không được như miệng nói. Phi giận mắng Mi Trúc rằng, ta theo anh ta đã lâu năm, chưa từng có thất tín câu nào, sao mày lại dám khinh ta như thế? Lưu bị nói rằng, đã đành như thế, nhưng ta vẫn chưa yên tâm. Em nên mời Trần Nguyên Long lại đây để giúp, sớm chiều từ nay em phải bớt uống rượu, đừng để hỏng sự mới được. Trần Đăng vâng lĩnh lời, Lưu bị dặn dò đâu đấy cả rồi, dẫn ba vạn quân mã bộ, rời từ châu sang Nam Dương. Viên thuật nghe thấy tin Lưu Bị dâng biểu muốn lấy châu huyện mình, giận lắm nói rằng, mày là thằng dệt chiếu, đóng dép, này chiếm giữ được quận to, đứng ngang với các chư hồng. Ta định đánh mày, mày nay lại định sửa ta à? Thực là tức quá, thuật nói rồi, liền sai thượng tướng là kỳ linh dẫn 10 vạn quân kéo sang từ châu. Hai bên gặp nhau ở vu thai, Lưu Bị ít binh, dựa vào cạnh núi, men sông đóng trại. Kỳ Linh là người ở Sơn Đông, Sử dụng một thanh đao ba mũi, nặng 50 cân, hôm ấy kéo quân ra trận, quát mắng rằng, Lưu bị là một đứa thôn phu, sao dám xâm phạm vào đất ta, Lưu bị nói, ta này phụng chiếu của vua sang đây đánh kẻ nghịch thần. Sao mày dám kháng cử, tội mày đáng chết, kỷ linh giận lắm, múa đao xông vào đánh, quan vũ quát rằng, thằng thất phu kia, chớ được cậy khỏe, nói rồi tế ngựa ra đánh nhau với kỷ linh, đánh được hơn 30 hiệp, chưa phân bên nào được bên nào thua. Kỳ Linh kêu to lên: Hãy nghỉ. Quan Công quay ngựa trở về đứng đợi ở cửa trận. Kỳ Linh giao phó tướng là Tuân Chính ra. Quan Công không thèm đánh, bảo rằng mày về gọi Kỳ Linh ra đây. Chính nói mày là vô danh hạ tướng, không xứng đánh nhau với kỳ tướng quân. Quan Công điên ruột, xông vào chém Tuân Chính chỉ một nhát chết ngay. Lưu bị thúc quân đánh tràn vào trận, Kỳ Linh thua to, lui về giữ ở cửa sông hoài âm không dám ra đánh nữa chỉ sai quân sĩ cướp dinh dình chạy, nhưng hễ thò thằng nào ra thì quân từ châu đánh giết phải thua chạy. Này ta hãy để hai bên chống cự nhau, mà nói chuyện Trương Phi ở nhà giữ việc từ châu. Từ khi Lưu bị đi, bao nhiêu việc tạp vụ, Trương Phi giao mặc Trần Đăng coi sóc, còn việc quân cơ lớn thì tự mình suy xét làm lấy. Một hôm Phi mở một tiệc yến, mời các quan đến ăn, các quan ngồi đâu đấy rồi, Trương Phi mới nói rằng khi anh tôi đi có dặn nên bớt uống rượu, sợ rằng say xưa rồi hỏng việc, vậy tôi xin mời các quan hôm nay uống một bữa thực say, rồi từ mai trở đi, cấm hẳn không ai được uống nữa, phải giúp tôi để giữ thành trì. Hôm nay phải uống cho thực say mới được, Trương Phi nói xong, đứng dậy cầm chén mời các quan. Khi cầm chén đến trước mặt tào báo, báo từ chối rằng tôi theo thiên giới không uống rượu, Phi nói những hảo hán đánh nhau giết người, sao lại không uống rượu. Hôm nay, ta muốn mày uống một chén, tào báo sợ quá cô uống một chén, trương phi cầm chén mời tất cả các quan rồi rót một cốc thực to cho mình, hớp một hớp hết nhẵn lại rót cốc nữa, làm một chập đủ 10 cốc rượu đầy. Lúc bấy giờ ý chừng say quá, trương phi lại đứng dậy cầm chén đi vòng mời các quan, khi đi đến trước tào báo, báo nói tôi thực không sao uống được nữa, phi nói mày vừa uống được sao bây giờ lại từ chối, báo nhất định không uống trương phi bấy giờ say rượu nóng tính nổi giận mắng rằng mày dám trai tướng lệnh ta đáng đánh một trăm roi trần đăng can rằng khi ông huyền đức đi dặn ông những thế nào phi nói mày là quan văn chỉ coi việc văn thôi đừng có cai quản ta ở đây tào báo không làm sao được kêu rằng xin dực đức nể mặt con rể tôi mà tha lỗi cho tôi phi hỏi rể mày là ai báo thưa lã bố phi giận lắm mắng rằng ta vốn không muốn đánh mày nay mày lại đem lã bố dọa ta thì ta đánh, ta đánh mày cũng như đánh thẳng lã bố. Các quan xô cả lại can cũng không được, quân lính lôi tào báo ra đánh đến 50 roi, các quan nằn nỉ ngăn can mãi mới thôi. Tiệc tan, tào báo trở về, giận quá, ngay đêm hôm ấy sai người cầm phong thư, đi tắt đến tiểu bái, vào ra mắt bố, kể hết đầu đuôi chuyện trương phi vô lễ. Trong thư lại nói rằng Lưu Bị đã sang Hoài Nam, đêm hôm nay nhân Trương Phi say rượu, kéo quân đến đánh úp lấy từ châu là một dịp ít có, không nên để lỡ. Lã bố xem xong thư, cho mời Trần Cung đến bàn, Cung nói, tiểu bái không phải là nơi ở lâu được, nay từ châu đã có cơ lấy được, không lấy ngay đi, sau hối không kịp. Bố nghe lời, lập tức mặc áo giáp lên ngựa, dẫn 500 kỵ mã đi trước, sai Trần Cung dẫn đại quân đi sau. Cao thuật cũng kéo quân đến theo. Tiểu bái cách từ châu có bốn năm mươi dặm, đi một thôi ngựa thì đến, lã bố đến dưới thành, lúc đầu canh tư trăng sáng vàng vặc, trên thành không ai biết. Lã bố đến tận bên thành gọi rằng, lưu sứ quân có việc cơ mật sai người đến, trên thành có quân báo với tảo báo, báo lên thành xem rồi sai quân sĩ mở cửa ra. Bấy giờ lã bố mới nổi một tiếng hiệu, quân sĩ đều kéo ua vào thành, tiếng reo kinh động. Trương Phi say rượu đang ngủ ở trong phủ, tả hữu vội vàng lay tỉnh dậy bảo rằng lã bố đã lừa mở được cửa thành, quân nó kéo cả vào rồi. Trương Phi giận quá, vội vàng mặc áo giáp, vác ngọn bát xà mâu, vừa ra được cửa phủ lên được mình ngựa thì quân lã bố đến nơi. Bấy giờ Phi hãy còn say rượu, không đánh được khỏe. Lã bố cũng biết sức mạnh của Trương Phi, không dám đánh giáo giết quá. 18 tướng kỵ mã nước yên bảo vệ Trương Phi, chạy ra cửa đông. Vợ con lưu bị ở trong phủ, Trương Phi cũng không kịp nhìn đến. Tảo báo thấy Trương Phi chỉ còn vài mươi người đi theo, lại khinh y còn say đem hơn một trăm người ra đuổi, phi trông thấy báo giận lắm, tế ngựa lại đánh, chỉ ba hiệp, tàu báo thua chạy, trương phi đuổi đến bờ sông cầm ngọn mâu từ đằng xa phóng lại trúng giữa lưng tàu báo, cả người lẫn ngựa chết lăn xuống sông. trương phi đứng ngoài thành, hô gọi quân sĩ, người nào ra được đều theo y đi sang hoài nam, lã bố vào được thành, phủ dụ dân rồi, sai một trăm quân giữ cửa nhà lưu bị, không cho ai được vào. Trương Phi dẫn vài mươi tên kỵ mã đi thẳng đến vu thai vào hầu lưu bị, nói hết cả chuyện tào báo cùng lã bố, trong ứng ngoài hợp, đang đêm đánh úp lấy từ châu. Các quan nghe chuyện ai cũng mất máu mặt, duy lưu bị chỉ than có một câu, được cũng chẳng nên mừng, mất cũng chẳng nên lo. Quan vũ hỏi, thế còn chị đâu? Trương Phi nói, hãm cả ở trong thành, lưu bị nín lặng chẳng nói câu gì. Quan công rậm chân mắng rằng, khi trước mày đòi giữ thành, nói những câu gì? Anh giận mày những thế nào? Bây giờ thành trì thì mất, chị lại bị hãm, thế ra làm sao? Vì nghe anh mắng, sợ hãi không biết đường nào, rút ngay gươm ra định tự vẫn. Thế rõ thực là nghiêm bầu nóc rượu sao vui, rút gươm tự vẫn sự thôi đã rồi, chưa biết tính mạng Trương Phi ra sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 15, thái sử Từ Ham đả tiểu bá vương, Tôn bá phủ hăng đánh Nghiêm Bạch hổ, cuối hồi trước, đang nói chuyện Trương Phi rút gươm ra sắp tự vẫn. Lưu Bị trông thấy vội vàng bước lên giật lấy gương, vứt xuống đất rồi nói, xưa có câu rằng, anh em như chân tay, vợ con như áo mặc. Áo rách còn dễ may, chân tay gãy, chắp sao được. Ba anh em ta kết nghĩa với nhau ở vườn đào, đã thể cùng sống chết với nhau. Này dù mất thành trì vợ con nữa, sao nỡ để anh em nửa đường chết đi cho đành. Phương chi thành trì không phải của ta, vợ con ta bị hãm ở trong thành, nhưng ta chắc lã bố không nợ giết, cũng còn nghĩ kế cứu được. Hiền đệ nhầm một lúc, việc gì đã đến nỗi quên sinh. Lưu bị nói xong giò nước mắt khóc. Quan, Trương cũng khóc cả. Viên thuật biết rằng lạ bố đã cướp từ châu. Sai người đến nói với bố rằng, hệ bố cùng giúp đánh Lưu bị sẽ đưa cho 5 vạn hộp lương, 500 ngựa, một vạn lạng vừa vàng vừa bạc, 1.000 tấm vóc nhiễu. Bố ưng ý lắm, sai ngay cao thuận dẫn 5 vạn quân đến đánh mé sau Lưu bị. Lưu nghe tin ấy, nhân khi mưa rầm rút quân bỏ vu thai chạy, muốn về lấy Quảng Lăng. Khi Cao Thuận đến nơi, Lưu Bị đã đi rồi, Thuận vào ra mắt Kỳ Linh, đòi những đồ viên thuật đã hứa cho. Linh nói, ông cứ về, để tôi vào nói với chúa công tôi, Thuận từ giã Kỳ Linh, về thuật lại với lã bố. Bố còn đang hồ nghi, chợt có thư của viên thuật đưa đến, trong thư nói rằng Cao Thuận tuy có đến giúp, nhưng Lưu Bị chưa trừ được. Đợi khi nào bắt được Lưu Bị, bấy giờ tôi sẽ đưa các đồ đã hứa cho ngài bố giận lắm cho viên thuật là đồ thất tín muốn kéo quân sang đánh trần cung can rằng không nên viên thuật giữ thọ xuân binh nhiều lương rộng chớ nên khinh địch không bằng mời lưu bị lại về đóng quân ở tiểu bái để làm vây cánh cho ta về sau sai lưu bị làm tiên phong trước đánh viên thuật sau đánh viên thiệu rồi có thể tung hoành thiên hạ được bố nghe lời sai người đem thư đi mời lưu bị Bấy giờ Lưu Bị đã kéo quân về Đông lấy đất Quảng Lăng, bị Viên Thuật vào cướp trại, quân lính hao hụt quá nửa, gặp sứ của Lã Bố đến, đưa thư mời về tiểu bái. Lưu Bị mừng lắm, quan Trương nói, Lã Bố là đứa vong ân bội nghĩa, không nên tin. Lưu Bị nói, nó lấy bụng tử tế đãi ta, việc gì phải nghi. Ba anh em lại kéo quân về Từ Châu, Lã Bố sợ Lưu Bị còn nghi hoặc, trước hết sai người đưa trả lại gia quyến cam phu nhân và mi phu nhân về gặp lưu bị kể hết sự tình nói rằng lã bố thường sai người giữ cửa nhà cấm không cho ai được vào lại thường thường sai thị thiếp đưa đồ ăn thức dùng đến không bao giờ phải thiếu thốn lưu bị mới bảo quan trương rằng ta đã biết lã bố tắt không hại gia quyến ta lưu bị vào thành để tạ lã bố trương phi không chịu theo vào đem hai chị về tiểu bái trước lưu bị vào ra mắt lại tạ lã bố bố nói tôi không phải muốn cướp thành bởi vì trương phi ở đây hay say rượu giết người tôi e xảy ra chuyện bất chắc nên tôi lại giữ hộ đấy thôi lưu bị nói tôi vẫn muốn nhường anh đã lâu bố giả dạng nhường lại cho lưu bị lưu bị nhất quyết không chịu về đóng ở tiểu bái quan trương trong bụng không bằng lòng lưu bị nói nhún mình yên phận để đợi thời không thể cưỡng lại số mệnh được lã bố thường thường sai người đưa lương ăn và vải lụa đến từ bây giờ hai bên lại hòa thuận với nhau trong khi ấy thì viên thuật ở thọ xuân mở tiệc yến to hội tướng sĩ lại ăn uống chợt có người báo rằng tôn sách đi đánh thái thú lư giang là lục khang thắng lợi trở về thuật gọi sách đến sách lại ở dưới thềm thuật hỏi han chuyện trò xong rồi cho sách ngồi dựa tiệc nguyên tôn sách từ khi bố mất về ở giang nam kính người hiền tôn kẻ sĩ sau nhân đào khiêm cùng với cậu sách là thái thú đang dương tên là ngô cảnh không hòa với nhau sách mới đem mẹ và gia thuộc về khúc A, mình thì sang ở với viên thuật. Thuật yêu sách lắm, thường vẫn than rằng giá ta có được đứa con như tôn lang, chết cũng không ân hận gì nữa. Thuật cho sách làm hoài nghĩa hiệu úy, sai đem binh sang đánh tổ lang ở kinh huyền. Sách đánh được, thuật thấy sách giỏi, lại sai sang đánh lục khang, cũng đánh được. Bấy giờ trở về, sách vào ăn tiệc, khi tiệc đã tan, sách về trải, nghĩ trong tiệc thuật đã đãi mình khi ngạo bì một chút, trong bụng buồn bực, bèn lẩn đi bách bộ dưới bóng trăng ngoài sân. Nhớ đến sự ngày xưa, cha là tôn kiên thì anh hùng như thế mà minh thì lưu lạc thế này, bất giác hu hu cất tiếng khóc. Chợt có người ở ngoài đến cười to lên hỏi rằng bá phù sao thế, khi tôn công còn, việc gì cũng dùng dùng đến ta, nay anh có việc gì không quyết, sao chẳng hỏi ta mà lại khóc thế. Sách trông xem ai, thì là chu chỉ tên chữ là quân lý người ở Đan Dương, nguyên là tùng sự của Tôn Kiên ngày xưa. Sách gạt nước mắt mời ngồi nói rằng, tôi khóc là vì tôi giận tôi không nối được chi bố tôi ngày xưa. Chị nói, sao không tới với viên công lộ, nguyện binh kéo sang giang đông nguyện tiếng là đi cứu ngô cảnh, nhưng sự thực là để mưu đồ nghiệp lớn, sao lại cứ chịu mãi ở dưới người ta. Hai người đang bàn nhau, chợt lại có một người nữa ở đâu chạy vào nói rằng, các ông bàn nhau việc gì tôi đã biết rồi. Này tôi có trăm quân lính tráng, xin giúp bá phù một tay." Sách nhìn xem ai thì là mưu sĩ của viên thuật tên là Lã Phạm, tên chữ là Tử Hoành, người ở Nhữ Dương. Sách mừng lắm, mời cùng ngồi nói chuyện, Lã Phạm nói, "Tôi chỉ lo viên thuật, không cho mượn quân." Sách nói, "Tôi có một vật báo để làm tin, vật ấy là truyền quốc ngọc tỷ của cha tôi để lại cho." Phạm nói, "Công lộ thèm được ngọc ấy đã lâu, hôm sau sách vào ra mắt viên thuật." khóc nói rằng thù cha tôi chưa báo được ngày nay cậu tôi là ngô cảnh lại bị thứ sử dương châu là lưu do bức bách mẹ già và vợ con ở cả khúc a e rằng sẽ bị hại vậy tôi xin mượn tướng quân vài nghìn hùng binh để sang sông cứu nạn và để thăm nhà sợ minh công không tin tôi xin đem ngọc tỷ của cha tôi để lại để làm tin thuật thấy ngọc tỷ vầu ngay lấy xem mừng lắm nói rằng ta không phải cầu chi ngọc tỷ của ngươi nhưng hãy tạm để đây ta cho mượn ba nghìn binh, năm trăm ngựa, khi nào bình định rồi phải về ngay. Và người này chức nhỏ ngồi thấp khó giữ được quyền lớn, ta cất cho người lên làm chết sông hiệu úy, điển khấu tướng quân. Ngay ngày hôm ấy cho lĩnh quân đi, sách lại tả rồi dẫn quân mã, đem cả chu trì, lã phạm và tướng cũ của cha là trình phổ, hoàng cái, hán đương, chọn ngày khởi binh. Đi đến lịch dương, gặp một toán quân, có một người đi trước, dáng điệu phong lưu bị, nghi dung đẹp đẽ trông thấy tôn sách nhảy xuống ngựa vái một cái sách nhìn xem ai thì là chu du tự là công cần người ở thư thành quận lư giang vốn khi tôn kiên đánh đồng trác du đem gia quyến về ở thư thành du với sách hai người cùng một tuổi chơi với nhau rất thân kết làm anh em sách hơn du có vài tháng du thờ làm anh chú chu du là chu thượng làm thái thú ở đan dương bữa ấy du sang thăm chú đi đến đấy gặp tôn sách sách mừng lắm đem sự tình kể với du du nói tôn xin hết sức huyền mã để cùng anh mưu toàn nghiệp lớn sách nói ta này được du việc lớn tất phải xong rồi bảo chu chị lã phạm cùng đến gặp chu du du bảo sách rằng anh này muốn làm việc to có biết giang đông có hai họ trương không sách hỏi ai ấy du nói một người ở bành thành tên là trương chiêu tự là tử bố một người ở quảng lăng tên là Trương Hoành, tự là Tử Cương. Hai người ấy đều có tài ngang trời dọc đất, nhân tránh loạn đến ở đấy, sao anh không đón mời hai người ấy? Sách sai người đem đổ lễ đến mời Trương Chiêu, Trương Hoành. Hai người đều từ chối không đến, sách phải thân đến tận nơi, cùng hai người nói chuyện. Sách rất lấy làm bằng lòng cố mời đi mời lại mãi, hai người mới chịu vâng lời. Sách cho Trương Chiêu làm trường sử, kiêm chức phủ quân Trung lang tướng, Trương Hoành làm tham mưu, tránh nghỉ hiệu úy. Cùng nhau bàn mưu sang đánh Lưu Do, Lưu Do, tự là chính lễ, người ở Mâu Bình, quận Đông Lai, cũng là tôn thân nhà Hán, châu quan thái úy Lưu Sùng, em quan thứ sử Duyện Châu Lưu Đại. Trước làm thứ sử Dương Châu, đóng ở Thọ Xuân, sau bị viên thuật đuổi sang Giang Đông, cho nên đến khúc A ở. Bấy giờ Lưu Do nghe thấy quân tôn sách đến, vội vàng họp các tướng để bàn bộ tướng là Trương Anh nói, tôi xin lĩnh một cánh quân, đóng đồn như trừ, quân giặc dẫu có trăm vạn cùng không dám đến gần. Nói chưa dứt lời, dưới trướng, có một người kêu to lên rằng, tôi xin làm tiền bộ tiên phong, các tướng nhìn xem ai, thì la thái sử từ, người ở Đông Lai. Từ, tự khi giải được vây Bắc Hải cho khổng dung, sang với liêu do. Do giữ lại ở dưới trướng, do bảo, người còn ít tuổi, chưa nên làm đại tướng, hãy nên ở tả hữu ta để nghe mệnh lệnh. Từ không bằng lòng lui ra, trương anh lĩnh quân đến như chử chứa 10 vạn hộp lương ở lầu các. Tôn sách dẫn quân đến, trương anh ra địch, hai bên hội quân ở trên bãi sông như chử trương anh ra ngựa chửi mắng, hoàng kết ra đánh nhau với trương anh, chưa được vài hiệp, bỗng thấy trong quân trương anh bối rối, rồi thấy nói, trong trại có người phóng hỏa anh vội rút quân về. Tôn sách thừa thế đánh dấn, Trương Anh Thế cùng phải bỏ nghiêu trừ chạy trốn vào trong núi sâu. Người phóng hỏa ở trong trại nguyên là hai viên kiện tướng. Một là tưởng khâm, tự là công địch, người ở thọ xuân xứ Cửu Giang. Một là Chu Thái, tự là ấu bình, người ở hạ sái xứ Cửu Giang. Hai người gặp phải thời loạn, tụ quân trong sông Dương Tử, cướp bóc kiếm ăn, vốn nghe tiếng tôn sách là người hào kiệt ở Giang Đông, hay cầu người hiền, với kẻ sĩ cho nên dẫn đồ đảng hơn 300 người đến theo. Sách mừng lắm, dùng làm tướng tiền hiệu úy, thu được cả tiền lương khí giới ở như Trử, lại thêm được hơn 4.000 quân hàng, liền tiến binh lên đóng ở Thần Đình. Trương Anh Thua trở về vào ra mắt Lưu Do, do giận muốn đem chém, lại có các mưu sĩ là Trích Dung và Tiết Lễ Can Mãi mới tha, sai Trương Anh đem quân đóng ở thành Linh Lăng để chống giặc. Do tự lĩnh quân ra mé nam núi Thần Đình cắm trại, Tôn sách đóng ở phía bắc núi ấy. Hôm sau sách gọi người ở đấy hỏi rằng ở gần đây có miến nào thờ vua Hán Quang Vũ chăng? Người ấy thưa có miếu ở trên đỉnh núi. Sách nói đêm ta chiêm bao thấy vua Quang Vũ gọi ta vào tương kiến. Ta định lên miếu ấy cầu, trường sử là trương chiêu can rằng không nên đi. Mé Nam núi này có chạy lưu bị do ngộ nó có phục binh làm thế nào? Sách nói ta đã có thần thánh phù hộ, việc chi còn phải sợ. Nói xong liền mặc áo giáp cầm giáo lên ngựa, rồi đem bọn trình phổ, hoàng cái, hàn dương, tưởng khâm và chu thái cả thầy 13 người cùng cưỡi ngựa lên núi. Đến miếu xuống ngựa, vào thắp hương lễ bái, sách quỷ xuống khấn rằng tôi là tôn sách, xin nguyện rằng nếu lập được nghiệp lớn ở đất Giang Đông, khôi phục lại được cơ đồ của cha tôi ngày xưa, xin sửa sang lại đỉnh miếu bốn mùa lễ bái. Sách khấn vái xong đi ra miếu, lên ngựa ngoảnh lại bảo các tướng, ta muốn qua bên kia núi dòm xem dinh trại lưu do đóng ra làm sao. Các tướng ai cũng ngăn, không nên, sách không nghe, cứ việc đi. Các tướng cũng phải đi theo, đến phía nam núi, đứng trên trông xuống rừng rú và chạy lưu do đóng. Có quân canh đường, chạy về báo với lưu do. Do nói, đây hẳn là mẹo tôn sách đến giữ mình đây, không nên ra đánh. Thái sử từ nhà lên nói rằng, lúc này không bắt tôn sách thì còn đợi đến lúc nào. Nói xong không đợi lệnh lưu do, tự mặc ngay áo giáp, lên ngựa cầm giáo ra ngoài chạy, hô lên, ai có gan thì theo ta, các tướng không ai nhúc nhích, chỉ có một tiểu tướng bước ra nói, thái sử từ thế mới gọi là tướng giỏi, ta nên đi giúp một tay, nói rồi lên ngựa đi theo thái sử từ, các tướng đều tủm tỉm cười, tôn sách ngắm xem độ nửa giờ mới quay ngựa trở về. Vừa đi qua được đỉnh núi nghe thấy đằng sau có người thét, tôn sách đừng chạy nữa, sách ngoảnh lại thấy hai tướng cưỡi ngựa chạy đến, sách gạt 12 tướng ra một mình cầm ngang ngọn giáo, cưỡi ngựa đứng đợi ở dưới núi. thái sử từ hỏi to người nào là tôn sách, sách hỏi mày là thằng nào. từ đáp ta là thái sử từ ở đông lai, ta lại đây chỉ cốt để bắt tôn sách. sách cười nói đây tôn sách đây, cho cả hai thằng chúng bay lại đánh một mình ta, ta không sợ. nếu ta sợ, sao gọi là tôn bá phùng. từ nói tất cả chúng mày đều đến, ta cũng không sợ. nói xong thúc ngựa múa kích vào đánh tôn sách sách vác giáo địch lại, hai ngựa giao nhau, đánh được hơn 50 hiệp, được thua chưa phân, lũ trình phủ đứng ngoài khen thầm rằng giỏi. Từ thấy sách đánh giáo không hở miếng nào, giả cách thua chạy để giữ cho tôn sách đuổi ra xa. Từ không đi đường cũ lên núi, lại rẽ về sau núi mà chạy, sách vừa đuổi vừa thét to, chạy không phải là hào hán, từ trong bụng nghĩ thầm nó có 12 người đi theo, ta chỉ chọn một mình. Vì dù bắt được nó, cũng bị chúng cướp mất phải giữ cho nó đi một đường nữa, để cho chúng không biết đường nào mà tìm, bấy giờ ta sẽ ra tay. Bởi thế vừa đánh vừa lùi, sách cũng cứ đuổi, đuổi nhau mãi đến chỗ bằng phẳng, bấy giờ từ mới quay lại đánh. Đánh nhau được hơn 50 hiệp nữa, sách phóng ngọn giáo lại. Từ tránh ngay được, lại chờ tay bắt được giáo, từ lại phóng giáo lại, sách cũng tránh được và giơ tay bắt lấy giáo, rồi nắm chặt lấy. Từ chạy lại rằng kích, hai người kéo co nhau rồi, cùng nhảy cả xuống ngựa. Để ngựa chạy đi đâu không biết nữa, lôi kéo nhau chán rồi hai người cùng buông cả giáo ra, túm lấy nhau mà đánh. Hai bên, bên nào áo chiến cũng tan nát, sách nhanh tay vớ được cây kích gài ở lưng từ, từ giật ngay được mũ đâu mâu của sách. Sách cầm kích đâm từ, từ lấy mũ che đỡ, giữa lúc ấy có tiếng reo ầm ầm kéo đến, quân tiếp ứng của lưu do, ước hơn nghìn người. Sách đã làm nguy, May đâu bọn trình phổ 12 tướng cưỡi ngựa cũng vừa tìm được đến. Hai người bấy giờ mới buông nhau ra, từ lên một con ngựa khác, lại cầm lấy giáo trở về. Ngựa của tôn sách, trình phổ bắt được, sách cũng nhặt lấy kích rồi lên ngựa. Một nghìn quân lưu do cùng 12 tướng tôn sách hai bên đánh nhau. Đánh lần quanh mãi đến tận dưới núi thần đình, bấy giờ lại thấy tiếng reo, chu du kéo quân đến. Lưu do lại dẫn đại quân xuống núi, khi ấy trời đã vàng vàng rồi, tự dưng nổi cơn mưa gió, hai bên cùng thu quân về. Hôm sau, tôn sách dẫn quân đến trước trại lưu do. Do cũng đem quân ra đón, khi hai bên bày trận rồi, tôn sách lấy cái kích nhỏ rút được của từ hôm trước, đem buộc ở đầu giáo, cầm ra diễu ở trước trận, rồi sai quân hô to lên rằng giá thái sử từ không chạy mau chân thì đã bị kích này đâm chết. Từ cũng đem mũ đầu mâu của sách ra trước trận, sai quân hô lên rằng đầu tôn sách đã ở đây rồi hai bên nhạo báng lẫn nhau, gieo ầm cả lên, bên cậy khỏe, bên khoe tài. Thái sử từ phóng ngựa gia định cùng tôn sách quyết phân thắng bại. Sách sắp sửa ra, trình phổ nói, chúa công lọ là phải khó nhọc. Tôi xin ra bắt nó, trình phổ ra trận, từ nói mà không đáng địch với ta. Về gọi tôn sách ra đây, trình phổ tức lắm, vác giáo xông vào đánh tử. Hai ngựa giao đấu được hơn 30 hiệp, bỗng thấy lưu do khua chiêng thu quân từ hỏi lưu do tôi đã sắp bắt được tướng giặc sao lại thu quân về do nói có người báo rằng chu du đã đem quân đánh úp lấy khúc a vì có người ở lư giang tên là trần vũ tiếp ứng cho nó vào thành cơ nghiệp nhà ta đã mất không nên ở mãi đây phải kiếp sang mặt lăng hội cả quân mã của tiết lễ trích dung lại để tiếp ứng thái sử từ theo lưu do lui quân tôn sách không đuổi cũng thu quân về trưởng sử trương chiêu nói bên nó bị chu du lừa lấy khúc a không dám ham đánh đêm nay ta nhân thế nên đến cướp trại sách ưng ý đang đêm chia quân làm năm đường kéo đến lấy trại lưu do quân do thua to chạy tán loạn cả thái sử từ một mình chống không nổi dẫn hơn 10 quân kỳ mã ngay đêm hôm ấy chạy sang kinh huyền tôn sách lại vừa được thêm một tay phụ tá nữa là trần vũ biểu tự tử liệt vũ mình cao bảy thước mặt vàng con người đỏ, hình dung cổ quái. Sách yêu lắm cho làm hiệu úy, sai đi tiên phong đánh tiết lễ. Vũ dẫn hơn 10 kỵ mã, xông vào trong trận chém hơn 50 đầu giặc. Tiết lễ thấy vậy đóng chặt cửa thành không dám ra nữa. Sách đang đánh phá thành, có người báo rằng lưu do hội với trích dung sang lấy nghiêu trừ. Sách giận lắm, tự để đại quân kéo về nghiêu trừ. Lưu do, trích dung, hai người cùng cưỡi ngựa ra đón đánh. Tôn sách nói, tà này đã đến đây sao chúng bay không hàng ngay đi. Ở sau lưu do bỗng có một người vác giáo, cưỡi ngựa ra, đó là bộ tướng tên là Vu Mi, cùng sách đánh nhau, chưa được ba hiệp, bị sách bắt sống rồi quay ngựa trở về trận. Tướng liêu do là phản năng, thấy Vu Mi bị bắt liền vác giáo đuổi theo, ngọn giáo đâm gần chạm đến lưng tôn sách, quân sách thấy vậy mới kêu to lên rằng, sau lưng có người đâm trộm, sách quay đầu lại, thấy phản năng đã đến gần, quát to một tiếng như tiếng sét Phản năng khiếp đảm, ngã quay xuống vỡ đầu ra chết. Sách về đến cửa cờ, đem vô mi bỏ xuống đất, thì ra vô mi bị cắp ở nách đã chết kẹp tự bao giờ. Cùng một lúc, cắp chết một tướng, quát chết một tướng, từ đấy ai cũng gọi tôn sách là tiểu bá vương, hạng võ ngay xưa gọi là bá vương. Lưu do thua to, quân sĩ hàng sách quá nửa, sách lại chém được hơn một vạn thủ cấp, do và trích dung chạy sang dự trương, đi theo lưu biểu. Tôn sách đem quân về lại đánh mạt lăng, đến cạnh bờ hào, sách đứng chiêu dụ tiết lễ hàng, chợt có một mũi tên ở trên thành bắn xuống trúng ngay vào đùi trái tôn sách. Tôn sách ngã ngựa, các tướng vội vàng đến cứu, đời sách dậy đem về trại nhổ tên ra, lấy thuốc giấu dịch vào. Sách nhân thể cho quân đi nói phao lên rằng bị tên bắn chết. Cả cánh quân làm lễ cử ai, nhổ trại kéo về. Tiết lễ tưởng tôn sách chết thật, đêm hôm ấy liền khởi cả quân trong thành cùng với kiêu tướng là Trương Anh, Trần Hoàng, kéo ra thành đuổi đánh. Bỗng đầu quân phục bốn mặt trổ ra, tôn sách đứng đầu đi trước gọi to lên rằng, tôn làng ở đây mà, quân giặc trông thấy mất vía vứt cả gương giáo, phục xuống đất lầy. Sách truyền lệnh không được giết một người nào, Trương Anh quay ngựa chạy về bị Trần Vũ đâm chết ở trong đám loạn quân. Sách vào mặt lăng, phủ dụ cho dân yên nghiệp rồi đem quân sang kinh huyện để bắt thái sử từ. Thái Sử Từ Chiêu được 2.000 quân tinh tráng và quân cũ của mình, toàn lại báo thù cho Lưu Do. Tôn sách với Chu Du bản nhau kế bắt sống Thái Sử Từ. Chu Du ra lệnh bao vây ba mặt, để chừa một mặt cửa đông huyện cho Từ chạy. Cách huyện 25 dặm phục binh ba nơi, Từ ra khỏi thành chạy được đến đấy, người mệt, ngựa mỏi, tất nhiên bị bắt. Nguyên những quân của Thái Sử Từ dụ được quá nửa là người ở rừng núi, chưa biết kỷ luật nhà binh và thành tinh huyện lại không được cao. Đêm hôm ấy tôn sách sai Trần Vũ mặc áo ngắn cầm dao, trèo lên mặt thành trước đốt lửa. Từ thấy trên thành lửa cháy, lên ngựa chạy ra cửa đông. Tôn sách đem quân lại đuổi, đuổi đến 30 dặm thì thôi. Từ chạy được 50 dặm, người ngựa đều đã mỏi mệt, giữa lúc ấy trong đám cỏ lau bên đường có tiếng reo nổi lên. Từ vội chạy, hai bên đường chẳng chịt những dây, ngựa vướng cẳng ngã gục xuống thái sử từ bị bắt sống giải về trại tôn sách lúc quân lính sắp giải từ đến nơi sách biết trước ra tận cửa dinh quát đuổi quân lính tự ra cười trói rồi đem áo cầm bào mặc cho từ mời vào trong trại nói rằng ta biết từ nghĩa là một đấng trượng phu bởi lưu do ngu xuẩn không biết dùng từ nghĩa làm đại tướng cho nên đến nỗi thua trận này từ thấy sách đối đãi mình tử tế xin xuống hàng sách cầm lấy tay từ nói rằng khi đánh nhau ở thần đình giá thử ông bắt được tôi thì có hại nhau không từ cũng cười đáp rằng cũng chưa biết chừng sách cười ầm lên mời vào trướng mời lên ngồi trên sai mở tiệc yến khoản đãi từ đứng dậy nói rằng lưu quan mới thua lòng quân tan rã tôi xin về để thu nhặt tàn quân để giúp minh công không biết minh công có tin không sách đứng dậy tả mà nói rằng bụng tôi vẫn ước như thế Này xin hẹn với ông Chưa mai tôi xin đợi ông trở lại từ vâng lời rồi đi các tướng ngạc nhiên nói rằng, thái sử từ đi chuyến này tất không trở lại đâu. Sách nói, từ là người chính nghĩa không trái ước với ta. Các tướng chẳng ai tin. Hôm sau cắm một cây nêu để đo đóng mặt trời ở trước cửa trại. Rồi các tướng cùng súng cả chung quanh để đợi giờ ngọ. Cây nêu vừa đứng bóng, thấy thái sử từ dẫn hơn một nghìn quân đến. Các tướng đều chịu tôn sách là biết người. Tôn sách tụ được vài vạn quân, bình trị được giang đông, vỗ yên dân chúng. Người kéo về theo vô số dân Giang Đông ai cũng gọi sách là Tôn Lang, nghe tin quân Tôn Sách đến, dân chúng đều sợ hãi bỏ chạy cả, nhưng khi sách đến nơi, không cho phép người nào cướp bóc của dân, cho đến gà chó cũng không kinh động. Nhân dân thấy thế ai cũng mừng, đem châu rượu đến trại để mừng. Sách lại đem vàng, đem lụa ra thưởng lại, tiếng vui mừng, hân hoan vang khắp đồng nổi, phàm những quân cũ của lưu do, ai muốn theo thì cho theo ai không muốn theo thì cấp thưởng cho về làm ruộng. Dân Giang Nam ai cũng khen tôn sách là người nhân đức. Bởi vậy quân thế mỗi ngày một thịnh, bấy giờ sách mới rước mẹ, chú và các em cùng về khúc A, sai em là tôn quyền cùng với chủ thái giữ tuyên thành. Sách thì lĩnh binh sang Nam để lấy ngô quận, bấy giờ nghiêm bạch hổ, tự xưng là đông ngô đức vương, giữ ở ngô quận. Bạch hổ sai bộ tướng giữ ô trình và gia hưng, bấy giờ nghe tin quân tôn sách đến, Bạch Hổ sai em là nghiêm dư đem quân ra. Hai bên gặp nhau ở phong kiều, dư vác dao cưỡi ngựa đứng trên cầu, sách muốn ra đánh, Trương Hoành can rằng chủ tướng là vận mệnh của ba quân, ai cũng trông cậy cả vào, không nên khinh thường quân tiểu khấu. Xin tướng quân tự cẩn thận, sách tạ nói rằng lời tiên sinh nói như vàng đá, nhưng nếu tôi không chịu xông vào mũi tên hòn đạn thì tướng sĩ ai chịu dùng sức, bèn sai hàn đương cưỡi ngựa ra khi hàn đương đi lên đến cầu đã thấy tưởng khâm trần vũ bơi thuyền nhỏ theo bờ sông lượn sang được bên kia cầu bắn tên tua tủa lên quân đứng trên bờ hai người nhảy lên đánh giết quân nghiêm dư phải lùi chạy hàn đương kéo quân thẳng đến cửa thành dập chạy cả vào trong thành sách chia quân đường thủy đường lục cùng tiến vây bọc cả lấy ngô thành vây luôn ba ngày không ai dám ra đánh sách dẫn quân đến dưới cửa thành để chiêu dụ trên thành một viên tỳ tướng, tay trái cầm chắc thanh ván giơ lên, tay phải trỏ xuống chửi mắng. Thái sử từ ngồi trên ngựa dương cung đặt tên xong rồi ngoảnh lại bảo chư tướng rằng xem ta bắn chúng vào tay trái thằng kia nhé, nói chưa dứt lời, dây cung tách một tiếng, quả nhiên chúng giữa bàn tay trái tên tướng trên thành, lại xuyên qua tay cắm chắc vào tấm ván. Người trên thành dưới thành ai cũng reo ồ lên, họ vội vàng cứu tướng ấy đem xuống thành bạch hồ trông thấy thất kinh nói rằng quân nó có người tài như thế ta địch sao được bản nhau muốn cầu hòa hôm sau bạch hồ sai nghiêm dư ra thành vào ra mắt tôn sách sách mời dư vào trướng uống rượu rượu đã say sách hỏi dư ý lệnh huynh muốn thế nào dư nói muốn cùng tướng quân chia đôi giang đông sách nổi giận mắng rằng đàn chuột nhát lại đòi ngang hàng với ta à mắng rồi thét đem nghiêm dư ra chém dư rút gươm đứng dậy sách phóng gươm chúng người nghiêm dư gục xuống cắt ngay lấy đầu, sai người đưa vào thành. Bạch hổ biết chừng không địch nổi, bỏ thành chạy, sách kéo quân đuổi theo. Hoàng cây đánh lấy được gia hưng, thái sử từ đánh lấy được ô trình, mấy châu đều bình định cả. Bạch hổ chạy về dư hàng, cướp bóc ở dọc đường, lại bị người thổ dân ở đấy tên là Lăng Tháo đem người làng ra đánh, bạch hổ phải tìm quân về cối kê. Hai bố con Lăng Tháo lại đi đón tôn sách, sách cho làm tông trinh thiệu quý cũng dẫn quân sang qua sông. Bạch Hồ tụ quân, dân khắp ở bến sông phía Tây. Trình phủ đánh một trận lại thắng đổi mãi đến thành Cối Kê. Thái thú Cối Kê tên là Vương Lãng, muốn đem quân ra cứu Bạch Hồ, có người can rằng không nên cứu, tôn sách dùng quân nhân nghĩa. Bạch Hồ là một tướng bạo ngược, nên bắt Bạch Hồ đem dâng tôn sách, lăng nhìn xem ai bàn kế ấy, thì là ngu phiên, tự là trọng tường, người ở Cối Kê, hiện đương làm quận lại lãng giận mắng phiên, phiên thờ dài trở ra, lãng đem binh hội với bạch hổ, dàn quân ở cánh đồng sơn âm, hai bên đối trận. Tôn sách cưỡi ngựa ra bảo vương lãng rằng ta cất quân nhân nghĩa đi dẹp chết giang, sao mày dám hùa với giặc? Lãng mắng rằng bụng mày thăm không có chừng đã được mua quẩn rồi lại còn muốn chiếm nốt bờ cõi ta. Này ta quyết báo thù cho họ nghiêm, tôn sách giận lắm, sắp ra đánh nhau thì thái sử từ ra lúc nào rồi. Vương lãng múa đao tế ngựa, đánh nhau với từ chưa được vài hiệp, tướng lãng là Chu Hân nhảy ra đánh đỡ. Bên này Hoàng Cai cũng tế ngựa ra tiếp ứng, đánh với Chu Hân. Hai bên chống đánh vang lừng đánh nhau quyết liệt, tự nhiên thấy đằng sau trận vương lãng bối rối, một toán quân đầu từ sau lưng đánh lại, lãng thất kinh kịp quay ngựa trở lại đón đánh, quân đánh tập hậu ấy là Chu Du và Trình Phủ, trong khi hai bên đánh nhau, đi tắt lẻn mặt sau. Đằng trước đằng sau đánh dập lại, quân lãng ít không chống xuể, cùng với Bạch Hổ, Chu Hân cố đánh đề mở lấy một đường máu chạy vào thành, cất cầu lên, đóng vững cửa thành lại. Đại quân tôn sách thừa kế, sân đến mãi dưới thành, chia quân ra bốn cửa. Vương Lãng ở trong thành thấy sách đánh kíp lắm, lại muốn kéo quân ra quyết đánh một trận sống chết cũng đánh. Bạch Hổ can rằng thế quân tôn sách to lắm, túc hạ chỉ nên thành cao hào sâu cho vững. Không đầy một tháng, quân kia hết lương tất phải chạy bấy giờ ta thừa thế ra đuổi có thể chẳng phải đánh cũng phá tan được lãng nghe kế ấy cứ giữ vững thành không ra tôn sách đánh luôn mấy hôm không phá được thành bèn cùng chư tướng bảy mưu kế tôn tỉnh nói vương lãng cậy hiểm giữ thành khó phá ngay được tiền lương đất cối kê quá nửa chứa ở cha độc ở đây cách đấy chỉ vài mươi dặm không bằng ta hãy đem binh giữ lấy cha độc trước trong binh pháp có nói rằng đánh chỗ không phòng bị ra nơi không ngờ là thế đó sách mừng nói, mẹo hay của chú đủ phá được giặc, liền hạ lệnh sai các cửa thành đốt lửa giả cắm cửa hiệu để làm nghi binh, rồi đêm hôm ấy bỏ bao vây, kéo quân sang mặt nam. Chu Du hiến một kế rằng, chúa công kéo cả quận, vương lãng tất ra thành đuổi theo. Nếu nó ra ta nên dựng kỳ binh mà đánh, sách nói, ta đã sắp sẵn cả rồi, lấy thành chỉ nội đêm nay, bèn hạ lệnh cho quân mã đi. Vương lãng nghe tin báo tôn sách rút quân mã đi, liền dẫn quân lên tròi canh trông xem, thấy dưới thành khói lửa vẫn ngùn ngụt, tinh ly kỳ đâu vẫn đấy, trong bụng còn nghi hoặc chu hân nói, tôn sách chạy rồi, bày ra mẹo này để đánh lừa ta thế thôi, nên đem quân ra đuổi đánh. Nghiêm bạch hổ nói, tôn sách chuyến này đi, chắc là đến cha độc, tôi xin đem bộ binh cùng chu tướng quân đuổi theo, lãng nói, cha độc là chỗ ta chứa lương, cần phải đề phòng cẩn thận. Người đi trước, ta theo sau để tiếp ứng. Bạch Hổ cùng Chu Hân dẫn 5.000 quân ra thành đuổi theo. Bấy giờ mới canh một, đi khỏi thành được hơn 20 dặm, bỗng đâu trong rừng rậm có một tiếng trống nổi, rồi lửa đuốc sáng rực cả lên. Bạch Hổ thất kinh, liền quay ngựa trở lại, thì có một tướng chắn ngang đường. Chính là tôn sách, Chu Hân múa đao lại đánh, bị sách đâm một mũi giáo chết. Quân thấy thế xuống hàng cả, Bạch Hổ cố chết mở một đường, rồi chạy về dư hàng vương lãng nghe tiền quân đã thua không dám vào thành dẫn bộ binh chạy ra góc biển đi trốn tôn sách thu quân trở lại thừa thế lấy ngay thành trì vỗ yên nhân dân được mấy hôm có người mang đầu bạch hổ đến dâng tôn sách nhìn người ấy mình cao tám thước mặt vuông mồm rộng hỏi tên họ là gì thì người ấy xưng tên là đồng tập tự là nguyên đại người ở cối kê sách mừng lắm cho làm biệt bộ tư mã từ đó xứ đông bình định được cả sách sai chú là tôn tinh giữ ở đấy sai chu chị làm thái thú mưu quận còn mình thì thu quân về giang đông em sách là tôn quyền cùng với chu thái giữ ở tuyên thành chợt có giặc núi bốn mặt kéo đến bấy giờ đêm đã khuya không kịp kháng cự thái ôm quyền lên ngựa để chạy giặc vác dao xông vào chém thái cởi trần ra xuống ngựa đi bộ cầm dao đánh nhau với giặc tế ngựa vác giáo nhảy sổ vào để giết chu thái thái nắm ngay được giáo đẩy giặc ngã xuống, cướp được ngựa giặc, đánh giết, mở được đường ra, cứu được tôn quyền. Giặc thấy vậy chạy cả, thái bị cả thầy 12 vết thương nặng, sưng lên, gần chết. Sách nghe tin lo lắm, đồng tập nói tôi đã nhiều phen đánh nhau với giặc bể, bị thương may có một người quận lại ở cối kê, tên là Ngu Phiên tiến cửa một thầy thuốc, chữa cho chỉ nửa tháng là khỏi. Sách hỏi Ngu Phiên có phải là Ngu Trọng Tương không? tập thưa phải sách nói người ấy là hiền sĩ ta nên dùng liền sai trương chiêu đồng tập đến mời ngu phiên phiên đến sách thiết đãi cực hậu cho làm công tào nhân nói chuyện thầy thuốc phiên nói rằng người ấy là người tiêu quận nước bái tên là hoa đà tự là nguyên hóa thực là thần y mấy giờ tôi xin đưa đến để yết kiến được mấy bữa phiên đem hoa đà đến sách thấy người mặt còn trẻ mà tóc bạc phơ phơ tựa như một ông tiên tiếp đãi là một thượng khách rồi mời xem bệnh cho chu thái hoa đà xem rồi nói bệnh này chữa thực dễ cho thuốc dịp một tháng chu thái khỏi hẳn sách mừng lắm hậu tạ hoa đà rồi tiến binh tiểu trừ giặc núi giang nam bình định cả sách chia cho các tướng giữa các cửa ải một mặt viết biểu tâu về triều đình một mặt kết giao với tào tháo một mặt đưa thư cho viên thuật để đòi lại ngọc tỷ viên thuật từ khi nắm được ngọc tỷ có ý muốn giữ lấy để xưng hoàng đế khi tiếp được thư tôn sách, liền đưa thư đáp lại tìm cớ thoái thác không trả, rồi kiếp triệu trường sử là Dương Đại Tướng, Đô Đốc là Trương Huân, Kỳ Linh, Kiều Di, Thượng Tướng là Lôi Bạc, Trần Lan, cả thảy hơn 30 người, bàn với nhau rằng tôn sách nguyện quân mã của ta để khởi sự, nay đã lấy hết được đất Giang Đông, đã quên ơn ta, lại dám đòi lại Ngọc Tỷ, thực là sấp láo, có phương kế gì trị nó đi chăng? Dương Đại Tướng nói, tôn sách giữ chỗ hiểm sông Trường Giang, binh giỏi, lương nhiều, cũng chưa dễ trị được. Này ta nên hãy đánh lưu bị trước để báo thủ xưa vô cớ sang đánh ta đã. Rồi sau ta hãy sửa tôn sách cũng không muộn. Này tôi xin dâng một kế làm cho lưu bị phải bị bắt ngay lập tức. Thế là, chẳng tới Giang Đông tìm hổ báo, lại sang từ quận bắt Giao Long, chưa biết kế của Dương Đại Tướng hiến ra làm sao, xem tới hồi sau sẽ hiểu. Hồi 16, cửa nhà môn phụng tiên bắn kích sông vị thủy mạnh đức thua quân dương đại tướng xin dâng một kế để bắt lưu bị viên thuật hỏi kế làm sao đại tướng nói lưu bị đóng quân ở tiểu bái tuy rằng dễ lấy nhưng còn lã bố giữ ở từ châu lần trước ta đã hứa đem vàng lụa lương và ngựa cho lã bố nay vẫn chưa đưa thì có lẽ nó giúp lưu bị chúa công nên sai người đưa lương cho nó trước nữa mua chuộc lấy lòng nó để ta có sang đánh lưu bị nó đừng động binh Họa trăng ta mới bắt được Lưu bị rồi, sau ta đánh lã bố, đánh lã bố rồi sau lấy từ châu. Thuật nghe lời, liền sai hàn giận đem hai mươi vạn hộp thóc và một bức mật thư đưa cho lã bố. Bố mừng lắm, trọng đãi hàn giận, giận về báo với viên thuật. Thuật sai kỳ linh làm đại tướng, lôi bạc, trần lan làm phó tướng, đem vài vạn quân sang đánh tiểu bái. Lưu bị nghe tin bàn với chư tướng, trương phi xin ra đánh, tôn cản nói, này tiểu bái bình ít lương hiếm, nên đưa thư về từ châu, cầu cứu lã bố. Trương Phi nói, lã bố nào nó chịu cứu mình, Lưu bị nói, cả nói phải đấy, liền đưa thư sang từ châu, thư rằng, từ khi được nhờ tướng quân nghĩ đến cho tôi nương thân ở đất tiểu bái, tôi thực bái phục đức cao của ngài. Này viên thuật muốn báo thủ riêng, sai kỷ linh đem binh đến huyện. Nguy ở sớm tối, phi tướng quân không ai cứu được, xin tướng quân đem quân đến, cứu cho nạn gấp này, thì chúng tôi hân hạnh lắm. Lã bố xem xong thư, bàn với Trần Cung rằng mới rồi viên thuật đưa lương và gửi thư cho ta để cầu ta đừng cứu Lưu Bị. Nay Lưu Bị lại cầu cứu, ta nghĩ Lưu Bị đóng ở tiểu bái vị tất có bao giờ hại được ta. Chứ như viên thuật nếu đánh được Lưu Bị, chắc nó lại liên kết với các tướng ở Thái Sơn để đánh ta, ta sẽ không yên được với nó. Không bằng đi cứu Lưu Bị, nói rồi liền điểm quân đi, kỷ linh cất quân kéo bừa đi đi đến mé đông nam huyện Bái, lập doanh trại đóng quân, ban ngày cắm cờ đỏ ối cả trên núi dưới sông, ban đêm đốt lửa sáng choang cả trên trời dưới đất. Trong huyện Lưu Bị chỉ có hơn 5.000 người, miễn cưỡng ra ngoài huyện bố trí lập doanh trại. Chợt có người đến báo, lã bố dẫn quân đến mé tây nam, cách huyện có một dặm lập trại đóng quân. Kỳ linh thấy lã bố đến cứu Lưu Bị, sai ngay người đưa thư trách rằng thất tín. Lã bố xem xong thư cười nói rằng: "Ta có một kế làm cho Viên, Lưu không bên nào trách được ta." Nói rồi sai sứ sang mời cả Kỳ Linh và Lưu bị đến ăn yến. Lưu bị thấy bố mời, muốn đi ngay. Quan Trương can rằng: "Anh không nên đi, Lã bố có bụng bất lương gì chăng?" Lưu bị nói: "Ta đối đãi nó tử tế, tất nó không hại ta." Lưu bị lên ngựa đi. Quan Trương cũng đi theo đến trại Lã bố. Khi vào chào bố, Bố nói, nay tôi đến đây để gỡ nạn cho ông. Ngày khác, ông đắc chí, đừng quên tôi nhé. Lưu bị tạ ơn, lã bố mời ngồi. Quan, trương cầm gươm đứng đằng sau. Chợt có người báo, kỳ linh đã đến. Lưu bị nghe thấy, giật nảy mình, muốn lánh mặt đi. Lã bố nói, nay ta mời hai ông đến để cùng bàn, không được nghi ngờ gì cả. Lưu bị chưa rõ tình ý làm sao, trong bụng nghi nghi hoặc hoặc. Kỳ linh xuống ngựa vào trải, trông thấy lưu bị ngồi trong trướng cũng mất vía quay mình trở ra lã bố bước lên kéo lại như kéo đứa trẻ con kỷ linh sợ nói rằng thế ra tướng quân định giết tôi à bố nói đâu lại thế linh lại hỏi hay là tướng quân định giết thằng tai to kia bố lại nói cũng không phải linh lại hỏi thế thì ra làm sao bố nói lưu bị cùng ta như anh em một nhà vậy nay bị tướng quân sang đây đe dọa nên ta đến cứu linh lại sợ nói rằng, nếu thế thì là tướng quân giết tôi rồi. Bố nói, có lẽ đâu thế, tính tôi không hay đánh nhau, chỉ muốn làm cho thôi đánh nhau. Tôi này định giải hòa cho hai ông, Linh nói, xin dám hỏi cách giải hòa thế nào. Bố nói, tôi có một phép, nhưng còn tùy lòng trời, nói rồi kéo Linh vào trong trướng, để hai người gặp nhau. Lưu bị, kỳ Linh đều có lòng nghi kỵ lẫn nhau. Lá bố ngồi giữa, kỳ Linh ngồi bên tả, Lưu bị ngồi bên hữu rồi sai mở tiệc yến, uống rượu. Rượu được vài tuần, bố nói, hai bên cùng nể mặt ta thì cùng bãi binh cả, Lưu Bị không nói gì. Kỳ Linh nói, tôi phụng mệnh chúa công tôi, đem sang đây 10 vạn quân chỉ cốt bắt Lưu Bị, bãi binh thế nào được. Trương Phi đứng sau lưng Lưu Bị nghe nói nổi giận, tuốt ngay gương ra quát to lên rằng, binh ta tuy ít, nhưng ta coi chúng mày như đàn trẻ mà thôi. Mày có bằng lũ sặc khăn vàng hàng trăm vạn không, mà dám toàn hại anh ta? quan công vội vàng ngăn nói rằng hãy xem chủ ý của lã tướng quân định thế nào bấy giờ về trại đánh nhau cũng không chậm lã bố nói ta mời hai bên đến để giải hòa chứ không có mời đến đây để đánh nhau bên này kỳ linh tức giận lắm mà bên kia trương phi chỉ lăm lăm muốn đánh lã bố nổi giận lên mà truyền rằng quân đâu đem kích ra đây quân đem kích ra đưa cho lã bố kỳ linh lưu bị không biết thế nào cùng sợ mất vía Bố nói, ta can hai bên mãi không nghe. Vậy để tùy lòng trời định quyết việc này, không ai hiểu lã bố định làm gì. Lã bố sai quân mang họa kích ra ngoài cửa nha môn, cắm tận đằng xa cùng kiệt, rồi mảnh lại bảo hai người rằng, từ đây ra đấy, cách 150 bước, ta xin bắn một phát tên, nếu tin vào ngạnh kích thì hai bên phải bãi binh, nhược bằng bắn không tin thì mặc ý hai bên đi mà đánh nhau. Ta định như thế, ai không nghe thì ta gồm sức với bên kia để đánh, Kỳ linh thấy kích cắm xa thêm 10 phần chắc cả 10 rằng lã bố tài đến đâu cũng không sao bắn tin được liền ưng theo ý lã bố lưu bị thì vẫn đành muốn thế rồi lã bố mời hai bên ngồi xuống mỗi người uống một chén rượu rượu cạn chén rồi bố sai đem cung lại huyền đức khấn thầm chỉ muốn cho bắn tin là hay lã bố vén tay áo bào đặt mũi tên dương hết sức cung dây cung bật đánh tạch một tiếng tên ra vùn vụt mười mắt nhìn theo chớp mắt một cái tin ngay ngạnh kích. Các tướng trên trướng dưới thềm đều gieo ẩm vỗ tay, đời sau có thơ khen rằng ôn hầu bắn giỏi thật diệu ly kỳ, từng ở nhà môn gỡ được nguy, trời dụng quả nhiên hơn hậu nghề, vượn kêu hơn hẳn sức do cơ, dây gần hổ kéo cung căng thẳng, tên cánh diều bay vùn vụt đi, đuôi báo lung lay xuyên ngạnh kích, hùng binh mười vạn có làm chi, lã bố bắn tin họa kích rồi miệng cười ha ha, vứt cung xuống đất cầm tay Lưu Bị và tay Kỳ Linh nói rằng, ấy là trời bắt hai bên phải bãi binh đó. Nói rồi, truyền quân sĩ rót rượu, mời mỗi người uống một cốc to làm bằng sừng châu rừng. Lưu Bị trong lòng mừng rỡ, Kỳ Linh thì ngồi ngần nửa giờ, rồi nói với lã bố rằng, lời tướng quân dạy thì tôi phải nghe, nhưng bây giờ về nói với chúa công tôi, sao chúa công tôi tin? Bố nói, để ta viết thư cho viên công lộ thì xong chứ gì? Cửa nhà môn lã bố bắn kích, rượu uống được vài tuần nữa kỳ linh xin lĩnh thư về trước linh về rồi bố bảo lưu bị rằng không có tôi thì ông nguy nhé lưu bị lạy tả rồi cùng với quan trương trở về hôm sau quân mã ba nơi cùng kéo về cả lưu bị về tiểu bái lã bố về từ châu còn kỳ linh về hoài nam vào ra mắt viên thuật kể hết lã bố bắn kích ở nha môn để giải hòa rồi dâng trình thư của lã bố thuật xem thư giận lắm nói rằng lã bố lấy bao nhiêu lương thóc của ta nay lại lấy cho trẻ con này để mà banh Liêu Bị. Phèn này ta quyết đem đại quân đi đánh Liêu Bị, xong rồi đánh Lã Bố nhân thể. Kỳ Linh nói, Chúa Công không nên vội vàng, Lã Bố dũng lực hơn người, và lại có tất cả đất từ châu. Ví bỉm Lã Bố, Liêu Bị cả hai người, đầu đuôi cùng cứu giúp lẫn nhau, chưa dễ đánh được hắn đâu. Tôi nghe vợ Lã Bố là họ nghiêm con đứa con gái, đã đến tuần cập kê rồi. Chúa Công thì có con trai nên sai người sang từ châu cầu thân với hắn, nếu là bố thuận gả con cho con chúa công, tất y phải giết lưu bỉ. kế ấy gọi là kế, sơ bất gián thân. Viên thuật nghe kết ấy, lập tức sai hàn giận đem lễ vật sang từ châu cầu hôn, giận đến từ châu, vào ra mắt lã bố, thưa rằng chúa công tôi mộ tiếng tướng quân, muốn cầu lệnh ái làm dâu để kết duyên tần tấn. Bố vào bàn với vợ, nguyên lã bố có hai vợ, một thiếp vốn chỉ có họ nghiêm làm vợ cả, điêu thuyền làm thiếp. Sau đến tiểu bái lại lấy con gái tào báo làm vợ hai. Họ tào chết trước không có con, điêu thuyền cũng không có con nào. Duy chỉ có họ nghiêm sinh được một con gái, lã bố yêu con gái ấy lắm. Khi bố vào bàn với vợ thì họ nghiêm nói rằng tôi nghe viên công lộ chấn ở Hoài Nam đã lâu, binh nhiều, lương lắm, có thể làm nên thiên tử nay mai. Nếu y thành được nghiệp lớn thì con ta mới có phận làm được hậu phi nhưng chẳng biết hắn ta có mấy con. Bố nói, chỉ có một mống mà thôi. Vợ nói, như thế thì nên gả đứt đi, mai sau con ta dẫu chẳng hậu phi, từ châu ta cũng chắc được vững bền, không phải lo gì. Bố nghe lời vợ, đãi hàn giận tử tế, nhận lời gả con. Hàn giận về trình với viên thuật, thuật lập tức sắm đủ đồ xính lễ, lại sai hàn giận đưa sang từ châu. Lá bố nhận lễ, mở tiệc thết đãi, lưu ở nhà khách nghỉ ngơi hôm sau trần cung đến tận nhà khách vào chào hàn giận ngồi rồi đuổi tả hữu ra mà bảo với giận rằng ai hiên kế ấy để viên công cùng phụng tiên kết dâu ra có phải định lấy đầu lưu bị chăng giận giật mình đứng dậy tả mà nói rằng xin công đài đừng hờ chuyện ấy công nói ta thì không nói ra nhưng chỉ sợ việc chậm tất có người khác biết thì hỏng mất mà thôi giận nói thế thì làm thế nào xin ông dạy cho công nói để ta và hờ phụng tiên nói để đưa ngay con gái y sang như thế được không giận mừng lắm tạ ơn mà nói rằng nếu được thế thì viên công đội ơn ngài nhiều lắm cung từ giận vào hầu lã bố mà nói rằng tôi nghe ông gả con gái cho con viên công lộ thực là hay lắm nhưng bao giờ mới cho cưới bố nói hãy để thông thả sẽ bàn cung nói ngày xưa từ hôm giảm đến hôm cưới bao lâu có định lệ cả thiên tử thì một năm chư hầu thì nửa năm đại phu thì một mùa thức dân thì một tháng. Bố nói, viên công lộ, trời cho được quốc bảo, nay mai sắp làm vua, thì theo lệ thiên tử có được không? Công nói, không nên, bố hỏi, thế thì theo lệ chư hầu, cũng không nên, thế thì theo lệ đại phu, cũng không nên, bố tức hỏi rằng, thế anh muốn bảo tôi theo lệ thứ dân hay sao? Không phải thế, thế thì ý anh ra làm sao? Công thưa, này chư hầu trong thiên hạ tranh hùng với nhau, ông cùng viên công lộ kết thân, đã chắc không ai ghen ghét chưa? Nếu mà để lâu còn kén ngày lành tháng tốt, ngộ có người dình lúc giờ tốt ấy, phục binh ở nửa đường, toàn chuyện bất lương, thì làm sao? Vậy bây giờ chúa công đã không cho thì thôi, mà đã ưng cho thì nhân lúc chư hầu chưa ai biết, đưa ngay con gái đến thọ xuân, cho ở riêng một biệt quán, rồi sẽ chọn ngày thành thân, thế có phải muôn phần vững cả, không ngại gì nữa? Bố mừng nói rằng công đài nói chí phải vào bảo với họ nghiêm ngay đêm hôm ấy sắm sửa đồ cưới, thu xếp ngựa quý xe thơm, sai tống hiến, ngụy tục, cùng hàn giận, đưa con gái đi, tiếng trống tiếng nhạc rầm rĩ, đưa ra khỏi thành. Bấy giờ bố Trần Đăng là Trần Khuê, dưỡng lão ở nhà, nghe thấy tiếng nhạc, hỏi đầy tớ việc gì, đầy tớ kể chuyện cưới xin là thế. Khuê nói, mẹo đó là mẹo, sơ bất gián thân, đó, lưu bị nguy đến nơi nói thế rồi tuy bệnh chưa khỏi cũng gắng gượng lại gặp lã bố và nói rằng tôi nghe tướng quân sắp chết nên tôi đến viếng lã bố giật này mình hỏi vì sao lại nói thế khuê nói bữa trước viên thuật cho đem vàng lụa đến biếu ông là có ý để giết lưu huyền đức ông mới lấy chuyện bắn kích giải hòa này tự dưng đến cầu kết dâu ra ấy là muốn lấy con gái ông để làm tin đó khi nào con ông đã về nhà y y lại sang đánh lưu bị để lấy tiểu bái tiểu bái mất thì từ châu cũng nguy, và lại khi đã kết thân với y rồi, hoặc có khi đến vay lương, có khi y đến mượn binh, ông mà cho y mượn ra, thì ông đã vất vả về y, lại còn kết oán với người khác, nếu ông không giúp, thì thân thích lìa nhau và lại gây ra sự đánh nhau. Huống chi ông đã biết rằng viên thuật có y muốn xưng đế. Muốn xưng đế là làm phản, thế ra ông còn kết thân với phản tặc, thiên hạ ai còn dung ông nữa bố nghe nói thất kinh mà rằng trần công nó làm lỡ ta vội vàng sai trương liêu đem binh đuổi theo đến ngoài 30 dặm lôi con gái trở về và bắt hàn giận đem giam lại rồi sai người sang nói với viên thuật rằng đồ nữ trang sắm chưa đủ khi nào sắm sửa xong sẽ đưa con gái sang trần khuê lại xui lã bố cho giải hàn giận sang hứa đô nộp cho triều đình lã bố còn đương tần ngần chưa định bề nào thì có người đến báo rằng liêu bị ở tiểu bái chiêu quân tậu ngựa không biết có tình ý gì. Bố nói, ấy là việc thường của người làm tướng, có lạ gì? Đang nói chuyện thì Tống Hiến, ngụy Tục chạy vào báo rằng, hai chúng tôi vâng mệnh minh công sai sang Sơn Đông mua ngựa, có tậu được hơn 300 ngựa tốt, đi về đến đầu địa giới huyện Bái, bị kẻ cướp ra cướp mất một nửa. Hỏi dò ra thì đám cướp ấy là Trương Phi, là em Lưu bị giả làm dọc núi đến ăn cướp. Lá bố giận lắm, lập tức điểm binh đến tiểu bái đánh Trương Phi. Lưu bị nghe thất kinh, vội vàng dẫn quân ra đón. Khi hai bên bày trận rồi, Huyền Đức cưỡi ngựa ra mà hỏi rằng, huynh trưởng có việc gì đem quân đến đây? Bố trỏ mắng rằng, ở nhà môn ta vừa bắn kích để cứu mày khỏi được nạn lớn, này cớ sao mày lại cướp ngựa của ta? Lưu bị nói, tôi này thiếu ngựa có sai người ra bốn mặt tìm mua, chứ có đâu dám cướp của huynh trưởng. Lã bố giận mắng rằng, mày sai em là trương phi ra cướp của ta một trăm rưỡi con ngựa tốt, bây giờ lại chối à? Trương Phi vác mâu cưỡi ngựa ra nói rằng, chính ta cướp ngựa đấy, mày làm gì nổi ta? Bố nói, thằng giặc mắt tròn kia, mày đã bao nhiêu lần khinh ta? Phi nói, sao ta cướp ngựa của mày thì mày biết tức, mày cướp từ châu của anh ta, sao không nói? Bố vác kích lại đánh Trương Phi, Phi cũng vác mâu lại địch, hai người đánh nhau hơn một trăm hiệp, chưa phân được thua, Lưu bị sợ lỡ việc ra, vội vàng khua chiên thu quân về thành, lã bố chia quân vây bốn mặt. Lưu bị về gọi Trương Phi trách rằng chỉ tại mày cướp ngựa của nó cho nên sinh sự thế này. Thế thì ngựa ở đâu? Phi nói, gửi cả vào các chùa, huyền đức sai ngay người đến trại lã bố, xin đem nộp trả ngựa rồi hai bên cùng bãi binh. Lã bố muốn cho, Trần Công nói, này không giết Lưu bị đi, ngày sau tất nó hại mình. Bố lại nghe, không cho nữa lại càng ra giết đánh thành. Lưu bị bàn với tôn càn, mi trúc, càn nói, tào tháo giận lã bố không bằng ta bỏ thành chạy sang hứa đô, về với Tào Tháo, rồi nguyện quân đánh lã bố, kê ấy là hơn cả. Lưu bị hỏi, ai dám ra trước, phá vòng vây bây giờ, Trương Phi xin đi, Lưu bị sai Trương Phi đi trước, quan công đi sau. Còn mình thì ở giữa, giữ gìn vợ con già trẻ, đường đêm canh ba, nhân bóng trăng sáng, ra cửa bắc chạy, gặp ngay Tông Hiến, Ngụy Tục. Hai tướng ấy bị Trương Phi đánh cho một trận phải lui. Lưu bị ra khỏi vòng vây mặt sau trương liêu chạy đuổi quan công đánh cho phải đứng lại lã bố thấy liêu bị đi rồi không đuổi theo nữa vào thành yên dân rồi sai cao thuận giữ tiểu bái mình lại về từ châu liêu bị chạy sang hứa đô đóng trại ở ngoại thành trước hết sai tôn càn vào ra mắt tào tháo nói rằng vì bị lã bố đánh xin đến nương nhờ tháo nói huyền đức với ta như anh em liền mời vào tương kiến hôm sau liêu bị đề quan trương ngoài thành dắt tôn càn mi trúc vào ý kiến tào tháo tháo đãi làm bậc khách quý khi lưu bị kể hết chuyện lã bố tháo nói rằng bố là đồ vô ơn ta với hiền đệ phải hợp sức lại để trừ nó mới được lưu bị tạ ơn tháo mở yến thết đãi đến triều tiễn ra về tuân úc vào nói rằng lưu bị là người anh hùng nay không trừ sớm đi tất để lo về sau tháo chẳng bảo làm sao úc ra quách ra vào tháo hỏi úc xui ta giết lưu bị nên không ra nói không nên chúa công cất quân nghĩa binh vì trăm họ trừ kẻ hung bạo giữ điều tín nghĩa để vời hào kiệt còn lo người ta chẳng đến nay huyền đức có tiếng anh hùng vì cùng khốn mới về với ta nếu lại giết đi chẳng hóa ra mình hại người hiền những người chi sĩ trong thiên hạ nghe thấy sinh ngờ còn ai bước chân vào cửa chúa công nữa chúa công cùng với ai mà định việc thiên hạ trừ được cái lo một người mà làm cản trở lòng trông ngóng của bốn bề. Cái cơ yên nguy, xin chúa công phải xét mới được." Tháo mừng nói rằng, người nói chính hợp bụng ta, hôm sau Tháo dâng biểu tiến Lưu Bị, xin cho lĩnh chức Mục Dự Châu. Trình Dục can rằng, Lưu Bị về sau tất không chịu ở dưới người khác đâu, không bằng giết trước đi." Tháo nói, "Này đương lúc dục anh hùng, không nên giết một người để mất lòng thiên hạ." Ta với Quách gia cùng một ý kiến, Tháo không nghe lời Trình Dục lại lấy ba nghìn quân và một vạn hộp lương, giao cho Lưu Bị, sai ra dự châu nhận chức, tiến quân đóng ở tiểu bái, chiêu tập những binh cũ của mình để rồi đánh lã bố. Huyền Đức đến dự châu, sai người về hẹn với Tào Tháo định ngày cất quân cùng đi đánh lã bố. Khi Tháo sắp đi, con ngựa Lưu Tinh đến báo rằng Trương Tế từ quan trung dẫn quân đến đánh Nam Dương, lỡ phải tên bay bắn chết. Nay cho Tế là Trương Tú cầm quân, dùng giả hủ làm mưu sĩ, kết liên với lưu biểu đóng quân ở huyền thành, muốn đem quân lại phạm cửa khuyết để cướp giá. Tháo tức lắm, muốn đem binh ra đánh, lại sợ lã bố đến cướp hứa đô, mới hỏi Tuân Úc xem có kế gì. Tuân Úc nói việc ấy thực dễ, lã bố là đứa vô mưu, thấy lợi thì hoa mắt lên. Minh công nên sai sứ sang từ châu, thăng quan thưởng hậu cho nó, bắt nó phải hòa với lưu bị. Lã bố được thưởng tất không nghĩ xa xôi gì nữa, tháo ưng ý liền ai phụng quân đô úy là vương tắc đem bằng sắc cùng tờ giải hòa sang từ châu. Một đường thì cắt ngay 15 vạn quân đi đánh trương tú, chia quân ra làm ba đường, cho hạ hầu đôn làm tiên phong, quân mã đến vị thủy đóng trại Giả hồ thấy vậy khuyên bảo trương tú rằng quân tào thế lớn lắm, ta không địch nổi, chi bằng đem quân đầu hàng, tú nghe, sai giả hồ đến trại tào tháo nói trước. Tháo thấy giả hủ ứng đối nhanh nhẩu, có bụng yêu mến, muốn dùng làm mưu sĩ, Hủ nói tôi trước theo lý thôi, mắc tội với thiên hạ, nay theo trương tú. Tôi nói gì, bày kế gì trương tú cũng theo, nên không nỡ bỏ. Hủ nói rồi ra về, hôm sau đưa tú vào ít kiến tào tháo. Tháo tiếp đãi thực hậu, tú dẫn binh vào đóng trong huyền thành, lập doanh trại liên tiếp nhau, dài hơn 10 dặm. Ở được vài ngày, tú mỗi hôm mở yến một lần mời tháo. Một bữa tháo uống rượu say, vào giường ngủ hỏi nhỏ tả hữu rằng trong thành có kỹ nữ không đứa cháu con của anh tháo tên là Tảo an dân biết ý tháo vào thưa thầm rằng thưa chú chiều hôm qua cháu trông thấy ở cạnh quán xã có một người đàn bà mười phần xinh đẹp cháu hỏi ra thì là vợ trương tế thím trương tú tháo nghe nói liền an dân đem 50 giáp binh ra đòi vào được một lát binh dẫn vào tháo trông ra quả là xinh đẹp hỏi họ chi thì người đàn bà thưa rằng thiếp họ châu, vốn là vợ trương tế, tháo hỏi, phu nhân có biết ta không, thiếp được nghe uy danh thừa tướng đã lâu, nay mới được bái kiến, ta cho trương tú hàng cũng vì phu nhân đó, nếu không ta đã giết cả họ nói rồi. Châu thị lại tạ nói rằng, thực đội ơn tái sinh của ngài, tháo nói, hôm nay trời xui được gặp phu nhân, thực là may quá. Đêm hôm nay xin cùng chăn chiếu, rồi sẽ theo ta về kinh đô, yên hưởng giàu sang phu nhân có thuận không châu thị lại tả đêm hôm ấy cùng ngủ trong trướng hôm sau châu thị nói thiếp ở trong thành trương tú tất sinh nghi và sợ miệng tiếng người ngoài tháo nói để mai tôi xin cùng phu nhân ra ở trại ngoài thành hôm sau tháo ra nghỉ ở ngoài thành sai điển vi canh giữ bên ngoài ai vào phải báo trước cho vào mới được vào vì thế tin tức trong ngoài không thông tào tháo mỗi ngày cùng họ châu vui thú không tưởng gì đến về nữa người nhà Trương Tú, có người mật báo với Trương Tú. Tú giận lắm nói rằng, thằng giặc tháo nó làm nhục ta quá, bèn mời giả hủ đến bàn. Hủ nói, việc ấy đừng tiết lộ ra vội, ngày mai đợi lúc Tào Tháo ra trướng bàn việc, thời nên làm thế này, thế này. Hôm sau Tào Tháo ngồi ở trong trướng, Trương Tú vào bẩm rằng những binh lính mới hàng, nhiều đứa đi trốn, xin thừa tướng cho đem vào trung quân. Tháo âm thuận, Tú liền rời đồn vào chia làm bốn trại rồi định ngày khởi sự, nhưng Tú còn lo Điển Vi khỏe mạnh, khó lòng gần được. Bản với thiên tướng là Hồ Sa Nhi sức đội được 500 cân, một ngày đi được 700 dặm cũng là một người tài. Khi ấy Tú hỏi, Hồ Sa Nhi nói, Điển Vi chỉ giỏi về đôi thiết kích, ngày mai chúa công cho mời hắn đến uống rượu, cho uống thực say hãy để về. Bấy giờ tôi sẽ lộn vào đám quân sĩ đi theo hắn, lẻn vào trong phòng, ăn trộm được đôi kích thì không sợ gì nó nữa. Tú mừng lắm, sai chuẩn bị cung tên, giáp binh, bảo trước các trại, đến hẹn sai giả hù mời Điển Vi đến chơi, khẩn khoản mời rượu. Vì đến tối say về, Hồ Sa Nhi đi lẫn trong đội quân, lẻn vào trong trại. Đêm hôm ấy, Tào Tháo cùng họ Châu đang uống rượu ở trong trướng, chợt nghe ở ngoài có tiếng xôn xao và tiếng ngựa kêu. Tháo sai người ra coi xem có việc gì, quân vào báo rằng, quân Trương Tú đi tuần đêm. Tháo không nghi ngờ gì nữa đến canh hai ở sai trại lại có tiếng reo rồi quân lại vào báo rằng trên những xe cỏ có lửa cháy tháo truyền rằng ấy là chúng nó nhỡ đánh rơi lửa không ai được xôn xao được một hồi thì bốn mặt lửa cùng cháy cả bấy giờ tháo mới hoảng sợ vội vàng sai gọi điển vi điển vi say rượu đang ngủ trong mơ màng chợt nghe tiếng chiêng trống và tiếng người reo hò giật này mình vùng dậy sờ đến đôi thiết kích thì không thấy đâu cả ở ngoài thì giặc đã đến cửa vì vội vàng giật lấy dao lưng của lính canh, chạy ra, ở ngoài đã thấy vô số quân mã, cầm giặt giáo dài, đánh bừa vào trại. Vì phải nhất sống nhì chết mà lăn xả vào đám quân ấy, chém giết một lúc chết hơn 20 người, quân mã ấy mới lui, lại có quân bộ kéo đến. Hai bên giáo mác tua tủa như ngọn lau, mình vi không một mảnh giáp, trên dưới bị vài mươi nhát đâm. Vì vẫn cứ lăn xả vào đánh, dao mẻ không dùng được, vì bỏ dao hai tay vớ ngay lấy hai người làm khí giới, quăng dập một lúc chết tám chín người. Giặc thấy thế không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại. Tên bắn như mưa, Điển Vi vẫn liều chết giữ cửa trại, nhưng quân giặc đã kéo được vào cửa sau, Điển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng giữa lưng. Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy đất rồi chết. Hắn chết được nửa giờ rồi mà vẫn không ai dám đi qua cửa trước. Tào Tháo nhờ có Điển Vi chạy giữ cửa trước mới lèn ra sau chạy lên ngựa trốn thoát, chỉ có Tào An Dân đi bộ chạy theo. Lúc chạy, ngựa Tháo bị một mũi tên, nhưng may được con ngựa tốt, ngựa Đại Uyên, càng đau càng chạy khoe. Chạy gần đến bờ sông Dục Thủy thì giặc đuổi kịp, An Dân bị băm nhỏ ra như bùn, Tháo vội quất ngựa qua sông mà chạy. Vừa sang đến bờ bên kia, thì giặc bắn một tên, trúng vào mắt ngựa. Ngựa ngã gục xuống đất, may đâu, Giữa lúc ấy thì có con trường tháo là tào ngang đem ngay con ngựa đang cưỡi nhường cho bố. Tháo lên ngựa chạy, tào ngang bị tên lạc bắn chết. Tháo đi đường, gặp các tướng mới thu thập tàn quân. Bấy giờ, quân Thanh Châu do hạ hầu đôn quản lĩnh, thừa thế về các thôn quê cướp bóc nhân dân. Quản bình lỗ hiệu úy là vô cấm đem ngay quân bản hộ dẹp bắt, vỗ yên nhân dân. Quân Thanh Châu chạy về đón tào tháo khóc lóc lại xuống đất kêu rằng vô cấm làm phản đuổi giết quân mã thanh châu điền vi hai tay vớ ngay lấy hai người làm khí giới tháo thất kinh được một hồi thì hạ hầu đôn hứa chử lý điển nhạc tiến đều đến tháo truyền vô cấm làm phản chưa tướng nên đem quân ra đánh vô cấm thấy cả bọn tào tháo đến đem quân ra giàn thành góc trận đào hào cắm trại có kẻ thấy vậy bảo cấm rằng quân thanh châu vô cho ông làm phản nay thừa tướng đã đến ông chưa nói cho minh bạch, sao lại lập trại trước? Vu cấm nói, này giặc đuổi ở sau lưng, đã sắp đến nơi, nếu không phòng bị trước thì lấy gì mà đối địch với giặc? Mình biện là việc nhỏ, đánh giặc là việc quan hệ hơn. Lập trại vừa xong thì quân trương tú hai đường kéo đến. Vu cấm thân ra trước nghênh địch, tú vội lui quân, các tướng thấy vu cấm xông lên trước, bèn dẫn quân vào đánh ảo lên, đuổi giết hơn một trăm dặm. Quân tú thua to, tú thế cùng, nhặt nhạnh tàn quân về theo lưu biểu. Tào Tháo thu quân điểm tướng, vô cấm vào hầu, kể hết cả chuyện quân Thanh Châu đi ăn cướp, làm mất lòng dân, nên y mới phải dẹp đi. Tháo hỏi, sao ngươi không nói gì với ta, mà lập chạy trước là ý thế nào? Cấm lại đem lời đã nói trước mà giải thích minh bạch để Tào Tháo nghe. Tháo khen rằng, tướng quân trong lúc bối rối, thế mà nghiêm được binh, bền được lũy, mặc người rèm chê, chịu khó nhọc, làm cho đang thua hóa ra được dù danh tướng đời xưa vị tất đã có ai hơn tháo thưởng cho vu cấm một bộ đồ vàng phong cho là ích thọ đình hầu lại trách hạ hầu đôn trị quân không nghiêm rồi làm lễ tế điển vi tháo thân ra cung tế khóc than rồi ngoảnh lại bảo các tướng rằng ta mất một con trường và một cháu yêu cũng không thương là mấy chỉ thương khóc điển vi mà thôi các tướng ai cũng cảm thương hôm sau tháo hạ lệnh rút quân về hứa đô nay hãy nói chuyện vương tắc đem chiếu đến từ châu, lã bố mời tắc vào phủ, mở đọc chiếu thư, thì chiếu phong cho bố làm bình đông tướng quân, cho ấn thụ, lại đưa thư riêng của tháo. Vương tắc nói đi nói lại mãi với lã bố rằng tào công kính trọng. Bố mừng lắm, chợt có người báo viên thuật sai người sang, bố gọi vào hỏi, người ấy nói rằng viên công này mai sắp lên môi hoàng đế, lập môi đông cung, sai tôi sang thúc hoàng phi về hoài nam bố nổi giận quát rằng, phản tặc sao dám thế, liền giết kẻ sứ của viên thuật và đóng ông hàn giận. Sai Trần Đăng mang tờ tạ biểu và giải hàn giận cùng vương tắc đến hứa đô đề tạ ân vua và đáp thư Tào Tháo, và xin thực thụ chức mục ở Từ Châu. Tháo biết việc kết hôn viên thuật với lã bố đã nhỡ nhàng rồi, mừng lắm, đem hàn giận ra chém ngoài chợ. Trần Đăng nói nhỏ với Tháo rằng lã bố là giống sải lang, khỏe mà vô mưu, khinh đường việc lui và tới nên sớm liệu trừ đi tháo nói ta vẫn biết lã bố là một loài sói lòng tham không nên nuôi lâu nhưng trừ phi cha con nhà ông thì không ai dò hết được tình hình nó ông nên cùng với ta mưu toan việc ấy đăng nói thừa tướng định làm gì tôi xin nội ứng tháo mừng lắm biểu tâu cho trần khuê là bố trần đăng ăn lộc trung nhị thiên thạch và cho đăng làm thái thú ở quảng lăng đăng tạ từ rồi về tháo cầm tay đặng dặn rằng việc ở phương đông tôi giao phó cho ông đấy đăng gật đầu xin vâng về từ châu vào gặp lã bố bố hỏi chuyện đăng cũng kể việc tào tháo cho cha ăn lộc và mình được làm thái thú bố giận lắm nói rằng ta sai mày sang để cầu chức mục từ châu cho ta ta chẳng được gì mà bố con mày đều được hiền quý thế là ta bị bố con mày đem bán để làm lợi cho mình lã bố nói xong rút gươm toan chém trần đăng đăng cười ha hả mà nói rằng sao tướng quân lại tối hiểu như thế bố hỏi thế nào là tối hiểu Tôi vào gặp Tào Công, nói rằng: "Nuôi tướng quân như nuôi hổ, nên cho ăn no thịt, nếu không ăn no thì tất cắn người." Tào Công cười nói rằng: "Ta đại ôn hầu như nuôi chim cắt, cáo thỏ chưa trừ được chưa dám cho ăn no vội, bởi vì đói thì còn dùng được, chớ no thì bay mất." Tôi hỏi: "Cáo thỏ là gì?" Tào Công nói: "Viên thuật ở Hoài Nam, Tôn Sách ở Giang Đông, Viên Thiệu ở Ký Châu, Lưu Biểu ở Kinh Châu, Lưu Trương ở Ích Châu, Trương Lỗ ở Hán Trung." tiền là cáo thỏ cả. Bố nghe nói, ném gươm xuống đất, cười rằng, tảo công thực biết ta đó. Giữa lúc ấy thì có người lại báo rằng, viên thuật đem quân đến lấy từ châu, lã bố thất kinh, thế thực là, hôn nhân gây sự can qua, tưởng là tần tấn, hóa ra Việt ngô, chưa biết rồi ra thế nào, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 17, viên công lộ cất bảy cánh quân, tảo mạnh đức gặp ba ông tướng, viên thuật ở hoài nam đất rộng lương nhiều lại có ngọc tỷ của tôn sách gửi làm tin, có ý muốn tiến sưng đế hiệu, hội cả các bầy tôi nói rằng, sư hán cao tổ chẳng qua là một người đình trường ở tứ thượng, thế mà lấy được thiên hạ. Từ bấy giờ đến nay đã 400 năm, khi số đã hết. Trong bốn bể loạn tứ tung như vạc xôi, mà nhà ta thì bốn đời làm đến tam công, trăm họ ai cũng trông ngóng. Ta muốn ứng vận rời, thuận lòng người, lên môi cửu ngũ, các người nghĩ thế nào? chủ bả là diêm tượng can rằng sư hậu tắc nhà chu chứa đức chất công đến đời văn vương thiên hạ chia ba có hai phần còn phải thờ nhà ân nay minh công gia thế tuy rằng quý nhưng chưa được thịnh bằng nhà chu nhà hán tuy rằng suy nhưng chưa đến nỗi tàn bảo như vua trụ nhà ân việc ấy quyết không nên làm thuật dẫn nói rằng ta họ viên do từ họ trần mà ra mà họ trần vốn là con cháu vua đại tuấn ngày xưa thuộc về hành thủ lấy thổ kế vào hòa chính ứng vận trời. Và lại có câu sấm rằng, thay nhà Hán ấy là chỗ cao ở giữa đường. Tên tự ta là công lộ, thế thì chính ứng câu sấm ấy. Lại có mọc tỷ truyền quốc, nếu ta không làm vua, thì hóa ra trái đạo trời mất. Ý ta đã quyết, ai còn can nữa ta chém, lập tức đặt hiệu gọi là trọng thị, lập ra các quan, đài, sành, cưỡi kiệu long phượng tế thần nam giao, bắc giao, lập con gái Phùng Phương là Hoàng hậu, lập con trai làm Đông Cung, rồi sai sứ sang Từ Châu để xin cưới con gái Lã Bố về làm Đông Cung Phi. Nhưng nghe nói Lã Bố đã đem giải hàn giận vào hứa đô và đã bị Tào Tháo chém rồi. Thật giận lắm, liền cử Trương Huân làm đại tướng quân thống lĩnh đại quân hơn 20 vạn, rồi chia làm bảy đạo sang đánh Từ Châu. Một, Trương Huân làm đại tướng quân. Hai, Thượng tướng Kiều Dị đi bên tả. Ba, Trần Kỳ đi bên hữu, bốn, Phó tướng Lôi Bạc đi bên tả, Nam, Trần Lan đi bên hữu, 6, Hàng tướng Hàn Tiêm đi bên tả, 7, Dương Phụng đi bên hữu, đạo nào cũng thông lĩnh tướng đổi, chọn ngày cất quân, lại sai thứ sử duyện Châu Kim Thượng làm thái úy con vận tiền lương cho bảy đạo quân. Thượng không nghe, thuật giết thượng, lấy kỳ linh làm đô cứu ứng xứ để tiếp ứng cho bảy đạo quân. Thuật tự lĩnh ba vạn quân sai Lý Phong, Lương Cương, nhạc tựu làm thôi tiến sứ để đi lại cứu ứng quân bảy đạo. Lã bố sai người đi do thám, biết tin đạo quân Trương Huân đi theo đường cây lớn đến lấy từ châu, đạo kiều dị thì lấy tiểu bái, đạo trần kỳ lấy nghi đô, đạo lôi bạc thì lấy lương gia, đạo trần lan thì lấy kệ thạch, đạo hàn tiêm thì lấy hạ phì, đạo dương phụng thì lấy tuấn sơn. Cả bảy đạo quân mã, mỗi ngày đi được 50 dặm, đi đến đâu cướp phá đến đấy. Bố nghe do thám về báo thế, cho đi mời các quan mưu sĩ lại để bàn. Trần Công và cha con Trần Khuê cũng đến cả. Trần Công nói, cái vả từ châu này chỉ là do bố con Trần Khuê gây ra, nịnh triều đình để cầu tước lục, mà để vả lây đến tướng quân. Này nên đem hai người ấy chém đi, mang đầu sang nộp viên thuật, thì lập tức thuật rút quân về ngay. Lã bố lập tức sai người lôi bố con Trần Khuê, Trần Đăng ra chém, Trần Đăng cười to nói rằng, sao lại hèn đến thế, bảy đạo quân viên thuật ta coi như cỏ rác mà thôi việc gì phải lo cuồng lên như vậy bố truyền khoan chém rồi bảo trần đăng rằng hễ mày có kế gì phá được giặc thì ta tha cho đăng nói nếu tướng quân nghe lời tôi thì từ châu quyết không lo ngại gì cả bố nói thử nói đi đăng nói quân thuật tuy nhiều nhưng là quân ô hợp không thân tín nhau nếu ta lấy chính binh mà giữ lấy kỷ binh mà đánh tất nhiên sẽ thành công tôi lại có một kế nữa không những ta giữ vững được từ châu lại còn bắt sống được viên thuật lã bố hỏi kế ra làm sao đang nói hàn tiêm dương phụng nguyên là cựu thần nhà hán nhân sợ tào tháo mà phải chạy không có nơi nương tựa cho nên phải theo viên thuật thuật tất cũng khinh thường họ mà họ hẳn cũng không vui lòng để cho thuật sai khiến nếu bây giờ ta đưa thư cho hai người ấy như họ làm nội ứng rồi ta lại nhờ lưu bị làm ngoại hợp chắc là bắt sống được thuật bố nói mày phải đem thư cho dương phụng hàn tiêm nhé đang xin vâng Bố liền dâng biểu đến Hứa Đô và đưa thư sang Dự Châu cho Lưu Bị, rồi mới sai Trần Đăng dẫn vài quân kỳ sang trước đường Hạ Phì để đón Hàn Tiêm. Khi Hàn Tiêm dẫn quân đến, lập trại rồi, đăng vào yết kiến. Tiêm hỏi, mày là người của Lã Bố lại đây làm gì? Đăng nói, ta là công khanh nhà Hán, sao lại gọi là người của Lã Bố? Như tướng quân trước làm tôi nhà Hán, bây giờ lại làm tôi thằng phản tặc? Thế là công cứu giá quan trung ngày xưa hóa thành công cốc tôi trộm nghĩ lấy làm tiếc cho tướng quân và lại tính viên thuật là đứa đa nghi tướng quân theo nó rồi sai hại tới thân nay không sớm liệu đi sau hối không kịp nữa tiêm than rằng tôi cũng muốn về với nhà hán ngặt vì không có đường về bấy giờ đang mới đưa thư của lã bố ra tiêm xem xong nói rằng tôi xin lĩnh lời lã ôn hồng xin ông cứ về trước để tôi cùng dương tướng quân sẽ trở giáo đánh lại viên thuật Ông về nói với La Ôn hầu hễ thấy lửa cháy làm hiệu thì đem binh đến tiếp ứng, tất là được. Đăng từ giã tiêm về trình với lã bố, bố chia quân ra làm năm đảo, Cao Thuẫn dẫn một đảo tiến lên đến Tiểu Bái để chống với Kiều Dị, Trần Cung dẫn một đảo đến Nghi Đô để địch với Trần Kỳ, Trương Liêu và Tăng Bá dẫn một đạo đến Lương Gia để địch với Trần Lan, lã bố thì tự dẫn một đảo đi ra đường cây lớn để đón Trương Huân. Mỗi đảo đem đi một vạn quân, còn thừa để lại giữ thành lã bố ra khỏi thành được 30 dặm đóng trại quân trương huân kéo đến, liệu trường địch với lã bố không nổi, lùi lại 20 dặm đóng đồn để đợi quân bốn đạo tiếp ứng. Cành hai đêm hôm ấy hàn tiêm, dương phục đem quân kéo lại đốt lửa làm hiệu, quân lã bố ùa vào trại trương huân. Quân huân cuống cuồng, lã bố thử thế đánh dấn vào, huân thua chạy, lã bố đuổi vừa đến sáng, gặp quân kỳ linh tiếp ứng cho trương huân vừa đến. Hai bên sắp sửa đánh nhau thì hàn tiêm, Dương Phụng hai đạo cùng đánh xô đến. Kỳ Linh cũng thua chạy nốt, lã bố đuổi theo đánh, bỗng thấy ở mé sau núi có một toán quân kéo ra. Ở ngoài có một hàng cờ bay phấp phới, trong một đội quân mã, vác những cờ vẽ rồng vẽ phượng, cùng là gươm vàng búa bạc, màu trắng, việt vàng, ở dưới thì tán tía lọng vàng. Viên thuật mình mặc áo giáp vàng, nách đeo đôi dao, cưỡi ngựa đứng trước cửa trận, gọi mắng lã bố là đứa phản trù bố giận vác kích xông vào, tướng thuật là Lý Phong, vác giáo ra địch, đánh nhau chưa được ba hiệp, bị lã bố đâm vào cánh tay. Phong bỏ giáo chạy, bố thúc quân vào đánh giết, quân viên thuật cuống cuồng chạy trốn, lã bố dẫn quân đuổi theo, cướp giật được ngựa và áo giáp vô số. Viên thuật dẫn bại quân chạy, mới được vài dặm, sau núi có một toán quân kéo ra, chạy ngang đường đi. Một tướng đứng đầu toán quân ấy là Quan Vân Trường gọi to lên rằng, phản tặc, không chịu chết đi, còn chạy đi đâu. Viên thuật cắm đầu cắm cổ chạy, quân sĩ tán loạn bị quan công đánh một thật dữ rồi. Viên thuật thu nhặt được ít tàn quân chạy về Hoài Nam. Lã bố thắng trận, mời quan công, hàn tiêm, dương phụng về cả từ châu, mở một tiệc yến ăn mừng. Quân sĩ cùng được khao thường cả, hôm sau quan vũ từ tạ xin về, lã bố tâu xin cho hàn tiêm làm mục ở nghi đô, dương phụng làm mục ở lương gia lúc bố muốn lưu hai người lại ở từ châu trần khuê nói hai người ấy không nên để ở từ châu cứ cho họ sang giữ ở sơn đông thì tôi chắc chỉ trong một năm bao nhiêu thành quách đất sơn đông đều về tay tướng quân cả bố nghe khuê tưởng cho hai người ra đóng ở nghi đô lương ra để đợi ân mệnh trần đăng thấy vậy mới hỏi cha rằng sao cha không để hai người ấy ở từ châu làm tay trong cho mình để giết lã bố Khuê nói, thế ngộ hai người cùng nghiệp sức giúp lã bố thì có phải hóa ra thêm nanh vuốt cho hổ không? Đăng phục cao kiến của cha, viên thuật thua về Hoài Nam, sai người sang Giang Đông, hỏi tôn sách cho mượn quân để báo thù. Sách giận mà nói rằng, mày lấy được ngọc tỷ của ta, tiếm xưng đế hiệu, làm phản nhà Hán, sắp láo không biết đảo, ta đang muốn đem quân sang hỏi tội mày, đời nào lại đi giúp đứa phản tặc. Bèn viết thư cự tuyệt viên thuật thuật xem thư giận nói rằng thằng trẻ con miệng còn hơi sữa mà dám sấp à ta phải đánh trước nó đi mới được trường sử là dương đại tướng can ngăn mãi thuật mới thôi tôn sách từ khi đưa thư sợ viên thuật đem quân đến điểm binh giữ cửa sông chợt có sứ tảo tháo đến đem chiếu chỉ cho sách làm thay thú ở cuối kê và sai khởi binh sang đánh viên thuật sách bàn bạc với các tướng muốn khởi binh trường sư là trương chiêu can rằng thuật tuy rằng mới thua nhưng binh nhiều lương đủ chưa dễ đánh được, không bằng đưa thư cho Tào Tháo, bảo hắn cứ sang đánh trước, rồi ta làm hậu ứng. Hai bên cùng hiệp lại đánh, quân thuật phải thua, vậy ta chắc được vạn phần, vạn nhất có thua, có Tào Tháo cứu đỡ. Sách nghe lời, sai sứ giả cứ như thế sang trình với Tào Công. Tào Tháo về đến hứa đô thương nhớ Điển Vi lập miếu đề thờ, rồi phong cho con Điển Vi là Điển Mãn làm trung lang đem về phủ nuôi bấy giờ có quân báo tôn sách sai sứ giả đem thư đến. Tháo xem xong thư, lại có người báo rằng viên thuật thiếu lương ra cướp ở Trần Lưu Bỉ. Tháo muốn thừa cơ sang đánh, sai tảo nhân giữ lấy hứa đô, còn bao nhiêu tướng sĩ bắt phải đi cả. Quân mã bộ cả thầy 17 vạn người, xe lương hơn 1.000 chiếc, một mặt sai người ra hẹn với tôn sách, Lưu Bị, Lã Bố. Khi quân đi đến địa giới Dự Châu, Lưu Bị dẫn quân ra đón. Tháo sai mời vào trại, lưu bị vào dâng hai cái đồng tháo giật mình hỏi đầu nào lưu bị nói đây là đầu dương phụng hàn tiêm tháo hỏi sao lại giết hai người ấy lưu bị thưa lã bố sai hai người quyền coi nghi đô lương gia và tâu xin cho được thực thụ chức mục hai nơi ấy không ngờ hai đứa thả quân cho ăn cướp của dân ai cũng tà thán bởi thế tôi có làm một tiệc rượu mời hai người đến bàn việc trong khi uống rượu tôi ném chén làm hiệu sai quan trương là hai em tôi đem hai đứa giết đi, bắt hết quân hàng phục. Vì thế nên nay lại thú tội với thừa tướng, Tháo nói, ông trừ hại cho nhà nước, ấy là công to, sao lại gọi là tội. Tháo thưởng cho lưu bị, rồi hai bên cùng hợp binh lại, đến địa giới từ châu. Lã bố ra đón, Tháo lấy lời ngọt ngào dỗ dành lã bố, phong cho làm tạt tướng quân, hứa rằng, khi nào về hứa đô sẽ đổi ấn khác. Bố mừng lắm, Tháo chia quân lã bố ở tả quân lưu bị ở hữu còn mình tự lĩnh đại quân ở giữa sai hạ hầu đôn vu cấm làm tiên phong viên thuật biết quân tào đã đến nơi sai kiều dị đem 5 vạn quân làm tiên phong hai bên gặp nhau ở giáp giới thọ xuân kiều dị tế ngựa ra trước đánh nhau với hạ hầu đôn chưa được ba hiệp bị đôn đâm chết quân thuật thua chạy về thành Giữa lúc ấy lại có người báo rằng tôn sách đem thuyền đánh mặt Tây, lã bố đem binh đánh mặt Đông, ba anh em lưu, quan, Trương dẫn binh đánh mặt Nam, Tào Tháo thì dẫn 17 vạn quân đánh mặt Bắc. Thuật nghe báo vội vàng họp cả văn vũ lại đề bàn. Dương Đại tướng nói, đất thọ xuân luôn mấy năm nay nước lụt rồi nắng to, dân gian đói khát cực khổ. Nếu bây giờ lại cất quân thì nhiễu dân quá tất dân oán mình, giặc đến khó lòng mà cự được, không bằng đóng quân ở thọ xuân, không đánh nhau với quân địch, đợi quân địch cạn lương tất nhiên sinh biến. Bây giờ bệ hạ hãy nên đem quân ngự lâm qua sông Hoài, trước là sang chỗ lúa chín, sau nữa là hãy tạm lánh thế mạnh của quân địch. Thuật nghe lời, cho Lý Phong, Nhạc Tựu, Lương Cương và Trần Kỷ cả thảy bốn tướng với 10 vạn quân để giữ thọ xuân, còn bao nhiêu tướng giỏi, cùng là vàng bạc châu báu trong kho, thu xếp nhặt nhạnh hết đem qua sông Hoài Nam. Lũ Lý Phong cứ đóng chặt cửa thành không ra, quân Tháo đánh thành hơn một tháng, lương ăn gần hết. Tháo đưa thư sang vay tôn sách được 10 vạn hộp lương quan coi lương là vương hậu thấy ít quá không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo, hỏi xem nên làm thế nào. Tháo nói đem hộp nhỏ mà phát cho chúng nó, tạm cấp cứu lấy một lúc. Hậu lại hỏi thê ngộ quân sĩ kêu ca thì nói thế nào. Tháo nói ta đã có cách, hậu vâng lệnh, lấy hộp nhỏ đong lương phát cho quân. Tháo cho người đi dò các trại, chỗ nào cũng thấy quân ta thán rằng, thừa tướng đánh lừa quân tháo thấy vậy mật cho người ra đòi vương hậu và bảo rằng này ta muốn mượn ngươi một cái để dẹp yên lòng dân người đừng nên tiếc hậu hỏi thừa tướng muốn dùng cái gì tháo nói ta muốn mượn cái đầu ngươi để dẹp yên lòng quân hậu thất kinh kêu oan tháo lại nói ta cũng biết người không có tội nhưng không giết ngươi thì lòng quân sinh biến sau khi ngươi chết vợ con người ta nuôi cho đừng lo vương hậu muốn nói nữa nhưng tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái xào dài yết thị rằng vương hậu cố tình làm đấu nhỏ để ăn cắp lương vua nay chiếu quân pháp trị tội bởi thế quân sĩ không ai oán gì nữa hôm sau tào tháo hạ lệnh cho các tướng rằng hạn cho ba ngày hễ không có sức phá được thành các tướng phải chém cả tháo thân đến tận dưới thành đốc thúc quân sĩ vận chuyển đất đá để lấp hào trên thành tên đá bắn xuống như mưa có hai tỷ tướng sợ hãi lui ra, tháo rút ngay gươm chém liền ngay ở dưới thành, rồi xuống ngựa để đỡ lấy đất lấp hố. Bởi thế tướng sĩ lớn nhỏ, ai cũng phải cố lăn vào. Trên thành chống cự không nổi, quân tào tranh nhau lên thành, chặt gãy khóa cửu thành, ảo ảo kéo vào. Lý Phong, Trần Kỳ, Nhạc Tửu, Lương Cương đều bị bắt sống. Tháo sai đem bốn tướng ra chợ chém, đốt sạch cả đền đài cung miếu, và bao nhiêu những đồ phạm cấm trong thành thọ xuân cho quân cướp lấy sạch. Tháo bản muốn tiến binh sang sông Hoài đuổi theo viên thuật. Tuần Úc can rằng mấy năm nay đói kém, lương thực khan thiếu, nếu lại tiến binh thì nhọc quân và hại dân, vị tất đã có lợi, không bằng tạm về hứa đô, đợi sang xuân lúa chín, quân lương đủ dùng, bấy giờ ta sẽ liệu. Tháo ngần ngừ chưa quyết, chợt có kỵ mã đến báo rằng Trương tú nương nhờ lưu biểu, nay lại tung hoành lắm. Các huyện Nam Dương, huyện Giang Lăng lại làm phản, tào hồng chống với giặc không nổi, thu luôn mấy trận, nên sai đến cáo cấp. tháo đưa ngay thư sang cho tôn sách, sai vượt qua sông, bày trận làm nghi binh để lưu biểu không dám tiến quân. tháo thì ngay hôm ấy rút quân về, để bàn việc sang đánh trương tú. lúc đi, sai lưu bị lại về đóng đồn ở tiểu bái, cùng lã bố kết làm anh em, phải cứu giúp lẫn nhau, không được xâm phạm nữa. lã bố đem quân về từ châu. Tháo nói thầm với Lưu Bị rằng, tôi sai ông đóng ở tiểu bái cũng là mẹo đào hố sẵn để bắt hổ đó. Ông nên cùng với bố con Trần Khuê bàn bạc, đừng để lầm lỡ điều gì, tôi sẽ làm ngoại viện. Dặn dò xong rồi từ biệt nhau, Tào Tháo dẫn quân về hứa đô, có người báo rằng đoàn ổi đã giết được Lý Thôi, ngũ tập giết được Quách Dĩ, mang đầu lại dâng, ổi lại bắt được họ hàng Lý Thôi, già trẻ hơn 200 người, giải vào hứa đô đem nộp tháo sai đem chia ra các cửa thành chém bêu đầu, nhân dân ai cũng hả dạ. Vua lại điện hội tập các triều thần văn võ, mở tiệc yến Thái Bình ăn mừng, phong cho đoàn ổi làm đảng khấu tướng quân, ngũ tập làm điễng lỗ tướng quân, đều đem quân ra chấn thủ trường an. Hai người tạ ơn rồi trở ra, tháo tâu rằng trường tú làm loạn, tháo xin cất quân ra đánh, vua thân ngự loan giá tiễn tháo, bấy giờ về tháng tư năm thứ ba niên hiệu kiến an tháo lưu tuần Úc ở lại hứa đô, sai binh khiển tướng tự thống lĩnh đại quân kéo đi. Khi quân đi qua một nơi lúa đã chín, dân thấy quân đến chạy trốn không dám ra gặt lúa. Tháo sai người đi hiểu dụ hết cả phụ lão thôn quê cùng các quan sở tại rằng ta phụng chiếu vua, đem quân đánh giặc, trừ hại cho dân. Này đang mùa lúa chín, bất đắc dĩ phải khởi binh. Quân tướng lớn nhỏ đi qua những ruộng, ai dẫm lên lúa đều bị chém. Quân Pháp thực nghiêm, nhân dân không việc gì phải lo sợ cả chăm họ nghe lời hiểu rủ chỗ nào cũng vui mừng ca tụng kéo cả ra đường bái vọng quan quân đi qua các ruộng lúa đều phải xuống ngựa lấy tay đỡ từng bông lúa mạch lần lượt truyền tay nhau mà đi không ai dám dẫm bừa tháo cưỡi ngựa đang đi bỗng có một con chim gáy ở trong bụi lúa bay vụt ra ngựa tháo giật mình lồng lên nhảy ngay vào trong đám lúa xéo nát cả một vùng lúa mạch Tháo lập tức gọi hành quân chủ truyền phải luận tội mình xeo lúa. Chủ bạ nói, sao lại có thể kết tội thừa tướng? Tháo nói, ta đặt ra phép, ta lại tự phạm, thì sao chúng phục? Liền rút gươm ra toàn tự vẫn. Các tướng vội vàng ngăn lại, quách ra nói, cứ như nghĩa sách xuân thu ngày xưa, thì pháp luật không áp dụng với người tôn quý. Thừa tướng thống lĩnh đại quân, sao lại tự sát? Tháo dùng rằng một hồi rồi nói rằng, có phải sách xuân thu có nghĩa thế? thì ta hãy tạm tha tội cho ta khỏi chết rồi lấy gươm cắt tóc mình vất xuống đất mà nói rằng cắt tóc để thay đầu rồi sai người cầm nắm tóc ra truyền bảo ba quân rằng thừa tướng xéo phải lúa đáng lẽ chém đầu làm hiệu lệnh nay hãy cắt tóc để thay quân tướng nghe thấy đều rợn tóc gáy không ai dám sai phép quân đời sau có thơ rằng mười vạn quân hùng lắm bụng sao một người ra lệnh cấm thế nào thay đầu cắt tóc nghiêm quân pháp chí trá tảo man ấy mới cao Trương Tú nghe thấy thao dẫn binh đến, đưa ngay thư sang báo lưu biểu, nhờ làm hậu ứng, một mặt cùng với lôi tự, Trương Tiên hai tướng, đem quân ra ngoài thành minh địch. Hai trận quây tròn lấy nhau, Trương Tú cưỡi ngựa ra, trò vào Tháo mắng rằng, mày là đứa giả nhân giả nghĩa, không biết liêm sỉ, sánh với cầm thú không khác gì. Tháo giận lắm, sai hứa trừ ra, Tú sai Trương Tiên ra tiếp chiến, đánh nhau được ba hiệp, trừ chém Trương Tiên chết, quân Tú thua to. Tháo đem quân đuổi đánh đến dưới thành Nam Dương. Tú vào thành đóng cửa không dám ra, tháo vây đánh thành, thấy hào rộng nước sâu, khó đến được gần thành, sai quân sĩ đổ đất lấp hào, lại dùng những đẫy vải dược đất và những cùi gỗ cỏ rác, trồng chất lẫn lộn cả ở bên thành, để làm bậc trèo vào, lại làm thang cao để dòm vào trong thành. Tháo cưỡi ngựa đi diễu chung quanh thành ba hôm để nhìn xem địa thế, rồi truyền quân sĩ chất cùi gỗ cỏ rác ở góc cửa Tây hội họp chư tướng, theo góc ấy trèo vào thành. Giả hủ ở trong thành, trông thấy quang cảnh như thế bảo với trương tú rằng ta biết ít tào tháo rồi, nay nên biến kế nó thành kế của ta. Thế thực là đã khôn gặp phải người khôn nữa hay dối trêu ngay kẻ dối hơn, chưa biết kế giả hủ ra làm sao, xem đến hồi sau mới rõ. Hồi 18, giả văn hòa liệu kế đánh thắng giặc hạ hầu đôn rút tên nuốt con ngươi, giả hủ biết ý tào tháo muốn biên kế tháo thành kế của mình bèn bảo trương tú rằng tôi ở trên thành thấy tào tháo đi chung quanh thành xem xét ba hôm nay hắn thấy góc đông nam màu gạch đất mới cũ không được đều hàng rào trông trà đã nát quá nửa y nó muốn đánh vào mặt ấy nhưng mà giả vờ chứa cỏ rác ở góc tây để đánh lừa ta rút quân về giữa tây bắc rồi nó nhân đêm tối trèo lên góc đông nam tiến quân vào thành trương tú vội hỏi thế thì làm thế nào hủ thưa khó chi việc ấy ngày mai nên sai quân tinh tráng ăn cơm no, mặc quần áo chẽn, phục cả trong buồng các trại ở mé đông nam, còn dân trong thành thì ăn mặc giả làm lính giữ mặt tây bắc. Đến đêm mặc kệ cho chúng nó trèo vào góc đông nam, đợi khi chúng nó vào trong thành rồi, thì bắn một phát pháo hiệu, bao nhiêu quân phục đổ ra, tháo chạy đi đằng trời. Tú nghe, dùng kế ấy, quả thực có quân thám, báo với Tào Tháo rằng, Trương Tú rút cả quân về mặt tây bắc, họ gieo giữ thành còn mặt đông nam bỏ trống tháo mừng mà reo lên rằng nó mắc kế ta rồi liền sai quân sĩ sắp sẵn thủng quốc để đào thành vào ban ngày chỉ đem quân đánh mặt tây bắc đến tối vào độ canh hai mới đem cả tinh binh ra góc đông nam lội qua hào dọn sạch hàng rào trông trong thành vẫn im phăng phắc quân tháo kéo ùa cả vào bỗng nghe một tiếng súng nổ quân phục bốn mặt đổ ra quân tàu vội vàng rút lui trương tú thúc quân dũng tráng đánh vào quân tháo thua to, tháo ra thành chạy hơn 20 dặm, tú đánh mãi đến tảng sáng mới rút quân về, tháo điểm quân mất hơn 5 vạn người, xe lương cùng các đồ khí giới mang đi theo mất nhiều lắm, lã kiền, vu cấm đều bị thương. Giả hù thấy tháo thua chạy, bảo ngay trương tú đưa thư cho lưu biểu, xài đem quân ra chạy đường sau. Biểu được thư muốn kéo quân đi ngay, chợt có thám mã đến báo rằng tôn sách đóng quân ở hồ khẩu. Khoái Lương nói, sách đóng binh ở hồ khẩu là mẹo của Tào Tháo đấy. Này Tào Tháo mới thua, nếu mình không thừa thế đánh ngay, về sau tất rồi sinh lo. Biểu mới sai hoàng tổ giữ vững cửa ải, mình tự đem quân đến huyện An Trúng, chạy đường Tào Tháo, một mặt giao ước với Trương Tú. Tú thấy biểu đã khởi binh, cùng giả hù đem quân đuổi theo Tào Tháo. Tào Tháo dẫn quân đi dần dần đến Tương Thành, gần sông Dục Thủy. Tháo tự dưng ngồi trên ngựa khóc hu hu lên, các tướng ngạc nhiên hỏi vì cớ gì, Tháo nói rằng ta khóc là vì nhớ năm ngoái đại tướng của ta là Điển Vi chết ở chỗ này. Nghĩ đến, ta lại thương mà khóc, Tháo lau nước mắt rồi truyền lệnh hãy đóng quân mã lại đó, bày một lễ lớn, tế vong hồn Điển Vi. Tháo tự mình thắp hương khóc rồi lễ, ba quân ai thấy cũng động lòng, tế Điển Vi xong rồi, Tháo tế cháu là Tào An Dân và con cả là Tào Ngang. Rồi lại tế cả những quân lính chết ở đây năm trước, tế cả đến con ngựa đại huyền cùng chết một trận. hôm sau tuần úc sai người đến báo rằng lưu biểu giúp trương tú đóng quân an chúng định chẹn đường ta. tháo trả lời úc rằng mỗi ngày ta đi có vài dặm, không phải là ta không biết có quân giặc đuổi theo sau đâu. ta đã định đâu vào đấy cả rồi. nếu đến an chúng, ta chắc phá được quân tú. các người chớ lo, nói rồi, dục quân đi cho mau đến đầu huyện an chúng. quân lưu biểu đã giữ cả những chốn hiểm yếu đằng sau thì trương tú kéo quân đuổi theo. Tháo sai quân đêm hôm ấy đào những nơi hiểm chờ mở đường mai phục kỳ binh. Đến sớm hôm sau, Lưu Biểu, Trương Tú, hai bên hội quân với nhau, thấy quân Tháo còn có ít, tưởng Tháo đã đi trốn rồi, kéo quân vào đường hẻm để đánh. Bấy giờ Tháo mới thả quân phục ra, đánh vỡ tan cả quân hai nhà, rồi ra khỏi cửa huyện An chúng hạ trại ở mé ngoài cửa ải đóng quân. Lưu Biểu Trương Tú thua nhặt nhạn tàn quân rồi cùng bàn với nhau Biểu nói, không ngờ lại mắc phải kế Tào Tháo Tú nói, để thong thả ta sẽ liệu Hai bên cùng đóng quân ở An Chúng Tuần Úc do thám được rằng viên thiệu muốn đem quân tiến vào Hứa Đô Lập tức sai người đem thư cho Tào Tháo Tháo thất kinh, ngay hôm ấy rút quân về Quân Trương Tú có đứa do thám thay thế, về báo với Tú Tú muốn đuổi theo, giả hủ can rằng không nên đuổi, đuổi tất thua Lưu biểu không nghe, nói rằng này không thừa thế đuổi dấn đi, bỏ phí mất cơ hội hay. Biểu cố khuyên tú, cùng dẫn một vạn quân đuổi theo. Đi được 10 dặm, đuổi kịp hậu quân Tào Tháo. Quân Tào cố sức đánh lại. Biểu, tú cùng thua to chạy về. Tú than với hủ rằng tại tôi không nghe lời ông, quả nhiên thua thật. Giả hủ cười bảo rằng bây giờ hai ông nên thu quân lại mà đuổi, biểu và tú nói vừa thua xong, lại còn đuổi làm gì nữa hủ nói hai ông cứ đuổi đi phe này chắc hẳn là được hễ thua cứ chặt đầu tôi đi tú tin lời hủ biểu còn nghi hoặc không chịu đi tú dẫn quân một mình đi đuổi quân tháo quả nhiên thua to xe ngựa lương thảo bỏ đầy cả ra đường mà chạy tú đương đuổi sau núi bỗng có một cánh quân kéo ra không dám đuổi nữa thu quân về an chúng lưu biểu thấy tú được trận về mới hỏi giả hù. trước đem quân thắng đuổi quân thua ông bảo rằng tất thua sau đem quân thua đuổi đánh quân thắng ông lại bảo tất được trước sau đều như lời ông cả sau cùng hai việc ông nói cách đều nghiệm cả xin ông giảng cho tôi nghe hủ thưa việc ấy dễ hiểu tướng quân dẫu biết dùng binh nhưng không phải là tay địch nổi với tào tháo tào tháo thua chạy tất nhiên phải để những tướng giỏi đi sau đề phòng quân đuổi quân ta dù giỏi cũng không địch nổi bởi vậy tôi biết là tất thua tháo sở dĩ vội lui quân chắc vì hứa đô có việc khi đã đánh được quân ta, tất nhiên xe nhẹ đi nhanh không phòng bị gì nữa, ta nhân lúc tháo không phòng bị mà đuổi, chắc là được. Lưu Biểu, Trương Tú đều phục là cao kiến, hủ lại khuyên bảo về Kinh Châu và Tú giữ lấy tương thành để giúp đỡ lẫn nhau. Hai bên đều thu quân về, đây nói lúc Tào Tháo đang đi nghe thấy báo, hậu quân bị Trương Tú đuổi đánh, Tào Tháo liền đem quân các tướng lại cứu, đã thấy quân Trương Tú rút về rồi bấy giờ đám hậu quân thua lại bẩm với Tào Tháo rằng, cũng may ở sau núi có toán quân ra chạy đường, nếu không thì bị bắt hết cả. Tháo vội hỏi, người nào thế, một tướng vác giáo, xuống ngựa vào bái kiến Tào Tháo, thì là Trấn oai trung lang tướng, người ở Giang Hạ, họ lý tên thông, tự là Văn Đạt. Tào Tháo hỏi, anh ở đâu đến, thông nói, gần đây tôi giữ Nhữ Nam, nghe tin thừa tướng đánh nhau với Trương Tú, lưu biểu, nên tôi đến để tiếp ứng. Tháo mừng phong cho thông làm kiền công hầu, sai giữ mé tây đất nhữ nam để phòng biểu, tú. Thông lại tạ rồi đi, tào tháo về hứa đô, dâng biểu tâu tôn sách có công, xin phong làm thảo nghịch tướng quân, tước ngô hầu, sai cứ cầm chiếu đến giang đông, sai phải phòng đánh lưu biểu. Tháo về phủ, các quan đều chào mừng xong cả rồi, tuần Úc mới nói rằng thừa tướng đi thong thả đến an chúng, sao biết rằng tất phá được quân giặc. Tào Tháo nói, quân đi không có đường về, tất sống chết cũng phải cố đánh. Ta đi thong thả là để giữ đằng kia nó đến, và ta đã có quân phục chỉ trực để đánh. Thế thì làm gì mà không chắc được, tuân úc bái phục, bấy giờ quách ra mới vào. Tháo hỏi, sao ông lại chậm thế, ra sờ vào trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Tào Tháo thư rằng viên thiệu sai người đưa thư cho thừa tướng, nói rằng muốn đem quân đánh công tôn toàn, đến mượn binh lương. Tào Tháo nói, ta nghe thiệu muốn dòm hứa đô, nay thấy ta về, nên mới xoay ra cách khác. Nói rồi mở thư ra xem, thấy lời lẽ kiêu ngạo, tháo hỏi ra rằng, viên thiệu láo, ta muốn sang đánh, ngặt vì sức ta không nổi, nên làm thế nào? Quách ra thưa, họ lưu bị không địch được họ hạng, ông cũng đã biết, thế mà hạng vũ sau bị bắt là vì cao tổ có nhiều mưu trí. Này viên thiệu có 10 điều thua, còn ông có 10 điều được, do đấy quân thiệu tuy mạnh, nhưng không đáng sợ tính thiệu hay vẽ vời nghi lễ, ông thì dễ dãi tự nhiên, thế là được về đạo, thiệu hành động trai lẽ, ông thuận lẽ phải, thế là được về nghĩa, từ đời hoàn linh đến giờ, triều đình đổ nát vì quá khoan rồng. Này thiệu khoan quá, mà ông thì nghiêm để đưa vào quy củ, thế là được về chính trị, viên thiệu ngoài khoan hòa, mà trong nghi kỷ, lại dùng toàn những người thân thích, ông thì ngoài giản dị, trong sáng suốt, dùng người toàn là nhân tài thế là được về độ lượng viên thiệu nhiều mưu mà ít quyết đoán ông được mưu hay là làm ngay thế là được về mưu lược viên thiệu hiếu danh ông thì lấy bụng thực đãi người thế là được về đức viên thiệu nghĩ chỗ gần quên chỗ xa ông thì nghĩ đâu cũng khắp thế là được về nhân viên thiệu hay nghe dèm pha ngờ vực người ông thì không tin những đứa sàm nịnh thế là được về sự sáng suốt viên thiệu phải trái hồ đồ ông thì phép tắc phân minh thế là được về văn viên thiệu thích hư trương thanh thế nhưng không biết cách dùng binh, ông thì lấy ít đánh được nhiều, dùng binh như thần, thế là được về võ. Ông có người điều được ấy, đánh thắng thiệu thì có khó gì. Tháo cười nói rằng, ông nói thế, tôi sao có đủ được 10 điều ấy. Tuần Úc nói, Quách Phụng Hiếu kể 10 điều được của ông và 10 điều thua của viên thiệu, quả là hợp ý tôi lắm. Quân thiệu dù nhiều cũng không đáng sợ, ra lại nói, này tôi xin lại hiến một kế, lã bố ở Từ Châu là một mối lo trong lòng. Này thiệu lên mặt bắc để đánh công tôn toàn. Tà nhân nó đi xa hãy đánh lá bố trước, quét sạch cõi đông nam đã, rồi sẽ đánh viên thiệu sau. Thế là hơn cả, nếu ta đang đánh viên thiệu, lá bố thừa cơ xâm phạm hứa đô, thì lại hại to. Tào tháo cho là phải, bèn bàn việc kéo quân sang đông đánh lá bố. Tuần Úc nói, hãy sai người sang hẹn với Lưu Bị, đợi xem về báo thế nào, bấy giờ ta sẽ khởi binh. Tháo nghe lời, một mặt đưa thư cho Lưu Bị một mặt hậu đại sứ viên thiệu tâu cho thiệu làm đại tướng quân thái úy và đô đốc cả bốn châu ký thanh u tinh lại đưa mật thư nói rằng ông cứ sang đánh công tôn toàn tôi sẽ giúp ông thiệu được thư mừng lắm liền sai tiến quân đánh công tôn toàn ở từ châu mỗi lần yến hội tân khách bố con trần khuê cực lực ca tụng lã bố trần cung không bằng lòng nhân lúc vắng nói với lã bố rằng bố con trần khuê ngoài mặt nịnh tướng quân nhưng thâm hiểm khó lường được. Tướng quân phải giữ gìn cho khéo, bố giận mắng rằng mày vô cớ rèm pha, muốn hại người tốt hay sao? Cung trở lui ra than rằng lời chung chẳng nghe, lũ ta sẽ mắc nạn cả, cung muốn bỏ lã bố đi nơi khác, nhưng không nữa lại sợ người ta chê cười, cả ngày buồn rầu, không vui. Một hôm cung đem vài mươi quân kỵ đi săn ở tiểu bái giải trí, chợt gặp trên đường cái quan một người cưỡi ngựa chạm phóng ngựa lên trước. Cung có bụng nghi, bỏ ngay vây săn, đem quân chạy đường tắt đuổi kịp, hỏi rằng, mày là sứ giả của ai, người cưỡi ngựa biết cung là bộ hạ lã bố, sợ lúng túng không nói được. Cung sai khám trong mình, bắt được một phong mật thư của Lưu bị trả lời tào tháo. Cung lập tức lôi cả người lẫn thư lại trình lã bố, bố hỏi người mang thư, người mang thư thưa. Tào thừa tướng sai tôi mang thư đưa đến Lưu Dự Châu, nay được thư trả lời, tôi không biết trong thư nói gì. Bố mở thư ra xem, thư nói rằng tôi vâng lời minh công, muốn trừ lã bố, ngày đêm vẫn phải lưu tâm. Ngặt tôi binh mọn tướng ít chưa dám kinh động, nếu thừa tướng cất quân sang đánh tôi xin làm tiền khu. Này xin sắp binh sửa giáp để đợi mệnh ngài, lã bố xem xong giận lắm, liền sai đem chém sứ giả, rồi sai trần cung, tang bá liên kết với giặc Thái Sơn là Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Sương Hy, sang phía đông đánh các quận Sơn Đông, Duyện Châu, sai Cao Thuận. Trương Liêu đánh bái thành, bắt Liêu bị, sai Tống Hiến, Ngụy Tục sang phía tây đánh Nhữ Nam, Dĩnh Xuyên, bố thì thống lĩnh trung quân để ứng cứu ba mặt. Cao Thuận dẫn quân từ Từ Châu sắp đến Tiểu Bái, có người vào báo với Liêu bị. Liêu bị họp ngay các quan lại bàn. Tôn Cản nói, trước hết nên cáo cấp ngay với Tào Tháo đã. Liêu bị hỏi, ai sang hứa đô bây giờ? Ở dưới thềm có một người bước ra xin đi. Hỏi ra thì là người cùng làng với Liêu bị. Tên là Giảng Ung, tự là hiến hòa hiện đương làm mạc tân huyền đức lập tức viết thư giao cho ông sai phải cấp tốc đi cho mau đến hứa đô cấp cứu một mặt chuẩn bị khí cụ giữ thành lưu bị giữ cửa nam tôn cản giữ cửa tây quan công giữ cửa bắc trương phi giữ cửa đông lại sai mi trúc và em là mi phương giữ trung quân nguyên mi trúc có em gái gả cho lưu bị làm vợ thứ bởi thế lưu bị mới sai giữ ở trung quân để trông nom vợ con khi quân cao thuận đến huyền đức đứng trên địch lâu hỏi rằng ta cùng phụng tiên không hiềm khích gì cớ sao dẫn quân đến đây thuận nói mày liên kết với tào tháo quyết hại chủ ta nay việc đã tiết lộ sao không chịu trói ngay thuận nói xong vẫy quân vào thành huyền đức đóng cửa không ra hôm sau trương liêu dẫn quân đánh cửa bắc quan công đứng ở trên thành bảo trương liêu rằng tôi trông ông nghi biểu cũng không phải người thường sao lại khuất thân theo giặc trương liêu nghe nói cúi đầu xuống chẳng nói gì cả vân trường biết rằng người ấy có khí trung nghĩa không nỡ nói quá và cũng không ra đánh Lưu dẫn quân lui đến cửa đông trương phi ra đánh có người báo với quan vũ quan vũ vội vàng ra cửa đông xem thì thấy trương phi vừa ra thành thì trương liêu đã lui quân phi muốn đuổi theo quan gọi lại bảo vào thành phi nói nó sợ mà chạy làm sao không đuổi quan công nói võ nghệ người ấy chẳng kém gì hai anh em ta đâu vì anh đã lấy lời phải bảo y nên y có bụng hối không đánh nhau với ta đó. Phi từ ấy không ra đánh nữa, chỉ sai quân sĩ cố giữ lấy thành. Giản ông đến hứa đô, vào ra mắt Tào Tháo, kể hết đầu đuôi. Tháo họp mưu sĩ lại để bàn, nói rằng, này ta muốn sang đánh lã bố, chẳng lo gì viên thiệu chẹn nách, nhưng chỉ sợ lưu biểu với trương tú nó trực ở đằng sau đánh tập hậu. Tuân Du nói, hai người ấy mới thua, chưa dám kinh động, lã bố kiêu dũng lắm, nếu để nó liên kết được với viên thuật tung hoành bên vùng hoài, từ thì khó lòng trừ được. Quách gia nói, này nhân nó mới làm phản, bụng quân chưa ai phục, ta nên đánh ngay đi. Tháo lập tức sai hạ hầu đôn, hạ hầu uyên, lã kiền lĩnh năm vạn quân đi trước. Tự mình thống lĩnh đại quân lần lượt kéo đi sau, giản ung cũng theo về, có thám mã báo với cao thuận, thuận báo với lã bố, hầu thành, hách manh, tào tính dẫn hơn 300 quân kỵ tiếp ứng. Cao thuận, sai ra đón tháo ngoài bái thành 30 dặm lã bố tự dẫn đại quân đến tiếp ứng sau lưu bị ở trong thành tiểu bái thấy cao thuận lui quân biết rằng quân tào đã đến chỉ để tôn càn giữ thành mi trúc mi phương giữ nhà mình thì đem quan trương ra ngoài thành chia đường đóng trại tiếp ứng tào tháo hạ hầu đôn dẫn quân đi lên vừa gặp ngay cao thuận kéo quân đến lập tức vác giáo cưỡi ngựa ra thách đánh cao thuận lại địch hai bên đánh nhau bốn năm mươi hiệp cao thuận trông đỡ không nổi thua chạy về trận đôn tế ngựa đuổi theo thuận chạy vòng quanh trận đôn không tha cũng chạy vòng quanh đuổi tảo tính đứng trong trận trông thấy hai người đuổi nhau ngầm dương cung đặt tên nhìn thực đích xác bắn một phát tin ngay mắt bên tả hạ hầu đôn đôn kêu to một tiếng lấy tay rút mũi tên ra không ngờ cả con ngươi cũng bật ra đôn rằng tình cha huyết mẹ không nên bỏ rồi đút con ngươi vào mồm nuốt chừng lại cầm giáo tế ngựa xông vào đánh tảo tính. Tính chưa kịp đề phòng bị đôn đến đâm một nhát vào giữa mặt, chết ngã quay xuống. Quân sĩ hai bên trông thấy ai cũng khiếp đảm, Đôn giết được tính rồi quay ngựa về. Cao thuận tự đằng sau đổi lại vẫy quân kéo ùa cả lên. Quân bên tàu thua, hạ hầu uyên hồ vệ anh chạy thoát, lã kiền, lý điển rút bại quân về tế bắc đóng trại. Cao thuận được trận ấy rồi quay trở về để đánh lưu bị. Giữa lúc ấy đại quân lã bố cũng đến, bố cùng trương liễu, cao thuận chia quân làm ba đường tiến đánh. Thế mới biết rằng, mãnh tướng nuốt ngươi tuy đánh giỏi, tiên phong chúng đạn khó lâu bền, chưa biết huyền đức chuyến này ra làm sao, xem đến hồi sau sẽ rõ. Hồi 19, thành hạ phí, tào tháo dùng binh, lầu bạch môn, lã bố tuyệt mệnh, cao thuận, trương liêu đánh chạy quan công, lã bố đánh chạy trương phi. Quan, trương hai ông cùng ra đối địch, liêu bị đem binh tiếp ứng hai trại lã bố chia quân từ đằng sau đánh dồn lại. Hai cánh quân quan, trương cũng vỡ. Huyền Đức dẫn vài chục kỵ mã chạy về bái thành. Lã bố đuổi theo, bị vội gọi quân trên thành buông cầu xuống để cho quân vào. Lã bố đã đến nơi rồi mà trên thành không dám bắn xuống, sợ bắn phải huyền Đức. Lã bố thừa thế xông vào thành. Tướng sĩ giữa cửa thành không chống cự nổi, vùng té chạy cả. Lã bố hô quân vào thành, huyền Đức thấy việc đã kíp, không kịp chạy về nhà nữa. Đành bỏ vợ con, một mình cưỡi ngựa, lẻn ra cửa tây chạy trốn. Lã bố đến tận nhà lưu bị, mì trúc ra đón, nói với lã bố rằng, tôi nghe, phàm đã gọi là đại trượng phu là không hại vợ con người ta. Này cùng tướng quân tranh thiên hạ ấy là Tào Tháo, chứ như huyền đức vẫn nhớ ơn ông bắn kích ở Nha môn, có khi nào dám quên đâu. Này bất đắc dĩ phải theo Tào Tháo, xin tướng quân thể tắt cho, bố nói, phải. Thế cùng Huyền Đức vốn là bạn cũ với nhau, có đâu lại nỡ hại vợ con ông ấy. Rồi sai mi trúc dẫn vợ con Lưu bị ra từ châu ở yên đó. Bố thì dẫn quân sang Sơn Đông, Diện Châu, để cao thuận, Trương Lưu ở lại giữ tiểu bái. Bấy giờ Tôn Càn cũng đã trốn ra ngoài thành. Quan, Trương mỗi người thu nhặt ít quân mã vào đóng ở nơi rừng rú. Lưu bị một mình cưỡi ngựa đi trốn, đương đi thấy một người tế ngựa theo sau ngoảnh đầu lại xem ai thì là tôn càn. Lưu bị mới hỏi rằng, này hai em ta không biết sống chết thế nào, vợ con ta thất lạc cả. Làm sao bây giờ, tôn càn nói, không bằng hãy về tào tháo rồi sau sẽ liệu. Huyền Đức nghe lời đi tắt đường nhỏ sang hứa đô, lúc đi đường nhỡ thiếu lương, phải vào trong làng xin ăn. Đi đến đâu ai nghe thấy tiếng Lưu Dự Châu cũng tranh nhau dâng đồ ăn uống. Một hôm vào nghỉ trọ một nhà, trong nhà có một chàng tuổi trẻ ra lại bị hỏi tên họ là gì, người ấy nói là con nhà săn bắn tên là Lưu An. Lưu An nghe thấy quan mục dự châu đi qua, muốn kiếm đồ dã vị thiết đãi, ngặt vì không tìm được thứ gì bèn giết vợ lấy thịt thết Lưu Bị. Huyền Đức hỏi, thịt gì, An thưa, thịt chó sói, Huyền Đức tưởng thực, ăn một bữa no, rồi tối đi ngủ. Đến sáng sắp đi, ra đằng sau lấy ngựa, thấy ở dưới bếp, có một người đàn bà chết, thịt cánh tay đã cắt hết. Lưu bị giật mình, hỏi ra mới biết thịt ăn tối hôm trước là thịt vợ Lưu An. Huyền Đức thương xót không biết ngân nào, gạt nước mắt, lên ngựa. Lưu An thưa với Huyền Đức rằng, đáng lẽ tôi cũng xin theo sứ quân, nhưng lại còn mẹ già nên chưa dám đi. Huyền Đức từ tạ rồi đi, tìm đường đến Lương Thành, bỗng thấy trước mặt có bụi bay mù mịt, một toán quân kéo đến. Huyền Đức biết là quân Tào Tháo, liền cùng với Tôn Cản đi tắt đến Trung Quân, vào ít kiến Tào Công, nói hết cả sự tình mất bái thành, lạc hai em và vợ con bị hãm. Tháo nghe nói chuyện cũng thương cảm giỏ nước mắt, bị thuật lại cho Tháo biết chuyện Lưu An giết vợ, Tháo sai tôn cản đem một trăm lạng vàng đến cho Lưu An. Quân đi đến Tế Bắc, Hạ Hầu Uyên ra đón ra trải, thuật lại chuyện anh là Hạ Hầu đôn mất một con mắt, hiện còn ốm chưa khỏi. Tháo vào tận giường nằm hỏi thăm, rồi sai người đưa về hứa đô để phục thuốc một mặt sai người thám thính xem lã bố ở đâu. Quân do thám về báo rằng lã bố cùng Trần Cung, tang bá liên kết với giặc núi ăn cướp các huyện ở Duyện Châu. Tháo sai ngay tảo nhân đem 3.000 quân sang đánh bái thành. Tháo tự đem đại quân cùng huyền Đức đi đánh lã bố. Đi đến Sơn Đông, gần cửa ải tiêu quan gặp bọn giặc núi là Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Sương Hy, lĩnh hơn 3 vạn quân chắn ngang đường đi. Tháo sai hứa trừ ra đánh, bốn tướng giặc cùng cưỡi ngựa ra, hứa trừ cố chết lăn xả vào đánh, bốn tướng chống cự không nổi đều thua chạy, tháo thừa thế đánh dấn, đuổi đến cửa tiêu quan, có thám mã phi đến báo với lã bố, bấy giờ lã bố đã về từ châu rồi, muốn đi với Trần Đăng ra cứu tiểu bái, mới sai Trần Khuê giữ lấy từ châu. Khi Trần Đăng đi, bố là Trần Khuê bảo con rằng, xưa Tào Công có dặn phàm việc phương đông, giao cho con cả. nay lã bố đã sắp đến lúc thua, con nên liệu đấy mà làm. Đang nói, mọi việc bên ngoài con xin tự lo liệu cả. Hễ là bố có thua trở về, xin cha cùng mi Trúc giữ lấy thành, đừng cho nó vào. Con đã có kế thoát thân, vợ con lã bố ở đây, những tướng tâm phúc nó ở đây cũng nhiều thì làm thế nào? Đang nói, con cũng có cách, đang nói rồi vào ra mắt lã bố thưa rằng, từ châu bốn mặt trống trải, tháo tất cố sức đánh, ta nên nghĩ đường tháo trước nên vận tiền lương sang chứa ở Hạ Phì nếu từ châu bị vây, Hạ Phì có tiền lương thì còn cứu được. Chúa công sao không liệu đi, bố nói, anh nói rất phải, để ta đem ngay cả vợ con sang đó. Liền sai ngay tống hiến, ngụy tục hộ vệ vợ con cùng là tiền lương, đem cả sang Hạ Phì, rồi một mặt dẫn quân cùng Trần Đăng ra cứu tiêu quan. Đi đến nửa đường, Đăng nói, hãy để tôi đến ải xem tào binh hư thực thế nào, rồi chúa công hãy nên đến bố ưng như thế đang đến cửa ải lũ trần công ra đón đang nói ôn hầu thấy các ông không chịu đánh lấy làm kỳ quái muốn đến để trách mắng các ông đấy công nói này quân tàu thế lớn không nên khinh địch chúng tôi ở đây giữ vững cửa ải ông nên về nói với chúa công giữ lấy bãi thành cho cẩn thận là phải hơn trần đăng thưa dạ dạ xin nhận lời đến chiều tối đang lên cửa ải nhìn xem thấy quân Tào đóng sát ở dưới cửa đến đêm đăng viết luôn ba cây thư, buộc trên đầu tên bắn xuống dưới ải. Hôm sau, đăng từ giã trần cung tế ngựa trở về, vào nói với lã bố rằng lũ tôn quan trên ải muốn dâng cửa quan cho tào tháo. Tôi đã dặn trần cung giữ gìn ở đó, tướng quân triều hôm nay nên ra cứu ứng. Bố nói, may quá, không có ông thì cửa ải thật hỏng mất rồi, rồi sai trần đăng tế ngựa đến cửa ải, hẹn với trần cung làm nội ứng, đốt lửa làm hiệu đăng đến bảo Trần Công rằng quân Tào đi lẻn đường nhỏ đã vào lọt trong cửa ải. Từ châu nguy mất, các ông phải về ngay mới được, cung liền dẫn quân bỏ cửa ải chạy về, đăng đốt hiệu lửa ở trên cửa ải, quân lã bố đang đêm kéo đến, quân Trần Công cùng quân lã bố đánh lộn nhau trong đêm tối. Quân Tào ở ngoài thấy hiệu lửa, thừa thế đánh ùa vào. Lũ tôn quan chạy tan hoang cả, lã bố đánh mãi đến sáng mới biết rằng mình lại đánh quân mình hấp tấp cùng Trần Cung kéo về từ châu. Khi đến bên thành gọi cửa, cửa chẳng thấy ai mở, chỉ thấy trên thành tên bắn xuống như mưa. Được một lát thấy Mi Trúc ở trên địch, lâu quát to lên rằng: "Mày cướp thành trì của Chúa ta, nay phải trả, không được vào đây nữa." Lá bố giận nói rằng: "Trần Khuê ở đâu?" Trúc nói: "Ta đã giết nó rồi." Bố ngoảnh lại hỏi Trần Cung: "Trần đang ở đâu?" Cung nói: "Tướng quân mê ư, lại còn hỏi thằng giặc nịnh tặc ấy?" bố sai tìm khắp cả trong quân, chẳng thấy Trần Đăng đâu cả. Cùng khuyên lã bố về tiểu bái, bố nghe lời, đi đến nửa đường lại thấy một toán quân kéo đến, trông ra là Cao Thuận, Trương Liêu. Bố hỏi, đi đâu, Cao Thuận, Trương Liêu nói, Trần Đăng nói rằng chúa công bị vây, sai chúng tôi lại cứu. Công nói, đây là kế của thằng nghịch tặc rồi, bố giận lắm nói rằng, thế nào ta cũng giết được thằng phản tặc mới nghe, kiếp tế ngựa đến tiểu bái trên thành đã thấy cắm nhan nhản những cờ tàu nguyên tào tháo đã sai tào nhân lừa lấy thành trì và đem quân đến giữa rồi lã bố ở dưới thành chửi mắng trần đăng đăng ở trên thành trỏ và bố mắng lại rằng ta làm tôi nhà hán lại chịu thờ mày là thằng phản tặc hay sao lã bố giận lắm vừa sắp đánh thành chợt nghe sau lưng có tiếng reo rồi thấy một đội quân mã kéo đến trương phi đi đầu cao thuận gia địch không nổi phải vào lã bố xông vào bấy giờ ở ngoài trận lại nghe thấy tiếng reo tào tháo kéo cả đại quân đến đánh lã bố trông chừng đương không nổi dẫn quân chạy về mặt đông tào binh từ đằng xa đuổi lại lã bố chạy người đã nhọc ngựa đã mỏi chợt lại có một toán quân nữa ở đâu kéo đến chẹn ngang đường đi rồi thấy một tướng vác long đao rừng ngựa lại thét to lên rằng lã bố đừng chạy ta là quan vân trường đây lã bố vội ra tiếp chiến sau lưng trương phi mới đổ dồn lại bố không dám ham đánh cùng lũ trần cung đánh mở lấy một đường chạy tắt đến hạ phi hầu thành dẫn quân ra tiếp vào thành quan trương từ khi thua chạy trốn bấy giờ mới gặp được nhau hai người cùng gạt nước mắt thuật lại cùng nhau chuyện ly tán vân trường nói tôi đóng ở trên đường hải châu nghe được tin nên tôi đến đây trương phi nói em ở hôm núi mang đăng ở được ít lâu hôm nay được gặp nhau thực là may quá hai người nói chuyện xong dắt nhau đến trước lưu bỉ, cùng lại xuống đất mà khóc. Huyền Đức nửa thương nửa mừng, dẫn hai người vào ra mắt Tào Tháo rồi theo Tháo vào từ châu. mi Trúc ra tiếp, nói rằng, gia quyến đều bình an cả. Huyền Đức mừng lắm, hai bố con Trần Khuê bấy giờ cũng lại ít kiến Tào Tháo. Tháo sai mở một tiệc yến lớn để khao các tướng. Tháo ngồi giữa, sai Trần Khuê ngồi bên tả, Lưu Bị ngồi bên hữu, còn các tướng sĩ cứ thứ tự mà ngồi. Ăn yến xong, Tháo khen công bố con Trần Khuê, phong thêm cho ăn Lộc 10 huyện, lại cho đăng làm phục ba tướng quân. Tào Tháo lấy được từ châu, trong bụng mừng lắm, bàn với các tướng, muốn khởi binh sang đánh Hạ Phi. Trình Dục nói, "Lã bố này chỉ có một thành Hạ Phi, nếu ta đánh nó cấp quá, tất nó liều chết, mà đánh để chạy sang với Viên Thuật. Bố mà hiệp sức với Viên Thuật thì khó lòng mà trị được lắm." "Này nên sai người tài giỏi" giữ chẹn các ngà đường hiểm hoài nam trong phòng lã bố gia ngoài chống viên thuật vả lại ở sơn đông còn có lũ tang bá tôn quan chưa quy phục về ta mặt ấy càng nên phòng giữ cẩn thận tháo nói thôi ta tự giữ mặt sơn đông còn huyền đức thì giữ mặt hoài nam lưu bị nói thừa tướng sai tôi xin vâng hôm sau lưu bị đề mi trúc giản ung ở từ châu rồi đem tôn càn Quan Vũ và Trương Phi dẫn quân ra giữa các ngả đường ngoài Nam. Tào Tháo thì tự dẫn binh đi đánh Hạ Phi, lã bố ở Hạ Phi kể rằng lương ăn đủ dùng, và lại có công tứ thủy hiểm trở, vững dạ giữ ở đó, không lo ngại gì nữa. Một bữa Trần Cung nói rằng, này binh Tào Tháo mới đến, nên nhân lúc nó chưa lập trại xong, ta thong thả nghỉ ngơi đánh kẻ địch khó nhọc vất vả quyết nhiên là được. Bố nói, ta vừa mới thua mãi, không nên khinh địch đợi khi nào nó đến đánh ta sẽ ra đánh tất quân nó lăn xả xuống tứ thủy bố không nghe lời trần cung được vài hôm tào tháo lập trại xong đem các tướng đến dưới thành gọi là bố ra nói chuyện bố đứng trên mặt thành tháo gọi bảo rằng ta nghe phụng tiên muốn kết thân với viên thuật cho nên đem binh đến đây thuật có tội phản nghịch lớn mà ông thì có công đánh đồng trác sao ông lại bỏ công chức của mình mà đi theo đứa phản tặc nếu bây giờ tôi phá được thành trì của ông, thì ông còn hối sao kịp làm sao? Bằng nay ông hàng ngay đi, cùng giúp nhà vua, ông sẽ được phong tước hầu. Bố nói, thừa tướng hãy về đi, để tôi bàn đã. Trần Cung đứng bên cạnh bố, thấy Tháo, quát to lên mắng Tháo là nghịch tặc, rồi bắn một mũi tên xuống, trúng vào lọng tào Tháo. Tháo trỏ vào cung, nghiến răng lại mà rằng, ta thế nào cũng giết mày, nói rồi dẫn ngay quân vào đánh thành cùng bảo với bố rằng Tào Tháo tự xa đến đây, thế cũng không ở lâu được. Tướng quân nên đem cả quân bộ quân kỵ ra đóng đồn ở ngoài, tôi thì giữ ở trong thành. Hễ Tháo đánh tướng quân thì tôi xin đem quân đánh tập hậu, hễ nó đánh thành thì tướng quân về cứu. Độ 10 ngày, quân Tháo hết lương bấy giờ chỉ đánh một trận là phá được. Thế ấy gọi là thế, y dốc, bố nói, ông nói phải lắm, rồi về ngay phủ, thu xếp khí giới, áo giáp bấy giờ đang mùa đông rét mướt, bố sai quân hầu đem nhiều áo bông đi. Vợ lá bố là họ kiêm nghe thấy thế, ra hỏi chồng rằng, ông sắm sửa đi đâu thế? Bố kể lại với vợ mưu của Trần Cung, họ nghiêm nói, này ông bỏ thành không trông gì đến vợ con, đem quân ra tận xa. Vì dù một mai, có biến thì thiếp sao được trông thấy ông nữa. Bố nghe nói ngần ngừ, trong bụng không biết định bề nào, ba hôm không ra đến ngoài. Cung vào nói rằng, quân tào tháo bốn mặt vây thành, nếu không ra ngoài thì khốn đến nơi bố nói ta nghĩ chạy ra ngoài xa sao bằng giữ vững ở đây công nói mới rồi tôi vừa nghe thấy tin tháo hết lương có sai quân về hứa đô để vận tải đến nay mai sắp đến nơi tướng quân nên đem tinh binh ra trận đường mang lương kế ấy thực là hay bố chịu kế ấy là phải lại vào hỏi vợ họ nghiêm khóc nói rằng nếu tướng quân đi thì trần cung cao thuận giữ làm sao nổi được thành này ngộ có điều lầm lỡ gì thì hối làm sao khi xưa thiếp ở trường an đã bị tướng quân bỏ may nhờ bảng thư giấu diếm mới lại được đoàn tụ với tướng quân không ngờ bây giờ tướng quân lại bỏ thiếp mà đi đường công danh của tướng quân còn nhiều xin chưa nghĩ đến thiếp nữa nghiêm thị nói xong khóc lóc thảm thiết bố nghe nói trong bụng buồn bã không biết nghĩ thế nào lại vào nói chuyện với điêu thuyền thuyền nói tiện thiếp đã đem thân vào gửi tướng quân là trăm điều trông cậy ở tướng quân cả xin tướng quân nghe thiếp đừng khinh xuất ra ngoài bố nói chớ lo ngại gì ta có mọn họa kích này ngựa xích thố kia thì ai dám đến gần ta bèn ra bảo trần công rằng quân tào vận lương đến là trước dối đấy tháo nhiều quỷ kế lắm ta chưa nên cất quân vội cung trở ra mà than rằng chúng ta phen này chết không có đất chôn lã bố từ đó cả ngày không ra đến ngoài chỉ cùng với họ nghiêm và điêu thuyền uống rượu giải buồn một bữa có mưu sĩ hứa dĩ và vương khải vào hầu hiến kế như sau viên thuật ở hoài nam thanh thế to lắm tướng quân trước đã ước hôn với thuật nay sao không sang mà cầu giả thử quân thuật sang cứu ta trong đánh ra ngoài đánh vào khó gì mà chẳng phá được tháo bố nghe kế ấy lập tức viết thư sai ngay hai người ấy đem đi hứa dĩ nói phải có quân đưa đường cho chúng tôi mới đi được bố sai trương liêu hách manh hai tướng dẫn một nghìn quân đưa ra khỏi cửa ải canh hai đêm hôm ấy trương liêu đi trước hách manh đi sau giữ gìn cho hứa dĩ vương khải kéo ra cửa thành chạy qua trại huyền đức các tướng ra đuổi không kịp thoát được khỏi cửa ải hách manh đem năm trăm quân đi theo dĩ khải trương liêu thì dẫn một nửa quân trở về khi về đến cửa ải thì gặp quan công ra chẹn đường nhưng quan công chưa kịp đánh cao thuận đã dẫn quân ra cứu đón được trương liêu vào thành hứa dĩ vương khải đến thọ xuân vào bái kiến viên thuật dâng trình thư lã bố thuật nói trước kia giết sứ của ta lừa ta việc hôn nhân nay sao lại đến đây dĩ nói việc ấy trước vốn là tại mưu tào tháo nó làm nhỡ ra xin ngài xét lại cho rõ thuật nói chủ mày nếu không bị tào tháo bức bách sao chịu đem con gái gả cho con ta vương khải nói chủ tôi sai tôi sang đây chẳng qua cũng là lợi cả hai bên phỏng như bây giờ mà ngài nhất định không cứu e rằng môi hở răng lạnh cũng không phải là phúc gì cho ngài đâu. Viên thuật nói, Phụng Tiên vốn có tính cháo trở, đưa con gái sang đây đã, rồi ta sẽ cất quân. Hứ dĩ, Vương Khải nói mãi không được phải trở về cùng với hách manh, lúc đi sắp đến trại huyền Đức thì dĩ nói, ban ngày, không đi được, phải chờ đến nửa đêm hai chúng ta đi trước. Hách tướng quân đi chặn hậu, bản nhau rồi, đêm hôm ấy đi qua trại lưu bị. Hứ dĩ, Vương Khải đi trước được thoát, còn Hách Manh đương đi thì gặp Trương Phi ra chặn đường. Hách Manh vào giao chiến, chỉ được một hiệp, bị Trương Phi bắt sống đem đi. Năm trăm quân đi theo cũng bị Phi đánh giết tan nát cả. Trương Phi giải Hách Manh vào gặp Lưu Bị, Lưu Bị giải sang trình Tào Tháo. Hách Manh nói hết cả chuyện hứa hôn cầu cứu. Tháo giận lắm, sai đem Manh ra cửa quân chém, lại truyền lệnh cho các chạy phải phòng giữ cẩn thận chạy nào để cho lã bố và quân sĩ lã bố chạy lọt qua được, sẽ lấy quân pháp xử trị. Các trại đều lo sợ, ai nấy canh giữ thực giết. Lưu bị về trại, dặn bảo quan, trương rằng trại ta chính ở giữa đường hiểm hoài nam, hai em nên giữ cẩn thận, chớ phạm vào quân lệnh tào công. Phi nói ta bắt được một tướng giặc, tào tháo không thấy khen thưởng gì, lại còn ham dọa, là làm sao? Lưu bị nói không phải là dọa, tào công thống lĩnh nhiều quân, không có quân lệnh, làm sao bắt chúng phục tùng được. Em đừng nên phạm, quan, trương vâng lời rồi ra, hứa dĩ, vương khải về được vào hầu lã bố nói rằng viên thuật muốn được nàng dâu trước rồi mới cất quân đến cứu. Bố hỏi, đưa dâu đi thế nào được? Dĩ nói, này Tào Tháo đã bắt được hách manh tất nhiên nó biết cả mưu của ta rồi, mà đường xá thì tất nó giữ gìn thật nghiêm. Phi tướng quân thân hành hộ tống, thì không ai lọt ra được. Bố hỏi, đi ngay hôm nay có được không? Dĩ nói, hôm nay xấu ngày lắm không nên đi. Ngày mai tốt lắm, nên đi vào giờ tuất hoặc giờ hợi. Bố sai trương liêu, cao thuận dẫn ba nghìn quân mã dặn rằng, phải sắm sẵn một cỗ xe nhỏ. Ta đưa con gái ta ra khỏi hai trăm dặm, rồi hai người đưa sang tận Hoài Nam. canh hai đêm hôm sau, lã bố lấy bông quấn vào mình con gái, ngoài mặc áo giáp, rồi cõng ở trên lưng, vác kích nhảy lên ngựa, mở cửa thành ra lã bố đi trước trương liêu cao thuận đi theo sau lúc sắp đến trại liêu bị thì có một tiếng trống nổi lên rồi thấy quan trương gia chắn ngang đường đi quát to lên đừng chạy đừng chạy nữa bố bấy giờ không còn dám nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa chỉ cố chạy cho thoát lưu bị dẫn một toán quân kéo lại hai bên đánh nhau giáp lá ca lã bố thương khỏe nhưng trên lưng còn cõng con sợ con bị thương không dám xông pha cho lắm chỉ trông đỡ làm sao cho chạy thoát mà thôi đằng sau từ hoàng hứa chử lại kéo quân đến quân sĩ cùng gieo lên rằng không được để cho lã bố chạy thoát bố thấy quân xô lại kíp lắm lại phải quay vào trong thành lưu bị thu quân về lũ từ hoàng ai cũng về chạy nấy quân lã bố không chạy lọt được một người lã bố về thành trong bụng lo buồn ngày nào cũng chỉ uống rượu tào tháo đánh giỏng giã hai tháng trời mà chưa hạ được chợt lại có người báo rằng thái thú hà nội là trương dương đem quân ra đông thi định đến cứu lã bố, lại bị bộ tướng là dương xú giết chết. xú toàn đem đầu trương dương đến dâm thừa tướng. chẳng may lại phải tướng tâm phúc nhà trương dương là khuê cố giết mất. khuê cố này đã đi sang huyền thành mất rồi. tháo lập tức sai sử hoán đuổi theo chém khuê cố. nhân việc ấy tháo bàn với các tướng rằng trương dương nó bị nội phản mà chết. thế là may cho ta lắm. nhưng tuy rằng thế, mặt bắc lại còn có viên thuật, mặt đông còn có lưu biểu, trương tú cũng là phải lo cả mà hạ phỉ đây thì vây mãi chưa đánh được ta muốn tha cho lã bố về hứa đô tạm nghỉ ít bữa các người nghĩ thế nào tuân du vội vàng ngăn rằng không nên không nên lã bố thua luôn nghệ khí đã nhụt quân cốt có tướng tướng đã suy lòng quân cũng nản trần công tuy có mưu nhưng ứng biến chậm nay khi thế của bố chưa hồi mưu trần công chưa định đánh cho gấp chắc là bắt được lã bố Quách ra lại hiến một kế, tôi có một kế phá được hạ phi, kế ấy dùng hai mươi vạn quân cũng không bằng. Tuần Úc hỏi, kế ấy có phải là khai sông Nghi, sông Tứ Gia không? Gia cười nói rằng, chính phải, Tháo mừng lắm, sai ngay quân sĩ khơi đào ngay hai con sông ấy. Quân tàu đóng trên gò cao, ngồi trong nước chảy vào hạ phi. Thành hạ phi chỉ có cửa đông không có nước, còn các cửa đều bị ngập cả. Quân sĩ vào báo lã bố, bố nói, ta có ngựa rất thố bơi dưới nước như đi trên cạn, có việc gì mà lo. Bèn cùng vợ và nàng hầu say xưa suốt ngày, nhân vì tiểu sắc quá độ, hình dáng gầy võ. Một hôm, cầm gương soi, than rằng ta bị tiểu sắc làm hại rồi, từ nay phải chừa mới được. Bèn truyền lệnh hễ ai uống rượu thì chém, một bữa hầu thành có 15 con ngựa, bị người giữ ngựa ăn trộm, muốn đem dâng lưu bị. Hầu thành biết, đuổi giết được người giữ ngựa, cướp ngựa được đem về các tướng đến mừng hầu thành, thành nhân có nấu được năm sáu hũ rượu, muốn đem ra mời các tướng cùng uống, nhưng sợ lã bố bắt tội, mới đem năm bình đến biếu lã bố và bẩm rằng, này tôi nhờ oai tướng quân cho nên lại bắt được ngựa mất. Các tướng đều đến mừng, tôi có nấu được ít rượu, chưa dám tự tiện, trước xin đem dâng tướng quân. Bố nổi giận nói rằng, ta đang cấm rượu, sao mày dám nấu rượu, tụ tập với nhau để uống. Chúng bay đồng mưu định hại ta hay sao đấy? bố sai lôi hầu thành ra chém lũ tông hiến ngụy tục và các tướng cùng vào van xin cho hầu thành bố nói cố ý trái lệnh lẽ ra phải chém nay nể các tướng hãy đánh nó một trăm roi các tướng lại súng vào kêu van hầu thành bị đánh năm mươi roi lưng bị làn cả lên mới được tha các tướng thấy thế ai cũng ngán lòng tông hiến ngụy tục đến nhà hầu thành hỏi thăm hầu thành khóc nói rằng không có các ông thì tôi chết rồi Hiến nói, bố chỉ quý vợ con, coi chúng ta như củi rác cả. Tục nói, quân vây dưới thành, nước quanh bên hào, chúng ta chưa biết chết ngày nào. Hiến bàn rằng, lã bố không có nhân nghĩa gì, chúng ta bỏ nó mà đi. Các ông nghĩ sao? Tục nói, bỏ đi không phải là trượng phu, sao bằng bắt nó đem nộp tảo công. Hầu Thành nói, tôi vì cướp lại được ngựa mà bị nó đánh, nó cậy có con ngựa xích thố, nếu hai ông định bắt nó và dâng thành tôi sẽ lấy trộm ngựa của nó đem nộp tào công trước ba người bàn định xong rồi đêm hôm ấy hầu thành lẻn ngay vào chuồng ngựa ăn trộm ngựa xích thố chạy ra cửa đông ngụy tục mở cửa cho ra rồi lại tàng lờ đuổi theo không kịp hầu thành đến trại tào tháo đem ngựa dâng lên nói rằng tông hiến ngụy tục cắm ngọn cửa trắng để làm hiệu hai người ấy sắp sẵn để dâng cửa thành tháo nghe nói liền viết ngay vài chục tờ bố cáo bắn vào trong thành văn rằng đại tướng quân tào phụng chiếu vua đến đánh lã bố ai dám kháng cự với quân ta hễ khi phá thành cả nhà sẽ bị giết trên từ tướng hiệu dưới đến thứ dân ai bắt sống được lã bố hoặc lấy đầu đem dâng sẽ được trọng thưởng nay hiểu dụ để mọi người đều biết sáng hôm sau ngoài thành có tiếng reo dậy đất lã bố thất kinh vác kích lên thành đi dạo các cửa xem xét trách mắng ngụy tục để hầu thành chạy thoát làm mất ngựa quý định đem ngụy tục ra làm tội quân tàu ở dưới thành trông thấy trên thành có lá cờ trắng cố sức đánh thành bố phải thân ra trông giữ từ sáng đến trưa quân tàu mới lôi lã bố lên lầu tạm nghỉ ở trên tràng kỳ không ngờ ngủ quên mất tống hiến đuổi tả hữu ra trước hết ăn trộm cây họa kích rồi gọi ngụy tục vào cùng ra tay lấy thường chảo trói lá bố thật chặt lã bố đang bàng hoàng giấc ngủ thấy động mở choàng mắt ra vội vàng gọi tả hữu đều bị hiến và tục đánh tan hết cả. Tông hiến cầm lá cờ trắng vẫy một cái, quân tào đến cả dưới thành. Ngụy tục nói to lên rằng đã bắt sống được lã bố rồi, hạ hậu uyên chưa tin, tông hiến ở trên thành ném cây kích xuống, mở to cửa thành ra. Quân tào kéo ùa cả vào, cao thuận, trương liêu bấy giờ ở cửa tây, nước vòng quanh cả không sao ra được, cũng bị quân tào bắt sống. Trần Công chạy đến cửa nam, bị từ hoàng bắt. Tào Tháo vào thành, lập tức truyền lệnh cho Tháo nước ra, rồi treo bảng yên dân. Tháo cùng với Lưu Bị lên ngồi trên lầu Bạch Môn, Quan Vũ, Trương Hầu đứng hầu bên cạnh. Quân lính giải những tù binh đến, lã bố tuy lực lưỡng, nhưng thường trói chặt quá. Bố nói, trói chặt quá, nới cho một tí. Tào Tháo nói, trói hổ phải trói cho chặt. Lã bố thấy hầu thành, tống hiến, ngụy tục đứng ở hai bên, trách rằng, ta đại các ngươi không bạc, sao nỡ phản ta. Hiến nói, chỉ nghe lời vợ, không theo mưu tướng, sao gọi là không bạc. Bố nín lặng, được một lát, quân lại giải Cao Thuận đến, Tào Tháo hỏi, người có muốn nói gì không? Cao Thuận không trả lời, Tào Tháo giận sai đem chém ngay. Từ Hoàng giải Trần Cung đến, Tháo hỏi, công đài vẫn mạnh khỏe chứ? Cung nói, bụng dạ ngươi bất chính, cho nên ta bỏ ngươi. Tháo nói, ông trách tôi là người bất chính, sao ông lại đi theo lã bố? công trả lời, lã bố là người vô mưu mà thôi, chớ không có quỷ trá gian hiểm như ngươi. Tháo hỏi, ông tự cho là nhiều mưu trí, sao này đến nỗi này? Cùng nhìn lã bố nói rằng, chỉ giận rằng người này không nghe lời ta, nếu nghe lời ta thì chưa chắc. Tháo hỏi, bây giờ ông nghĩ sao? Cùng nói to lên rằng, bây giờ chỉ có chết mà thôi. Tháo hỏi, ông đã vậy, còn mẹ già ông và vợ con ông thì làm sao? Công nói tôi nghĩ người nào lấy đạo hiếu trị thiên hạ thì không hại bố mẹ người ta người nào thi hành nhân chính ở thiên hạ thì không làm đứt tuyệt hương hòa người ta vậy mẹ tôi và vợ con tôi sống chết cũng ở trong tay ông tôi đã bị bắt xin chịu chết ngay trong lòng không còn vướng víu điều gì tháo còn có ý lưu luyến cung bước thẳng xuống lầu tả hữu lôi lại không được tháo đứng dậy khóc tiễn trần cung cung không ngoảnh cổ lại tháo truyền cho lính hầu rằng lập tức phải đem mẹ già và vợ con công đài về hứa đô để phụng dưỡng. Hễ ai chậm trễ ta sẽ chém ngay, cùng nghe lời tháo nói cũng làm thinh vươn cổ ra cho quân chém. Ai trông thấy cũng giỏ nước mắt khóc, tháo sai lấy quan khách khâm liệm đem về táng ở hứa đô. Đời sau có thơ khen rằng sống chết khăng khăng vững một lòng, khảng khái thay đáng bực anh hùng, nhời vàng đá nọ sao không dụng, tài xiến lim kia huống bỏ không, một bụng giúp người chung với chúa, chút tình giã mẹ, xót cho ông. Bạch môn khi ấy còn ghi tiếng, thiên hạ ai là kẻ sánh cung, đường khi tào tháo tiễn trần cung xuống lầu, lã bố ngoảnh mặt lại lưu bị trách rằng, ông là khách trên ghế, tôi là tù dưới thềm, sao không nói giúp cho một nhơi. Lưu bị gật đầu, đến khi tào tháo trở lên, bố kêu rằng, ông không lo ngại ai bằng lo ngại tôi, nay tôi đã chịu ông, ông làm đại tướng, tôi làm phó tướng, việc thiên hạ khó gì không định nổi. Tháo ngoảnh mặt lại hỏi Huyền Đức thế nào? Huyền Đức nói, ông còn nhớ chuyện Đinh Kiến Dương và Đồng Trác không? Bố nhìn vào Lưu Bị nói, thằng này thực là vô tín. Tháo sai đem xuống lầu thắt cổ. Bố lại ngoảnh lại bảo Lưu Bị rằng, thằng tai to kia, quên mất công ta bắn kích ở nha môn rồi à? Chợt có một người quát to lên rằng, đồ hèn lã bố kia. Chết thì chết, sợ gì? Chúng nhìn xem ai, thì là Trương Lưu, đang bị quân đao phủ dẫn đến tháo sai đem lã bố xuống thắt cổ rồi mới chặt đầu đem biêu. Đời sau có thơ rằng, nước cả mênh mông ngập hạ phì, nhớ khi lã bố bắt mang đi, ngựa khoe hích thố, làm gì được, kích cậy phương thiên, có ích chi, chói hổ còn mong chi chói lòng, nuôi ưng, mới biết cũng nuôi thì, nghe lời vợ, chẳng nghe lời tướng, mắng kẻ tai to khéo chẳng suy, lại có thơ luận về huyền đức rằng, chói hổ xin đừng chói hững hờ, kia kia đinh, đống máu còn nhơ đã hay hổ đói hay ăn thịt, để thịt tàu man chẳng được dư. Bấy giờ võ sĩ giải trương liêu đến, tháo trỏ vào liêu mà bảo rằng thằng này trông quen quen, liêu nói, phải, gặp nhau trong thành bộc dương, đã quên rồi ư. Tháo cười mà hỏi rằng, thế ra mày còn nhớ à? Liêu nói, nhưng rất đáng tiếc. Tháo hỏi, tiếc cái gì? Liêu nói, tiếc hôm ấy lửa không cháy to đốt chết thằng quốc tặc là mày. Tháo giận lắm, mắng rằng, tướng đã thua sao dám làm nhục ta? rút gươm ra định giết Trương Liêu. Liêu chẳng sợ hãi vì vươn cổ chờ chết. Sau lưng Tào Tháo có người giữ tay lại, một người nữa quỳ trước mặt can rằng, xin thưa tướng hãy dừng tay. Thế thực là, lã bố kêu van không đáng cứu, Trương Liêu khẳng khái mới nên tha, chưa biết hai người đến cứu Trương Liêu là ai, hồi sau mới phân giải. Hồi 20, Tào Aman ra săn ruộng hứa điền, đồng quốc cứu vâng chiếu trong nội các, người viết cánh tay Tào Tháo là Liêu Bị người quỳ trước mặt tào tháo là quan vũ liêu bị nói người có lòng son như thế nên giữ lại quan vũ nói tôi vốn biết văn viễn trương liêu là người trung nghĩa tôi xin lấy tính mệnh đảm bảo tháo vứt gươm xuống cười và nói rằng ta cũng biết văn viễn là người trung nghĩa cho nên đùa đấy thôi tháo bèn tự tay cởi trói cho trương liêu cởi áo ra mặc cho trương liêu rồi mời ngồi lên ghế liêu cảm phục bèn xin hàng tháo cất liêu lên làm trung lang tướng cho tước quan nội hầu, sai đi chiêu dụ tang bá. Bá thấy là bố đã chết, Trương Liêu đã hàng, cũng đem quân bản bộ về hàng. Tào Tháo thưởng cho rất hầu, tang bá lại chiêu an được tôn quan, ngô đôn và doãn lễ, chỉ còn có xương hy là chưa phục. Tháo phong cho tang bá làm tướng huyện lương gia, lũ tôn quan cũng được làm quan cả, tháo sai lũ ấy giữ mạn bể hai châu thanh và từ, rồi sai đem vợ con lã bố về hứa đô. Tháo mở tiệc khao quân, nhổ trại mang quân về, khi tháo qua từ châu, nhân dân đốt hương bái vọng, đông chật cả đường, xin để lưu bị ở lại làm thân mục. Tháo nói, lưu sứ quân công to, hãy và chầu vua phong tước, rồi sẽ gia nhậm từ châu cũng chưa muộn. Chăm họ lại tạ, tháo sai xa kỵ tướng quân là xa chủ, quyền lĩnh chức mục từ châu. Tháo đem quân về hứa đô, phong thưởng cho các tướng sĩ. Còn lưu huyền đức thì để nghỉ ngơi ở nhà bên cạnh tướng phu hôm sau vua hiến đế khai trào, tháo dâng biểu tâu quân công của huyền đức và đem huyền đức vào chầu vua. Huyền đức mặc đồ trào phục, lại dưới thềm son, vua truyền cho lên điện, rồi hỏi rằng tổ người là ai? Huyền đức tâu rằng tôi là dòng dõi trung sơn tĩnh vương, cháu Sa đức hiếu cảnh hoàng đế, cháu lưu hùng và con lưu hoàng. Vua sai lấy sổ tôn tộc ra kiểm xem, rồi sai quan tâm chính khanh tuyên đọc hiếu cảnh hoàng đế sinh 14 con, con thứ bảy là Trung Sơn Tĩnh Vương tên là Lưu Thắng. Thắng sinh ra Lục Thành Đinh Hầu là Lưu Chính. Chính sinh ra Bái Hầu là Lưu Ngang. Ngang sinh ra Trương Hầu là Lưu Lộc. Lộc sinh ra Nghi Thủy Hầu là Lưu Luyến. Luyến sinh ra Khâm Dương Hầu là Lưu Anh. Anh sinh ra An Quốc Hầu là Lưu Kiến. Kiến sinh ra Quảng Lăng Hầu là Lưu Ai. Ai sinh ra Giao Thủy Hầu là Lưu Hiến. Hiến sinh Tổ ấp Hầu là Lưu Thư. Thư sinh Kỳ Dương Hầu là Lưu Nghị nghị sinh nguyên trạch hầu là lưu tất, tất sinh dĩnh xuyên hầu là lưu đạt, đạt sinh phong linh hầu là lưu bất nghi, bất nghi sinh tế xuyên hầu là lưu huệ, huệ sinh ra quan Lịnh ở đông quận là lưu hùng, hùng sinh lưu hoàng, hoàng không làm quan, sinh ra lưu bị. vua so trong thế phả thì huyền đức vào hàng chú, vua mừng lắm, mời vào thiên điện làm lễ nhận họ. vua bấy giờ nghĩ bụng rằng tào tháo lộng quyền, việc nước không tự ta làm chủ này được người chú anh hùng may ra ta có người giúp vua cho ngay lưu bị làm tả tướng quân nghi thành đình hầu mở yến khoản đãi tiệp tan lưu bị tạ ơn trở ra tự bấy giờ ai cũng gọi là lưu hoàng thúc tào tháo về phủ tuân úc và bọn mưu sĩ và nói rằng thiên tử nhận lưu bị là chú chúng tôi sợ có điều bất lợi cho minh công tháo nói người ấy đã được nhận làm hoàng thúc ta lấy chiếu vua sai khiến lại càng phải phục tùng ta lắm và ta lại để cho ở hứa đô, tiếng rằng gần vua, nhưng thực ra là ở trong tay ta, ta còn ngại gì. Chỉ lo thái úy Dương Biêu, vốn là thân thích với viên thuật. Nếu Biêu làm nội ứng cho hai anh em họ viên, thì có lẽ hại to, nên phải trừ trước đi. Bản thế rồi, tháo sai ngay người vô cáo cho Dương Biêu thông với viên thuật, rồi bắt bỏ ngục, sai mãn sủng xét án. Bấy giờ thái thú Bắc Hải là khổng dung ở hứa đô, nhân thấy việc ấy vào can tháo rằng dương công vốn bốn đời nay vẫn có đức thanh liêm há vì nhân việc họ viên mà bắt tội tháo nói việc ấy là tự triều đình chớ có tại tôi đâu dung hỏi ngày xưa giả thử thành vương giết thiệu công thì chu công có chối được rằng không biết chăng bất đắc dĩ tháo phải cách chức biêu đuổi về quê bấy giờ có quan nghi lang là triệu phạm thấy tháo chuyên quyền làm sớ tâu vua hạch tháo rằng tháo tự tiện không tâu vua dám làm tội đại thần thế là mạn phép quá Tháo giận lắm, lập tức bắt triệu phạm đem giết. Vì thế các quan ai cũng sợ hãi. Mưu sĩ là trình dục nói, này minh công uy danh mỗi ngày mỗi thịnh, sao không nhân lúc này mà làm việc vương bá. Tháo nói, thủ tục triều đình còn nhiều, chưa nên kinh động. Ta nên mời vua đi săn, để xem ý tứ các quan ra sao đã. Tháo liền sai chọn ngựa tốt và chim ưng giỏi, chó săn hay, công tên đủ cả, trước họp binh ở ngoài thành, rồi mời thiên tử đi săn vua nói săn bắn không phải là chính đạo tháo thưa đế vương ngày xưa mùa xuân đi săn gọi là siêu mùa hạ đi săn gọi là miêu mùa thu đi săn gọi là kiển mùa đông đi săn gọi là thú bốn mùa cùng ra ngoài cõi để biểu thị võ lực với thiên hạ nay bốn bể đương lúc nhiêu loạn bệ hạ chính nên đi săn để giảng việc võ vua chẳng nghe chẳng được liền lên ngựa tiêu diêu đeo cung khảm ngọc và tên bịt vàng bảy đồ loan giá ra thành huyền đức cùng quan trương ba người đeo cung dắt ngựa trong mặc áo giáp che bụng tay cầm đồ binh khí dẫn vài chục quân kỵ mã theo vua ra hứa xương tào tháo cưỡi ngựa phi diện sắc vàng dẫn mười vạn quân cùng vua đi săn ở hứa điền quân sĩ vây vòng quanh rộng hơn hai trăm dặm tháo sóng ngựa cho đi chỉ kém ngựa vua có một đấu sau lưng toàn là tướng tâm phúc của tháo đi theo trăm quan văn võ đi tận đằng xa không ai dám đến gần khi vua đi đến hứa điền, Lưu Bị nhảy ngựa xuống đứng cạnh đường hỏi thăm sức khỏe của vua. Vua nói, chấm muốn xem tài săn bắn của Hoàng Thúc, Lưu Bị lĩnh mệnh lên ngựa, bỗng trong đám cỏ có một con thỏ chạy ra, bị bắn một mũi tên trúng ngay, vua reo lên một tiếng, đi qua một cái gò, chợt thấy trong bụi gai một con hươu lớn chạy ra vua bắn luôn ba phát không tin, bèn ngoảnh lại bảo Tháo rằng, người bắn đi, Tháo xin nguyện cung ngọc tên vàng của vua, dương lên bắn một phát tin ngay giữa lưng, hưu ngã trong đám cỏ. Các đại thần và các tướng trông thấy lưng hưu có tên bịt vàng, tưởng vua bắn tin, cùng chạy lên trước mặt vua gieo, vạn tuế. Tào tháo tế ngựa ra đứng trước mặt vua để nhận lấy những lời chúc mừng. Trăm quan thấy vậy ai nấy đều tái mặt, sau lưng huyền đức, quan văn trường giận lắm, mày tằm dựng ngược, mắt phượng dương to, cầm dao, thúc ngựa định ra chém tào tháo. Huyền đức biết ý, vội vàng vẫy tay đưa mắt. Quan công thấy anh ra hiệu, phải chịu đứng im, Huyền Đức ngoảnh lại mừng Tào Tháo rằng, thừa tướng bán tài trong đời hiếm có. Tháo cười nói nhún rằng, ấy cũng nhờ phúc lớn của thiên tử, rồi Tháo quay ngựa ngoảnh vào vua chúc mừng, nhưng từ đầu giữ lấy cung khảm ngọc, không trả vua nữa. Săn bán xong, Tháo mở một tiệc yến ở Hứa Điền, rồi rước vua về Hứa Đô. Khi các quan tướng đâu đã về đấy rồi, Quan Vũ mới hỏi Lưu Bị rằng, thằng giặc Tào nó dối vua khinh trên tôi toàn giết nó để trừ hại cho nước, sao anh lại ngăn tôi? Lưu bị nói, ném chuột còn phải lo vỡ đồ quý, tháo đứng cách vua chỉ có một đầu ngựa, mà những người tâm phúc nó đi xuống xít cả chung quanh, nếu em nhân cơn giận làm liều không nghĩ, nhỡ việc không xong, hại đến thiên tử thì có phải tội tại chúng ta không? Quan Vũ nói, này không giết thằng giặc ấy tất sinh vạ về sau. Lưu bị nói, hãy giữ kín, không được nói một cách vội vàng. Vua về cung, nghĩ đến việc đi săn hôm ấy, tuổi mà khóc, bảo với vợ là Phục Hoàng hậu rằng ta từ khi lên ngôi đến giờ, gặp nhiều gian hùng. Trước thì đồng chắc, sau thì thôi, dĩ, những điều khổ ải mà người ta chưa từng thấy bao giờ, ta và Hoàng hậu đều nếm trải cả. Đến nay gặp Tào Tháo, tưởng nó là bầy tôi xã tắc, không ngờ nó lộng quyền, tác oai tắc phúc. Ta trông thấy nó bao giờ là như trông gai cắm vào lưng bấy giờ. Hôm nay đi săn, nó ra nhận lấy lời chúc mừng của các quan, thật là vô lễ. Này mai tất có vạ, vợ chồng ta chưa biết chết chỗ nào. Phục hoàng hậu nói, công khanh đầy chiều đều ăn lộc nhà Hán, chẳng nhẽ lại không có ai cứu được quốc nạn hay sao? Phục hoàng hậu chưa nói dứt lời thì có một người ở ngoài bước vào tâu rằng, xin vua và hoàng hậu đừng lo, tôi xin cử một người có thể cứu được nạn nước, vua trông ra thì là bố đẻ phục hoàng hậu là phục hoàn vua gạt nước mắt hỏi rằng quốc trưởng cũng biết giặc tàu nó chuyên quyền à hoàn nói xem như việc bắn hưu ở hứa điền thì ai chẳng biết chỉ vì cả triều văn võ phi là họ hàng tháo thì là đầy tớ nó nếu không phải quốc thích thì ai chịu hết lòng đánh giặc lão thần không có quyền thế gì khó mà làm nổi việc ấy nhưng có xa kỵ tướng quân là đồng thừa có thể tin cậy vua nói đồng quốc cữu nhiều lần liều mình với nạn nước ta vốn đã biết nên vời vào trong cung để bàn việc lớn. Hoàn nói, tả hữu ở đây đều là tâm phúc của giặc tháo, nếu việc tiết lộ sẽ xảy ra vạ to. Vua hỏi, thế thì nên làm thế nào? Hoàn nói, tôi có một kế, bệ hạ nên cho may một cái áo bào và làm một cái đai ngọc, mật ban cho đồng thừa, ở trong đai để tờ mật chiếu. Khi về nhà thấy tờ chiếu, thừa sẽ ngày đêm nghĩ kê tiến hành, thế thì dù quỷ thần cũng không biết được. Vua lấy làm phải. Phục hoàn lui ra, vua tự làm tờ chiếu, cán đầu ngón tay lấy máu viết, mật sai hoàng hậu may vào trong lần lót gấm tía ở trong đai ngọc, rồi sai nội sứ triệu đồng thưa vào. Thưa vào ra mắt, lễ xong, vua nói, tối hôm qua, trẫm và hoàng hậu nói chuyện lại những sự khổ ải ở bá hà khi trước, nhân nhớ đến công to của quốc cữu, nên cho vời vào có mấy lời úy lạo. Thừa dập đầu lại ta, vua dắt thừa ra điện đến thái miếu rồi lên gác công thần vua đốt hương lễ xong dẫn thừa đến xem tranh truyền thần bức tranh giữa vẽ tượng hán cao tổ vua nói cao tổ hoàng đế ta xuất thân ở đâu sáng nghiệp thế nào thừa giật mình tâu rằng bệ hạ hòm bỡn tôi việc thánh tổ sao ngài lại chẳng biết cao hoàng đế xuất thân làm đình trường ở tứ thủy cầm thanh gươm ba thước chém rắn khởi nghĩa tung hoành bốn bể ba năm phá được nhà tần năm năm diệt được nước sở bởi vậy mới có thiên hạ lập cơ nghiệp muôn đời Vua bèn nói, quốc cữu thử ngẫm xem, tổ tôn anh hùng như thế mà con cháu thì hèn mạt thế này, chẳng sót lắm du. Vua nói thế, rồi trò vào hai bức tranh hai bên mà hỏi thừa rằng, đây có phải lưu hầu trương lương không? Đây có phải tản hầu tiêu hà không? Thừa tâu rằng, phải, đức cao tổ khi xưa cũng nhờ sức hai người ấy mà dựng nên cơ đồ. Vua ngoảnh lại, thấy tả hữu đứng xa cả, mới sẽ bảo thừa rằng, người cũng nên đứng bên cạnh chấm như hai người ấy thừa nói, tôi chẳng có tất công nào, đâu dám sánh với các ông ấy. Vua nói, chậm nghĩ công người cứu giá ở Tây Đô, không bao giờ quên, chưa lấy gì trả lại được. Rồi trỏ vào áo bào và đai bảo thừa, người mặc áo này, thắt đai này cũng như thường đứng bên cạnh mình chậm. Thừa dập đầu lại tạ, vua cởi áo cởi đai đưa cho thừa vào bảo thầm rằng, người về nên nhìn cho kỹ, đừng phụ lòng chậm, thừa biết ý, mặc áo đeo đai, rồi bái tử xuống gác trở ra có người báo với Tào Tháo rằng thấy vua cùng Đồng Thừa lên gác công thần nói chuyện, Tháo lập tức vào chiều xem, Đồng Thừa đi ra, vừa qua cửa cung, gặp ngay Tào Tháo đến, không thể ẩn núp vào đâu được, phải đứng ở cạnh đường, vái chào. Tháo hỏi, quốc cửu đi đâu vậy? Thừa nói, thiên tử vừa cho vời vào ban cho áo gấm và đai ngọc này. Tháo nói, nhân việc gì mà vua ban cho thế? Thừa nói, nhân thiên tử nhớ đến công cứu giá ở Tây Đô ngày xưa nên ban cho những đồ quý ấy tháo nói cởi đai cho ta xem phục hoàng hậu khâu mật chiếu vào trong đai ngọc thừa cũng đoán trong đai có mật chiếu sợ tháo khám thấy ngần ngừ không cười tháo sai tả hữu lột ra xem ức chừng nửa giờ rồi cười mà nói rằng quả nhiên là đai ngọc đẹp lắm cởi nốt áo ta xem thừa trong lòng sợ hãi không dám cưỡng phải cởi áo đưa ra tháo cầm lấy soi lên bóng mặt rời nhìn xem từng tí xem xong tháo mặc vào mình đeo cả đai rồi hỏi tả hiểu, dài hay vắn, tả hiểu khen áo đai vừa vặn lắm. Tháo bảo thừa, quốc cữu cho lại ta áo này, đai này có được không? Thừa nói, của vua ban cho, tôi không dám biếu. Xin về may bộ khác để dâng thừa tướng. Tháo hỏi, quốc cửu nhận áo đai ấy, ở trong có ý gì không? Thừa thất kinh nói rằng, tôi đâu dám thế, có phải thừa tướng muốn dùng tôi xin dâng? Tháo nói, quốc cửu chịu ơn vua, ta sao nỡ cướp? Ta nói bỡn đấy thôi rồi cởi áo và đai trả đồng thừa, thừa từ biệt tháo về nhà, đến đêm ngồi một mình trong thư phòng, đem áo bảo ngắm đi ngắm lại, chẳng thấy gì. Thừa nghĩ, vua cho áo và đai, dặn xem kỹ, tất là có thâm ý nay không thấy dấu vết gì là cớ làm sao. Lại đem đai ngọc ra xem, chỉ thấy ngọc trắng long lánh, theo con rồng nhỏ vườn trong đám hoa, đằng sau lót gấm đỏ, đường chỉ thực vuông vắn phẳng phiêu, tịnh không có một dấu vết nào. Thừa lấy làm ngờ, đặt ở trên án thư, giờ đi dở lại tìm tòi. Lúc lâu, mỏi lắm, thừa toan nằm xuống nghỉ, bỗng nhiên hoa đèn rơi vào đai, cháy đến lần lót. Thừa vội vàng gạt đi, nhưng đã cháy hết một chỗ, lộ ra lần lụa trắng, trông hình như có vết máu. Thừa lấy ngay dao tách ra xem, thì thấy tờ mật chiếu của vua, viết bằng máu. Trong chiếu nói rằng, chậm nghe, trong đạo nhân luận, cha con là trọng, trong phận tôn ti, vua tôi là trọng. Lâu nay giặc tháo hống hách lộng quyền, khinh rẻ quân phủ, kết hợp bè đảng, làm nát chính thế của triều đình, thường, phạt, sắc, phong, lấn cả chủ quyền của chấm. Chấm đêm ngày lo nghĩ, sợ thiên hạ nguy cấp đến nơi. Ngươi là đại thần nhà nước, lại là trí thân với chấm, nên nhờ đến cao đế ngày xưa, dựng nghiệp khó nhọc, tập hợp lấy người trung nghĩa, trừ giết kẻ gian thần, để yên xã tắc, thì may cho tổ tông nhà hán lắm chậm cắn ngón tay lấy máu, viết thư cho ngươi, ngươi nên nghĩ ba bốn lần cho kỹ, chớ phụ ý chấm. Niên hiệu kiến an, năm thứ bốn, tháng ba, viết tờ chiếu này, đồng thừa xem xong, nước mắt chảy ròng ròng, suốt đêm không ngủ được. Sớm ngày đứng dậy, thừa lại đến thư phòng xem lại tờ chiếu hai ba lần, chưa nghĩ được mưu kế gì. Thừa bèn đặt tờ chiếu trên ghế, lo tìm kế trừ tàu, nhưng chưa nghĩ được kế gì thì nhọc quá gục xuống kỳ ngủ thiếp đi chợt có quan thị lang là vương tử phục đến chơi. Người nhà biết tử phục với đồng thừa là chỗ bạn thân, không dám ngăn trở. Tử phục vào thẳng tư phòng, thấy thừa ngủ say, ở dưới tay áo lại để một mảnh lụa trắng hơi lộ ra chữ, chấm. Tử phục lấy làm nghi, sẽ nâng tay áo, cầm lấy mảnh lụa, xem xong, giấu vào ống tay áo mình, rồi đánh thức thừa dậy. Quốc cửu thật là dỗi quá, sao mà ngủ được kỹ thế, thừa giật mình, nhìn không thấy tờ chiếu sợ hãi mất vía, chân tay luống cuống. Từ phục nói, người định giết tào công, ta phải ra thú. Thừa khóc nói rằng, nếu anh làm thế, nhà Hán hỏng mất. Từ phục nói, ta nói đùa đó, tổ tông ta mấy đời ăn lộc nhà Hán, há lại không có lòng chung. Ta xin giúp anh một tay để giết thằng quốc tặc. Thừa nói, anh có bụng ấy, thực là may lớn cho nhà nước. Từ phục cầm tay đồng thừa, dắt vào nhà trong mà nói rằng, nên vào mật thất, để cùng lập nghĩa trạng liều bỏ ba họ để báo ơn vua. Thừa mừng lắm, lấy ngay một bức lụa trắng, chưa ký tên mình vào, rồi từ phục cũng ký tên. Ký xong, từ phục nói, tôi có người bạn thân là tướng quân Ngô Tử Lan, nên để cho ông ấy cùng bàn mưu với ta. Thừa nói, trong cả đám đại thần chỉ có chàng thủy hiệu úy trùng tập và nghị lang ngô thạc là tâm phúc với tôi. Hai người ấy tất cũng cùng bàn mưu với ta được, đang bàn chuyện, người nhà vào báo có trùng tập và ngô thạc đến chơi. Thừa nói, thực là trời giúp ta đó. Thừa bảo tử phục hãy núp vào sau bình phong, mời hai người vào thư viện, ngồi chơi uống nước. Uống nước rồi, trùng tập hỏi đồng thừa rằng, việc đi săn ở hứa điền, ông có tức không? Thừa nói, tức thì tức, nhưng làm gì được? Thạc nói, ta muốn giết nó đi, nhưng giận rằng chẳng có ai giúp đỡ. Tập lại nói, trừ hại cho nước, dù có chết cũng không tiếc gì thân bấy giờ vương tử phục núp ở sau bình phong mới chạy ra nói rằng các ngươi muốn giết tào công ta phải ra thú hiện có đồng quốc cữu làm chứng trùng tập nổi giận nói rằng chúng ta là trung thần có sợ gì chết chúng ta chết làm ma nhà hán còn hơn nhà ngươi sống mà a dua với đứa phản tặc đồng thừa cười nói rằng chúng tôi cũng vì việc ấy mà muốn tiếp hai ông ở đây để bàn vương thị lang nói đùa đó nói rồi móc ống tay áo lấy tờ mật chiếu ra đưa cho hai người xem hai người đọc chiếu nước mắt tuôn ra hai hàng thừa mời hai người ký tên tử phục nói xin bà ông hãy ở đây để tôi đi mời ngô tử lan nữa tử phục đi được một hồi rồi cùng với tử lan đến mọi người chào nhau cùng ký tên cả thừa mời vào nhà trong uống rượu chợt có quân vào báo rằng có thái thú tây lương là mã đằng đến thăm thừa bảo đầy tớ ra nói dối rằng thừa mệt không ra tiếp kiến được lính canh cửa ra bảo thế Mã đằng giận nói rằng tối hôm qua ở ngoài cửa Đông Hoa trông thấy mặc áo gấm đeo đai đi ra, nay cớ sao lại nói dối rằng uống. Ta không phải vô cớ đến đây, sao lại từ chối ta? Lính canh vào lại kể rõ Mã đằng giận và nói những gì. Thừa mới đứng dậy nói rằng xin các ông ngồi chờ tôi đây, để tôi ra một lát thôi. Rồi thừa ra mời Mã đằng vào công đường, chào lễ xong ngồi yên rồi, đằng mới trách rằng tôi vào trầu sắp trở về, cho nên lại đây để từ biệt sao lại cáo bệnh không muốn tiếp? Thừa nói, vì mới bị đau cho nên không ra nghênh tiếp được, xin chịu tội với sứ quân. Đằng nói, mặt phớn phở xuân sắc thế kia, bệnh ở đâu thế? Thừa không biết trả lời thế nào. Đằng vung tay áo đứng dậy, than thở bước xuống thềm nói rằng, lũ này không phải là những kẻ cứu nước. Thừa thấy nói thế, cố giữ lại hỏi rằng, ông bảo ai không phải là người cứu nước. Đằng nói, việc đi săn ở hứa điền ta còn tức đầy ruột. Ông là trí thích của nhà nước, cứ mê mải về tiểu sắc chẳng lo gì đến việc giết giặc, sao được gọi là người phù tai cứu nạn của nhà vua. Thừa còn sợ đằng đánh lừa, giả cách giật mình nói rằng Tào Thừa Tướng là đại thần nhà nước, triều đình trông cậy vào cả, sao ông dám nói thế? Đằng hầm hầm mặt lại mắng rằng người còn cho thằng giặc Tào là người tốt à? Thừa xua tay nói, ở đây tai vách mạch rừng, xin ông nói khẽ chứ. Đằng lại mắng rằng, đối với đồ ham sống sợ chết, không thể cùng bàn việc lớn nói xong đứng dậy toan về. Thừa biết Mã Đằng là người trung nghĩa, mới nói rằng, ông hãy nguôi cơn giận, xin xem cái này, liền mời Mã Đằng vào thư phòng, lấy tờ chiếu cho xem. Đằng đọc xong, tóc lông dựng ngược cả lên, nghiến răng rít lưỡi, máu chảy đầy mồm, bảo thừa rằng, hễ ông khởi sự, tôi xin đem cả quân Tây Lương đến làm ngoại ứng. Đoạn Mã Đằng trò vào năm người ngồi trên nói rằng, giá ta được 10 người cùng như thế này cả thì việc tất phải xong thừa nói người trung nghĩa không thể có nhiều nếu cộng sự với những người không ra gì thì lại làm hỏng việc mã đằng mượn sổ tên các quan trong triều xem một lượt từng tên một để tính xem đồng mưu ước được bao nhiêu người xem đến chỗ tôn tộc họ lưu đằng vỗ tay lên hỏi rằng sao không bàn với người này mọi người hỏi người nào vậy mã đằng thong thả nói tên người ấy ra thế thực là vốn là quốc cữu vâng lời chiếu lại gặp tôn thần giúp việc vua chưa biết mã đằng nói ai xem đến hồi sau sẽ rõ